Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2741, cấm kỵ chi thuật. Cực điểm trên lôi đài. Hà Nguyên Thiên khuôn mặt dữ tợn, trên mặt tràn ngập cực hạn thống khổ, trong cổ họng vừa định yếu phát ra âm thanh. Oa, một tiếng, một ngụm máu lớn, từ trong miệng của hắn phun ra tung tóe, trong tròng mắt che kín đỏ như màu máu. Có thể là bởi tu vi của hắn là vì đặc thù nguyên nhân tăng lên, cho nên khi hắn tượng thần bị hủy sau đó hắn vẫn là nằm ở thần trí thanh tỉnh trạng thái. Hà Nhân nhìn không đến con trai mình tượng thần bị hủy, sắc mặt hắn lập tức căng thẳng, tuy rằng con trai của hắn không cách nào kế thừa gia chủ vị trí rồi, nhưng Hà Nguyên Thiên dù sao cũng là con trai của hắn A Hát. Hắn làm sao nhịn tâm trơ mắt nhìn con trai của chính mình chết ở trước mặt đâu này. Hà Nhân trắng liều lĩnh mở miệng quát lên, tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn hạ sát thủ, hay là tương lai ta có thể cho ngươi chết thống khoái, để cho chúng ta đến nghĩ biện pháp mở ra cực điểm lôi đài kết giới. Hai chân ngã quỳ trên mặt đất Hà Nguyên Thiên, hắn tóc tai bù xù dáng dấp, như là phát điên, trong miệng sắc bén thanh âm quát ầm mà ra, ta sẽ không thua. Ta Hà Nguyên Thiên chính là Hà gia đệ nhất thiên tài, ta làm sao sẽ bại bởi Diệp Thần Phong. Khắp nơi giữ tợn Hà Nguyên Thiên, hắn nâng lên bàn tay phải, chỉ thấy tại hắn bàn tay phải bên trong, có một cái màu đen đám mây đồ án, hắn đột nhiên đem toàn thân linh khí hướng về màu đen đám mây đồ án bên trong hội tụ. Hà Nhân Trắng đang nhìn đến Hà Nguyên Thiên trong bàn tay màu đen đám mây đồ án sau, hắn lớn tiếng quát lên, Nguyên Thiên, không nên. Đây là Hà gia một loại cấm, kỵ chi thuật. Nhất định muốn thông qua bây giờ Hà gia lão tổ Hà Không Thắng, đem một loại nào đó sức mạnh thần bí thực vào trong người, sau đó sẽ ở hắn trên bàn tay xuất hiện một đóa màu đen vân. Một khi đem linh khí hướng về màu đen đám mây bên trong hội tụ, lập tức hội kích phát loại này Hà gia cấm. Kỵ chi thuật, kích phát sau đó kích phát người thật khí thế cùng sức chiến đấu hội tăng lên trên diện rộng, chỉ là tại tăng lên trong quá trình. Đồng thời cũng sẽ mang đến nghiêm trọng tác dụng phụ, cái kia chính là loại này cấm. Kỵ chi thuật tác dụng đi qua đó, kích phát người hội hoàn toàn biến thành một cái người sống đời sống thực vật, trên thế giới này không có ai có thể giải, bao quát Hà gia bây giờ lão tổ Hà Không Thắng. Hà Nhân Trắng cũng không biết con trai của mình dĩ nhiên cắm vào loại này cấm. Kỵ chi thuật, có thể nói được cắm vào loại này cấm, kỵ chi thuật chỉ có Hà gia một cái bí ẩn đội hộ vệ, tại lúc cần thiết. Này tên hộ vệ đội là phụ trách đánh trận đầu hy sinh, ngoài ra, tại Hà gia không có bất kỳ người nào cắm vào qua loại này cấm. Kỵ chi thuật. Còn lại quan chiến người, bất phàm có thức hàng, phàm là nhìn ra Hà Nguyên Thiên thi triển chính là Hà gia cấm. Kỵ chi thuật, sắc mặt của bọn họ toàn bộ là đại biến, loại này cấm. Kỵ chi thuật có người nói uy lực mạnh mẽ đáng sợ, một khi kích phát rồi, e sợ Diệp Thần Phong hội căn bản không phải là đối thủ của Hà Nguyên Thiên. Hà gia này là hoàn toàn từ bỏ Hà Nguyên Thiên, dĩ nhiên ở trong cơ thể hắn cắm vào bực này cấm. Kỵ chi thuật, cho dù hôm nay trận này cuộc chiến sinh tử, Hà Nguyên Thiên cuối cùng thắng rồi, hắn cũng sẽ biến thành một cái người sống đời sống thực vật, như vậy có thể nói trận này cuộc chiến sinh tử chẳng khác gì là lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, đường đường Hà gia thiếu chủ, nguyên bản tiền đồ là cực kỳ quang minh, bây giờ lại yếu rơi vào mức độ này. Hà Nguyên Thiên sử dụng tới Hà gia cấm, kỵ chi thuật, chàng tỷ đấu này kế tiếp kết quả vừa xem hiểu ngay rồi. Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bọn hắn khi nghe đến bốn phía nghị luận sau đó Lâm Vấn Thiên đối với trên lôi đài Diệp Thần Phong quát lên, tiểu tử, nhanh lên một chút giải quyết Hà Nguyên Thiên. Diệp Thần Phong tự nhiên cũng nhìn ra cùng Hà Nguyên Thiên không được bình thường. Tại Hà Nguyên Thiên kích phát cấm, kỵ chi thuật thời điểm. Diệp Thần Phong thân ảnh đã là hướng về đối phương bạo hướng mà đi, muốn bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết tất cả những thứ này. Nhưng là tại Diệp Thần Phong yếu áp sát Hà Nguyên Thiên thời điểm. Từng luồng màu đen linh khí, từ Hà Nguyên Thiên trong cơ thể bộc phát ra, sát theo đó, mãnh liệt vô cùng khí thế, cũng từ bên trong thân thể của hắn lao ra. Loại khí thế này hoàn toàn vượt ra khỏi thần đế cảnh hậu kỳ phạm vi, thậm chí là phổ thông thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Căn bản cũng không cách nào phát ra bực này khí thế. Nguyên bản không ngừng tiếp cận Hà Nguyên Thiên Diệp Thần Phong, được nồng nặc màu đen linh khí và khí thế xung kích đến thân thể sau, tốc độ của hắn đột nhiên hạ thấp, thậm chí bị xung kích lui về phía sau mở không ít.
chỉ thấy Hà Nguyên Thiên sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, bàn tay hắn bên trong màu đen đám mây, tại trong bàn tay của hắn không ngừng ngõ nguậy. Một loại màu đen tại từ trong bàn tay của hắn nhanh chóng lan tràn đi ra, sát theo đó, từ cánh tay của hắn bắt đầu, có một cái màu đen lấm tấm tại xuất hiện. Loại này màu đen lấm tấm lan tràn phi thường mãnh liệt, lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm, hướng về toàn thân hắn mạn duyên nhi đi, rất nhanh, trên mặt của hắn cũng toàn bộ che kín loại này màu đen lấm tấm, dáng dấp nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Được loại này màu đen lấm tấm che kín sau đó Hà Nguyên Thiên cả người khí chất hoàn toàn xảy ra thay đổi, hắn khí thế trên người cũng biến thành vô cùng cường đại, khóe miệng âm hiểm cười không ngớt, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn cảm thấy trong cơ thể mình cực kỳ lực lượng cường đại, loại sức mạnh này khiến hắn một lần nữa đã lấy được tự tin. Đang sử dụng xuất cấm, kỵ chi thuật sau, tượng thần bị hủy đi thống khổ, trong nháy mắt tại trong đầu vô ảnh vô tung biến mất rồi. Trước đó Hà Không Thắng tại biết Hà Nguyên Thiên lựa chọn sau đó hắn đem cấm. Kỵ chi thuật cắm vào trong cơ thể hắn, đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, để Hà Nguyên Thiên có thể 100% đem Diệp Thần Phong cho giết chết. Hà Nguyên Thiên dưới bàn chân ánh sáng màu đen lấp lánh, bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong trong con ngươi thần sắc cứng lại, Hà Nguyên Thiên tốc độ tăng lên trên diện rộng rồi, thậm chí con mắt của hắn đều phải nhanh theo không kịp. Nhất cổ mãnh liệt sóng linh khí, bên phải trách nhanh chóng run run, Diệp Thần Phong bàn tay nhanh chóng hướng về bên phải chặn lại rồi. Một tiếng. Hà Nguyên Thiên sen lẫn hắc mang một quyền đánh vào Diệp Thần Phong trên lòng bàn tay. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân liên tục lui về phía sau chừng 10 bước, hắn ngăn trở Hà Nguyên Thiên bàn tay phải trong nháy mắt trở nên máu me đầm đìa. Này Hà Nguyên Thiên khắp mọi mặt toàn bộ là tăng lên trên diện rộng. Có thể nói là hoàn toàn đã vượt qua bây giờ Diệp Thần Phong rồi. Được chấn động lui ra Diệp Thần Phong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Chỉ là Hà Nguyên Thiên tại đưa hắn đẩy lui sau đó hắn cũng không có đình chỉ xuống, bóng người lần thứ hai nhanh chóng áp sát, Diệp Thần Phong, ta phải từ từ đem ngươi toàn thân mỗi cái vị trí từng điểm đánh thành thịt nát, ta muốn để ngươi biết, giữa chúng ta đến cùng ai mới là vương giả. Đường đường Hà gia thiếu chủ bị bức ép thành cái bộ dáng này, Hà Nguyên Thiên cho rằng tất cả những thứ này toàn bộ là Diệp Thần Phong sai lầm, cho nên trong lòng của hắn tràn đầy cực hạn lệ khí, hắn bức thiết muốn giết Diệp Thần Phong. Nhưng thực tế đây, hắn cũng không tiện tốt ngẫm lại, nếu như lúc trước không phải hắn đối Diệp Thần Phong hùng hổ dọa người, như vậy tối thiểu hiện tại hắn cũng không đến nỗi sẽ như vậy, Hà Nguyên Thiên toàn thân màu đen lấm tấm bên trong lóe lên mơ hồ ánh sáng màu đen, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh hơn rồi. Nhanh đến để Diệp Thần Phong có chút đáp ứng không xuể rồi. Hà Nguyên Thiên một quyền đánh vào Diệp Thần Phong trên ngực, quả đấm của hắn hoàn toàn bị màu đen linh khí cùng ánh sáng cho bao trùm rồi. Một quyền này để không khí bốn phía chấn động lên, không gian cũng xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rạn nứt. Tuy rằng nhìn như là phổ thông một quyền, nhưng một quyền này bên trong lại ẩn chứa cực hạn sức mạnh. Chương 2742, một quyền đánh nổ. Diệp Thần Phong đã là tránh không thoát. Một quyền đánh vào trên ngực, một đám mưa máu bạo đi ra, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Hà Nguyên Thiên vẫn cứ không có đình chỉ công kích, tốc độ của hắn một mực duy trì tại đỉnh phong, sức mạnh cũng một mực duy trì tại đỉnh phong. Hắn là muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức, dùng này đến đem Diệp Thần Phong cho sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Diệp Thần Phong dưới chân cực quang bộ pháp thi triển liên tục, nhưng cũng chỉ có thể đủ tình cờ né tránh Hà Nguyên Thiên công kích. Đại đa số quyền cùng bàn tay toàn bộ là bắt chuyện ở trên người hắn. Chỉ là một sẽ thời gian, Diệp Thần Phong toàn thân là máu me đầm đìa, y phục trên người hắn cũng toàn bộ được nhiễm đỏ, dưới chân bước chân cấp tốc lùi về sau. Nhưng chính lúc này, Hà Nguyên Thiên lại đình chỉ bước chân, xem ra ngươi một cái thân xương rất cứng, chỉ dựa vào đơn giản công kích, phải đem ngươi oanh kích thành thịt nát, xem ra là không dễ dàng, như vậy ta liền trước hết để cho ngươi mất đi sức chiến đấu đi. Dứt tiếng, chỉ thấy Hà Nguyên Thiên trong tay xuất hiện một cái trường kiếm màu xanh lam, bên trong thân thể màu đen linh khí đột nhiên truyền vào trong đó. Cái này trường kiếm màu xanh lam chính là Hà gia cao đẳng tiên khí Lam Nguyệt. Màu đen linh khí tại truyền vào Lam Nguyệt bên trong sau, chỉnh thanh lam trên ánh trăng nhất thời được một loại màu đen cho lượn lờ rồi.
Nhất thời từng đạo kiếm khí màu đen, tại Hà Nguyên Thiên bốn phía cuồng phong múa tung, một kiếm vung ra, vô cực cắn giết. Phô thiên cái địa cắn giết kiếm khí, dường như muốn đem toàn bộ võ đài cho lấp đầy, trong khoảnh khắc toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong nhấn chìm mà đi. Thấy thế, Diệp Thần Phong lập tức dùng thanh vân kiếm thi triển ra kiếm hồn hắc khóa. Kiếm hồn hắc khóa power tuy nói mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ Hà Nguyên Thiên khắp mọi mặt sức mạnh toàn bộ tại Diệp Thần Phong bên trên rồi. Đối mặt phô thiên cái địa kiếm khí cắn giết, Diệp Thần Phong kiếm hồn hắc khóa chỉ đã ngăn được một nửa kiếm khí cắn giết, còn có một nửa kiếm khí cắn giết toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Diệp Thần Phong trong nháy mắt bị vô số kiếm khí cắn giết bao phủ lại ở trong đó. Đợi đến kiếm khí cắn giết tiêu tan sau đó chỉ thấy Diệp Thần Phong toàn thân che kín từng đạo vết thương, tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống hướng về mặt đất. Ai cũng không có phát hiện một loại hiện tượng kỳ quái, cái kia chính là Diệp Thần Phong tiên huyết rơi trên mặt đất sau đó dĩ nhiên toàn bộ được mặt lôi đài cho hấp thu. Vừa vặn Diệp Thần Phong muốn thi triển bất tử kim thân, nhưng hắn phát hiện bất tử kim thân dĩ nhiên thi triển không được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói là vì bốn cái linh khí dòng sông sáp nhập, mà bốn mảnh thức hải vẫn không có sáp nhập nguyên nhân sao? Được một nửa kiếm khí cắn giết đánh chúng, Diệp Thần Phong bên trong thân thể bị nội thương nghiêm trọng, hắn chỉ có thể dựa vào thanh vân kiếm chống đỡ mà đứng thẳng rồi. Giờ khắc này, lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong cùng Hà Nguyên Thiên trên người, không ai nhìn thấy Diệp Thần Phong nhỏ xuống tiên huyết, thẩm thấu tiến võ đài trong lòng đất tốc độ tại càng lúc càng tăng nhanh rồi. Hà Nguyên Thiên cười lạnh nói, hôm nay chết sẽ chỉ là ngươi. Hà Nhân mặt trắng thượng không có bất kỳ vui sướng, trận này sinh tử giao đấu hẳn là yếu hạ màn rồi, nhưng con trai của hắn Hà Nguyên Thiên cũng lập tức muốn biến thành một cái người thực vật, cho nên căn bản không có cái gì đáng cho hắn cao hứng. Chu vi một đám xem cuộc chiến cường giả, bọn hắn cũng thở dài liên tục, hôm nay trận này cuộc chiến sinh tử là biến đổi bất ngờ, bất quá, cuộc chiến đấu này tuyệt đối có thể nói chẳng khác gì là thượng giới cường giả đánh một trận. Bây giờ Diệp Thần Phong căn bản không có trở mình khả năng rồi. Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bên này, bọn hắn toàn bộ là nhíu mày. Lâm Vấn Thiên nói ra tiểu tử này hẳn không có giữ lại thực lực đi nha. Hiện tại chúng ta nhất định phải muốn động thủ, bằng không không còn kịp rồi, quả nó có thể hay không phá tan kết giới, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tiểu tử này chết. Lão Bạch cùng Lão Hắc bên trong thân thể linh khí cũng để được đưa lên. Bọn hắn đối Diệp Thần Phong cảm tình cực kỳ thâm hậu, dù sao cũng là bọn hắn một đường bồi tiếp Diệp Thần Phong trưởng thành. Chỉ là tại Lão Bạch bọn hắn tăng lên khởi khí thế thời điểm. Hà Nhân Trắng cùng với bên cạnh hắn 10 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, toàn bộ dồn dập đem khí thế của tự thân tăng lên mà lên. Hà Nhân uống không nói, hôm nay đây là một cuộc chiến sinh tử, lẽ nào các ngươi muốn đổi ý sao? Lâm Vấn Thiên lạnh lùng chế giễu nói, cũng không biết vừa vặn là tên cháu trai nào nói không cần đối con trai của hắn hạ sát thủ. Trong khi nói chuyện, Lão Bạch cùng Lâm Vấn Thiên khí thế của bọn họ đã tiêu thăng đến cao nhất rồi, Hà Nhân Trắng quát Nguyên Thiên, nhanh lên một chút giết tiểu tử này. Hà Nhân Trắng rõ ràng cực điểm võ đài kết giới sức phòng ngự, cho dù Ngô Phong dỗi rảnh bọn hắn đồng thời động thủ, muốn lập tức phá tan kết giới, đây căn bản là không thể nào. Trên lôi đài, Hà Nguyên Thiên bóng người nhanh chóng áp sát Diệp Thần Phong, nắm đấm phải của hắn bên trên không ngừng hội tụ ánh sáng màu đen, có thể nói ánh sáng màu đen khi hắn nắm tay phải bên trên ngưng tụ càng ngày càng dày nặng, dần dần, hắn chỉnh cánh tay cũng toàn bộ được ánh sáng màu đen cho tràn ngập. Hắn cả cánh tay phải cánh tay bên trong, tràn ngập nhất cổ cực hạn sức mạnh. Lúc này hắn đem toàn thân tất cả sức mạnh cực hạn hướng về cánh tay phải hội tụ. Nỗ lực muốn đem Diệp Thần Phong cho một quyền đánh nổ rồi. Dù sao bây giờ Diệp Thần Phong đã mất đi sức chiến đấu, căn bản không có phòng ngự khả năng. Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người liều lĩnh muốn đối lôi đài kết giới triển khai công kích, mà Hà Nhân Trắng mặc dù nói rõ ràng kết giới cường độ, nhưng hắn vẫn là cùng 10 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao đồng thời ngăn cản Lão Bạch bọn hắn. Giờ khắc này, Hà Nguyên Thiên đã áp sát Diệp Thần Phong rồi. Hà Nhân Trắng cười lạnh nói, hết thảy đều kết thúc. Chỉ là dựa vào thanh vân kiếm chống đỡ lấy Diệp Thần Phong, tại vừa vặn tiên huyết nhanh chóng được mặt lôi đài hấp thu thời điểm. Hắn liền có một loại cực kỳ đặc thù cảm giác, hắn đã từng là lĩnh ngộ Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa,
hắn tự thân lại là Long tộc tộc trưởng. Mà cái này cực điểm trong võ đài nghe nói là sáp nhập vào Thanh Long máu, Phượng Hoàng máu cùng Kỳ Lân máu. Diệp Thần Phong trong cơ thể Phượng Hoàng áo nghĩa cùng Kỳ Lân áo nghĩa sôi trào lên, mà sau lưng của hắn Long tộc tộc trưởng dấu ấn cũng xoay tròn. Tại Hà Nguyên Thiên Yếu đấm ra một quyền thời điểm. Oanh, oanh, oanh. Từ võ đài dưới đáy bạo phát ra ba cỗ cực hạn vô cùng sức mạnh, này ba nguồn sức mạnh đột nhiên chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Làm cho Diệp Thần Phong khí thế trên người cực hạn tăng vọt. Trong nháy mắt, tại Diệp Thần Phong sau lưng hiện lên một cái to lớn Thanh Long hư ảnh, một con to lớn Phượng Hoàng hư ảnh cùng một con to lớn Kỳ Lân hư ảnh. Diệp Thần Phong xuất hiện tại không có suy tính thời gian. Cả người tràn ngập cực hạn sức mạnh, hắn không chút do dự vung ra một quyền, đón nhận Hà Nguyên Thiên quả đấm. Oanh, xì xì, hai quyền đụng vào. Hà Nguyên Thiên mãnh liệt thay đổi sắc mặt, hắn chỉ cảm thấy từ Diệp Thần Phong nắm đấm bên trong truyền đến một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Từ quả đấm của hắn bắt đầu, thân thể của hắn đang nhanh chóng hóa thành huyết vụ, không thể, không. Lời còn chưa nói hết, Hà Nguyên Thiên cả người toàn bộ biến thành huyết vụ. Hắn muốn một quyền đánh nổ Diệp Thần Phong, nhưng kết quả là hắn được Diệp Thần Phong cho một quyền đánh nổ rồi. Chương 2743, Vô Thượng Thần Sơn mở ra. Thiên cực ngoài thành. Trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở ở trong không khí quanh quẩn. Không ai từng nghĩ tới, nguyên bản hầu như quyết định xuống cục diện. Cuối cùng dĩ nhiên lại nữa rồi một cái xoay chuyển. Diệp Thần Phong rõ ràng đem thi triển cấm, kỵ chi thuật Hà Nguyên Thiên cho một quyền đánh nổ. Phải biết Hà Nguyên Thiên đang sử dụng cấm, kỵ chi thuật sau, chiến lực của hắn yếu rất xa vượt qua phổ thông thần đế cảnh cường giả đỉnh cao rồi. Đương nhiên ở đây cường giả cũng nhìn ra, Diệp Thần Phong là mượn cực điểm trong võ đài sức mạnh, cuối cùng mới đưa Hà Nguyên Thiên cho một quyền đánh nổ, này cực điểm võ đài ra sao ra cung cấp. Bọn hắn muốn cho Diệp Thần Phong chết ở phía trên, nhưng cuối cùng lại là trộm gà không được còn mất nắm gạo, nếu như đổi lại là tại những nơi khác sinh tử đấu, như vậy trận này sinh tử đấu cuối cùng ai thua ai thắng còn không biết đây. Tại Hà Nguyên Thiên sau khi chết, bao phủ cực điểm lôi đài kết giới tiêu tán. Nằm ở trong khiếp sợ Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người, bọn hắn toàn bộ xuất hiện tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Mà Hà gia gia chủ Hà Nhân Trắng bọn họ là chậm chạp không cách nào phục hồi tinh thần lại, bọn hắn vốn là muốn ngăn cản Lão Bạch bọn hắn công kích lôi đài kết giới, bọn hắn muốn Diệp Thần Phong 100% chết đi trong tay Hà Nguyên Thiên. Nhưng kết quả cuối cùng có chút để Hà Nhân Trắng không thể nào tiếp thu được rồi, con trai của hắn Hà Nguyên Thiên rõ ràng tại Diệp Thần Phong một quyền dưới, trực tiếp ở trong không khí biến thành một vũng máu sương mù. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần Phong tại cực điểm lôi đài dưới sự giúp đỡ mới thắng lợi, trong lòng của hắn có một loại tức giận thổ huyết cảm giác, dù sao này cực điểm võ đài là bọn hắn cung cấp. Lâm Vấn Thiên cười nói, hiện tại cái này chàng sinh tử đấu kết quả cũng đi ra, ta nghĩ chàng tỷ đấu này hẳn là tính công bình chứ. Cuối cùng chúng ta ai cũng không có nhúng tay vào đi. Hà Nhân Trắng được tay áo bào che kín thủ trưởng chăm chú nắm thành quyền đầu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, nhưng hôm nay lão tổ vẫn không có bước vào sống mãi, nếu như Hà gia thật sự được hợp nhau tấn công, như vậy hội mang đến phiền toái không nhỏ, cho nên hắn không thể rối loạn tấm lòng, xuất hiện tại động thủ đối với bọn họ tới nói cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hà Nhân Trắng không có mở miệng nói bất kỳ lời nói, hắn và 10 tên thần đế cảnh đỉnh phong cường giả trực tiếp rời khỏi, thậm chí ngay cả cực điểm võ đài cũng không có mang đi. Diệp Thần Phong sở dĩ có thể một quyền đánh nổ con trai của hắn, này cực điểm võ đài làm ra tác dụng không nhỏ, hắn tự nhiên phải không muốn lại nhìn tới cực điểm lôi đài rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn cũng không có ngăn cản Hà Nhân Trắng đám người rời đi, muốn đem Hà Nhân Trắng bọn hắn cho toàn bộ bắt, bọn hắn cũng nhất định muốn trả giá một điểm một cái giá lớn, bọn hắn hiện tại quan trọng nhất là bảo tồn thực lực, tại Diệp Thần Phong đem 4 mảnh thức hải sáp nhập sau đó lấy Diệp Thần Phong là chủ lực ngăn cản Hà không thắng bước vào sống mãi. Tại Hà Nhân Trắng bọn hắn rời đi sau đó những kia đến xem náo nhiệt cường giả, bọn hắn có rời đi, mà có lại lựa chọn gia nhập vào thiên cực trong thành, xem ra vừa vặn trận chiến đó thắng lợi, để có một số người kiên định ý nghĩ. Thiên cực thành bây giờ xem như là một cái tập hợp thượng giới không ít thế lực bàng đại liên minh rồi. Mặc kệ Hà gia đến cùng phải hay không có âm mưu,
Lần này Hà Gia cùng cái này bàng đại liên minh ở giữa đối kháng, cuối cùng chỉ có thể có một phương tiếp tục sống sót. Tiểu tử, mỗi lần cần phải đều phải làm cho như thế mạo hiểm, vừa vặn vẫn đúng là suýt chút nữa nghĩ đến người yếu thua ở Hà Nguyên Thiên trên tay rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, bởi vì không thể thi triển bất tử kim thân duyên cớ, cho nên Diệp Thần Phong thương thế trên người chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục. Trên trời cực trong thành khôi phục một chút thương thế sau đó tại khoảng cách Vô Thượng Thần Sơn mở ra lúc trước một ngày, Diệp Thần Phong lợi dụng truyền tống trận đi tới Vô Thượng Thần Sơn mở ra địa phương. Muốn đem bốn mảnh thức hải cũng sáp nhập, hiện tại chỉ có thể thanh hy vọng ký thác vào Vô Thượng bên trong ngọn Thần Sơn Vô Thượng Tiên Linh Dịch. Muốn lấy được Vô Thượng Tiên Linh Dịch, nhất định muốn tại Vô Thượng bên trong ngọn Thần Sơn tìm ra Vô Thượng Lão Quái Hồn Phách. Chỉ có Vô Thượng Lão Quái Hồn Phách biết Vô Thượng Tiên Linh Dịch ở nơi nào. Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí cùng Diệp Thần Phong đồng thời đến nơi này. Thiên Cực Thành có kết giới bao phủ, chỉ cần Hà Không Thắng không tự mình ra tay, không có ai có thể phá tan bao phủ Thiên Cực Thành kết giới. Vô Thượng Thần Sơn mỗi 10 năm sẽ mở ra một lần, chỉ là hiểu rõ vạn năm không có ai từng thu được Vô Thượng Tiên Linh Dịch. Lâu dần. Thượng giới thần đế cảnh cường giả dần dần bắt đầu đối Vô Thượng Thần Sơn mất đi hứng thú, mỗi lần Vô Thượng Thần Sơn mở ra thời điểm, đến đây thần đế cảnh cường giả là càng ngày càng ít. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí cũng đã lâu chưa có tới Vô Thượng Thần Sơn rồi, bọn hắn chỉ mấy lần trước tiến vào Vô Thượng bên trong ngọn Thần Sơn, toàn bộ là không thu hoạch được gì. Vô Thượng Thần Sơn mở ra tháng ngày chỉ có ngăn ngắn 3 ngày, cho nên nhất định muốn tại trong vòng 3 ngày lấy được Vô Thượng Tiên Linh Dịch. Bằng không trực tiếp sẽ bị Vô Thượng bên trong ngọn Thần Sơn sức mạnh cho bài xích đi ra ngoài. Lão Hắc bọn hắn cùng đi là trợ Diệp Thần Phong một chút sức lực, tuy nói tại bước vào Vô Thượng Thần Sơn sau đó mỗi người đều sẽ được truyền tống đến địa phương khác nhau, nhưng mà nếu như Diệp Thần Phong lấy được không chiếm được Vô Thượng Tiên Linh Dịch, bọn hắn có thể thu được lời nói, như vậy bọn hắn có thể giúp Diệp Thần Phong thanh Vô Thượng Tiên Linh Dịch cho mang ra ngoài. Chu vi tình cờ có thể nhìn thấy một hai cái thần đế cảnh cường giả, bọn hắn toàn bộ lựa chọn tránh đi Diệp Thần Phong đám người, muốn đi vào Vô Thượng bên trong ngọn Thần Sơn cường giả quả nhiên là ít đến mức đáng thương rồi. Một ngày vội vã đi qua, thiên địa đột nhiên rung động chuyển động, từng đợt gió lạnh ở trong không khí gào thét, nhiệt độ là đang nhanh chóng hạ thấp. Không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo, để tầm mắt của người bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Trước mắt hoa lên. Oanh, một tiếng. Một tòa lớn vô cùng tuyết sơn xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, Lâm Vấn Thiên lập tức nói ra, đây chính là Vô Thượng Thần Sơn rồi, một khi bước vào trong đó, chúng ta cũng sẽ bị truyền tống đến ngọn thần sơn này bất đồng địa phương. Nói đơn giản một câu sau, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí trước tiên bước vào trong đó, sau đó, Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng bước chân vào trong đó, còn lại ít ỏi không có mấy thần đế cảnh cường giả. Bọn hắn cũng dồn dập bước vào Vô Thượng bên trong ngọn Thần Sơn. Tại bước vào Thần Sơn sau, mỗi người toàn bộ đều bị truyền tống đến một chút cũng không có Thượng Thần Núi bất đồng vị trí. Tòa này Vô Thượng Thần Sơn không chỉ có độ cao cực kỳ kinh người, hắn độ rộng cũng trông không đến phần cuối, liên miên không dứt cho người một loại bàng bạc cảm giác. Diệp Thần Phong cũng không biết mình được truyền tống đến một chút cũng không có Thượng Thần Núi vị trí này. Chỉ là tại chung quanh hắn không cảm giác được lão hắc khí tức của bọn hắn. Tòa này Vô Thượng Thần Sơn tuy nói cực kỳ to lớn, thế nhưng trong đó không có bất kỳ nguy hiểm. Chỉ là dĩ vãng tiến vào nơi này cường giả, căn bản là không tìm được Vô Thượng Lão Quái lưu lại hồn phách, bọn hắn dĩ nhiên là không cách nào lấy được Vô Thượng Tiên Linh Dịch. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng chu vi, trái tim tinh không chi thạch tự chủ đập nhanh. Hắn từ từ ở trong không khí bắt được nhất cổ thần hồn chi lực, khóe miệng hắn vui vẻ, bóng người nhanh chóng đi theo này cỗ thần hồn chi lực lao đi rồi. Trong lòng của hắn có loại dự cảm, phát ra này cỗ thần hồn chi lực, có thể là Vô Thượng Lão Quái. Có vẻ như tất cả những thứ này quá mức thuận lợi. Chương 2744, ung dung thu được. Đi theo cảm ứng được thần hồn chi lực không ngừng đi tới. Tại cấp tốc đi tới hơn 2 giờ sau đó Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt một mảnh tuyết sơn vách núi. Bởi vì có tâm tạng tinh không chi thạch nguyên nhân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái cỗ này thần hồn chi lực liền là tới từ ở vách núi bên trong.
Diệp Thần Phong đưa bàn tay đặt tại vách núi tầng tuyết bên trên, hắn từ nơi này tầng tuyết thượng căn bản không cảm giác được lạnh lẽo, nói cách khác trước mặt tầng tuyết có thể là một loại ảo giác. Bàn tay dùng sức nhấn một cái, hắn chỉnh cánh tay dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu tiến vào bám vào tầng tuyết vách núi bên trong. Sau đó, Diệp Thần Phong cả người đột nhiên hướng về vách núi xông đi, hắn chỉ là nhận lấy nhẹ nhẹ một trận ngăn cản, sát theo đó, cả người hắn xuyên qua vách núi, đi tới một hang núi bên trong. Khi hắn vừa vặn xuyên qua vách núi thời điểm, liền có một đạo thanh âm trầm thấp, truyền vào trong lỗ tai của hắn, không nghĩ tới lần này nhanh như vậy có người tìm tới nơi này rồi, xem ra ngươi cảm ứng lực lượng không sai a hát. Một đạo thân mặc áo bào trắng hư ảnh người, bay tới Diệp Thần Phong trước mặt, đây là một cái già nua vô cùng lão đầu. Diệp Thần Phong kinh nghi bất định hỏi, ngươi là vô thượng lão quái. Áo bào trắng lão đầu không có phủ nhận gật gật đầu, đã thật lâu không có ai có thể tìm đến nơi này của ta rồi, ngươi tới vô thượng thần sơn cũng là vì lấy được vô thượng tiên linh dịch sao. Không đợi Diệp Thần Phong trả lời, hắn lại tiếp tục nói, ngươi biết vô thượng tiên linh dịch là làm sao hình thành sao? Ngươi hiểu rõ ta là làm sao hình thành sao? Vô thượng tiên linh dịch kỳ thực liền là một loại thiên địa chi thủy, bất quá, ngày như vậy địa chi nước rất có linh khí, ta vốn chỉ là sinh trưởng tại vô thượng tiên linh dịch bên cạnh một cây thiên tài địa bảo mà thôi, trải qua vô thượng tiên linh dịch tẩm bổ, ta mới chậm rãi có trí tuệ, cuối cùng mới có thể huyễn hóa thành hình người. Chỉ là ta tuy nói huyễn hóa thành hình người rồi, nhưng cuối cùng vẫn là không có thoát chết được, vô thượng tiên linh dịch cũng từ từ tại khô cạn. Tại ta trước khi chết, ta sáng tạo ra vô thượng thần sơn, để lại chính mình một vệt tàn hồn, đem còn lại vô thượng tiên linh dịch phong vững chắc, để cho tạm thời vắng mặt khô cạn đi xuống. Này vô thượng tiên linh dịch là dựng dục ra trí tuệ của ta, ta không muốn còn dư lại vô thượng tiên linh dịch uổng phí hết, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể thu được ngày như vậy địa chi nước. Rất lâu trước đó, cũng là có người đi tới nơi này qua, chỉ bất quá, thiên tài của bọn hắn cấp bậc. Chỉ đủ lấy đi một chén hoặc là hai đến ba chén vô thượng tiên linh dịch, không biết ngươi có thể lấy đi bao nhiêu. Diệp Thần Phong nghe vô thượng lão quái giải thích, hắn bắt đầu biết tại sao mình có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này rồi. Này vô thượng tiên linh dịch chính là thiên địa chi thủy, mà vô thượng lão quái lại là dựa vào tiên linh chi thủy dựng dục ra tới. Mà Diệp Thần Phong tinh không chi thạch nhưng là bầu trời trái tim, tự nhiên là có thể cảm ứng được thiên địa này chi thủy hơi thở. Ta phải như thế nào mới có thể lấy đi vô thượng tiên linh dịch? Diệp Thần Phong hỏi, hắn không muốn làm trễ nãi thời gian. Vô thượng lão quỷ cười nói, không cần phải gấp, ngươi chỉ cần đưa bàn tay theo như tại hang núi này trên vách đá là có thể, nơi này có thể kiểm tra ngươi tất cả thiên phú. Nếu như nói trên vách đá xuất hiện một vết nứt, ngươi liền có thể lấy đi một chén vô thượng tiên linh dịch, nếu như trên vách đá xuất hiện hai cái vết rạn nứt. Ngươi liền có thể lấy đi hai chén vô thượng tiên linh dịch, dùng này không ngừng loại đẩy xuống. Bất quá, tại đưa bàn tay theo như tại vách đá thượng thời điểm, ngươi không thể đủ vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, từ trước đây đến bây giờ, có tối đa người lấy đi qua ba chén vô thượng tiên linh dịch. Nếu như không có còn lại vấn đề, ngươi có thể bắt đầu khảo nghiệm. Diệp Thần Phong lập tức đem bàn tay của chính mình đặt tại trong hang núi trên vách đá. Một phút đồng hồ trôi qua, trên vách đá không có động tĩnh. Hai phút đồng hồ trôi qua, trên vách đá vẫn không có động tĩnh. Thẳng đến 10 phút trôi qua sau đó vô thượng lão quái nhíu mày, chuyện gì thế này? Trước đó có thể đến nơi đây, cho dù thiên phú kém thế nào đi nữa, cũng là có thể lấy đi một chén vô thượng tiên linh dịch, thiên phú của ngươi đến cùng phải cỡ nào kém. Chỉ là tại vô thượng lão quái tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Két, một tiếng. Tại vách đá thượng rốt cuộc xuất hiện một vết nứt, vô thượng lão quái thấy thế, xem ra là phản ứng trì hoãn, ngươi cũng có thể lấy đi một chén vô thượng tiên linh dịch, ngươi. Két, lại là một tiếng. Trên vách đá xuất hiện đạo thứ hai vết rạn nứt, trong nháy mắt đã cắt đứt vô thượng lão quái lời nói, hắn thấy vậy lại cười nói, đúng vậy, ngươi dĩ nhiên có thể lấy đi hai chén. Két, tiếng thứ ba. Vô thượng lão quái lời nói lại bị cắt đứt rồi. Đạo thứ ba vết rạn nứt tại vách đá thượng xuất hiện, vô thượng lão quái biến sắc mặt, người dĩ nhiên có thể lấy đi ba chén vô thượng tiên linh dịch. Xem ra thiên phú của ngươi cực kỳ không tệ. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, đúng là yếu triệt để vô thượng lão quái hỏng mất.
chỉ nghe két, 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 thân âm thanh, liên tiếp ở trong sơn động trong không khí quanh quẩn. Trên vách đá là xuất hiện một đạo lại một đạo vết rạn nứt, hơn nữa vết rạn nứt xuất hiện tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, số sau 10 phút, sơn động trên vách đá che kín rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, căn bản không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu. Vô thượng lão quái chật vật nuốt nước miếng, hắn nhìn xem trên vách đá rậm rạp chằng chịt vết rạn nứt, trong miệng nói ra, này, điều này sao có thể? Lấy nơi này xuất hiện vết rạn nứt số lượng, người có thể lấy đi còn lại tất cả vô thượng tiên linh dịch. Vô thượng lão quái cẩn thận cảm ứng chốc lát, hắn không có cảm giác đi ra bất kỳ chỗ quái dị, vừa vặn Diệp Thần Phong cũng xác thực không có vận chuyển trong gân mạch linh khí dòng sông, cho nên nói tất cả những thứ này đều là thật, Diệp Thần Phong thiên phú thật sự có thể để cho vách đá sản sinh nhiều như vậy vết rạn nứt. Vô thượng lão quái thở dài, mà thôi, ta xem thủ còn lại vô thượng tiên linh dịch lâu năm như thế rồi, bây giờ rốt cuộc xuất hiện một cái xứng với vô thượng tiên linh dịch thiên tài. Ta hẳn là vui mừng mới là. Tiểu tử, người muốn vô thượng tiên linh dịch là vì làm gì? Vô thượng lão quái hỏi. Diệp Thần Phong không nghĩ tới thoải mái như vậy là có thể lấy được vô thượng tiên linh dịch. Lần này tới vô thượng thần sơn quả thực là vô cùng dễ dàng. Hắn cũng không hề che giấu. Ta muốn sáp nhập 4 mảnh thức hải. Bây giờ của ta 4 cái linh khí dòng sông sáp nhập rồi. Chỉ còn dư lại thức hải rồi. Bằng không ta thân sức mạnh trong cơ thể không cách nào đến một cái cân bằng. Vô thượng lão quái lần thứ hai lâm vào không nói bên trong, 4 cái linh khí dòng sông. 4 mảnh thức hải. Hơn nữa 4 cái linh khí dòng sông đã sáp nhập. Quá rồi tốt sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng, vô thượng tiên linh dịch xác thực đối thức hải có phi thường tác dụng to lớn. Người muốn sáp nhập 4 mảnh thức hải cũng chỉ có vô thượng tiên linh dịch mới có thể làm được rồi. Số người cũng may, nếu như người chỉ thu được một chén hoặc là mấy chén vô thượng tiên linh dịch. Như vậy đối với sáp nhập thức hải là không được tác dụng quá lớn. Mà bây giờ ngươi đã lấy được còn lại hết thảy vô thượng tiên linh dịch, xuất hiện tại vô thượng tiên linh dịch còn sót lại một ao, dựa vào một ao vô thượng tiên linh dịch, ngươi hay là thật sự có thể sáp nhập 4 mảnh thức hải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2745, bất ngờ kinh hỉ. Vô thượng lão quái cánh tay vung lên. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, hắn phát hiện mình rời khỏi lúc trước sơn động, đi tới một cái hang động bên trong. Ở trước mặt hắn có một cái thiên nhiên hình thành ao, tại cái ao này bên trong là một loại đóng băng lại chất lỏng màu xanh lam. Đây chính là vô thượng lão quái phong vững chắc vô thượng tiên linh dịch. Vô thượng lão quái trên người sinh ra kịch liệt sóng linh khí, cùng trong hồ phong vững chắc vô thượng tiên linh dịch có một loại nào đó phù hợp. Sau đó, chỉ thấy phong vững chắc vô thượng tiên linh dịch đang nhanh chóng một lần nữa hóa thành chất lỏng. Vô thượng lão quái nhìn xem tại giải phong vô thượng tiên linh dịch, hắn nói ra tiểu tử, thân thể ngươi trực tiếp ngâm ở trong đó là được rồi, dĩ vãng thu được một chén hoặc là mấy chén người, bọn hắn toàn bộ là dùng, bởi vì bọn họ lấy được quá ít, căn bản vô pháp dùng để ngâm thân thể, kỳ thực này vô thượng tiên linh dịch dùng để ngâm thân thể hiệu quả mới là tốt nhất. Diệp Thần Phong gật gật đầu sau đó đang nhìn đến trong hồ phong vững chắc vô thượng tiên linh dịch toàn bộ hòa tan sau đó cả người hắn trực tiếp tiến vào trong hồ. Nhất thời nhất cổ lạnh lẽo cảm giác tập kích Diệp Thần Phong thân thể, bất quá, loại này lạnh lẽo cảm giác phi thường thoải mái, hắn cũng không có cảm giác đến bất kỳ không khỏe. Đem trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, Diệp Thần Phong rất nhanh cũng cảm giác được, có bàng bạc sức mạnh đang tràn vào bên trong thân thể của hắn. Những sức mạnh này phải là đến từ chính vô thượng tiên linh dịch bên trong. Những sức mạnh này đang nhanh chóng tràn vào bên trong thân thể của hắn sau, một mạch hướng về hắn trong mi tâm thức hải phóng đi. Từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không có dừng lại xu thế. Tại những sức mạnh này tràn vào trong mi tâm sau, trong đó 4 mảnh thức hải chống cự không được loại sức mạnh này sức hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng hấp cất đi. Theo hấp thu thời gian dài hơn. Này 4 mảnh thức hải hấp càng thu nhiều, chúng nó liền bắt đầu trở nên càng trễ cùn, bất quá, chúng nó từng cái sức mạnh đang không ngừng dâng lên. Này làm cho Diệp Thần Phong khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt nụ cười, xem ra này vô thượng tiên linh dịch thật sự làm được thông. Bây giờ này 4 mảnh thức hải, đang không ngừng hấp thu sức mạnh dưới, chúng nó đang chậm chậm sản sinh một loại thuế biến, tại loại này lột xác trong quá trình, sự chống cự của bọn nó lực là yếu nhất.
muốn đưa chúng nó cho dung hợp cũng chỉ có là thời điểm này mới dễ dàng nhất làm được. Bây giờ còn không tới thời cơ tốt nhất, Diệp Thần Phong nhưng vẫn là để bốn mảnh thức hải không ngừng hấp thu vô thượng tiên linh dịch sức mạnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong hồ vô thượng tiên linh dịch màu sắc tại bắt đầu trở nên càng ngày càng nhạt rồi, thẳng đến cuối cùng triệt để biến thành thấu. Rõ ràng, sắc. Điều này nói rõ một chút cũng không có thượng tiên linh dịch bên trong sức mạnh toàn bộ được Diệp Thần Phong cho rút khô. Mà lúc này, hắn trong mi tâm bốn mảnh thức hải hoàn toàn là ăn uống no đủ, sự chống cự của bọn nó lực dưới hạ xuống điểm thấp nhất, chúng nó bước vào một loại tiến hóa trong trạng thái rồi. Lúc này không sáp nhập này bốn mảnh thức hải, chờ đến khi nào? Diệp Thần Phong trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển, đem hết thảy linh khí toàn bộ hướng về trong mi tâm tập trung, phải biết cơ hội không có lần thứ hai, hắn đã đem vô thượng tiên linh dịch bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, nếu như lần này không cách nào sáp nhập bốn mảnh thức hải, chỉ sợ hắn còn muốn tưởng sáp nhập liền muốn so với lên trời còn khó hơn. Lợi dụng toàn thân hết thảy linh khí, đem này bốn mảnh thức hải chen ép lại với nhau, sức chống cự hạ xuống bốn mảnh thức hải, quả nhiên là không thể chống đỡ được Diệp Thần Phong toàn thân linh khí đè ép rồi. Bất quá, trong đầu nhưng vẫn là một loại nổ tung đau nhức, một loại cực hạn hôn mê cảm giác tràn ngập hắn mỗi một cái thần kinh não bộ. Nhưng chỉ ít so với trước kia mạnh mẽ dung hợp bốn mảnh thức hải phải tới tốt hơn nhiều, lần này tối thiểu nhìn thấy hy vọng. Trong miệng cắn chặt hàm răng Diệp Thần Phong, không lo được trong đầu đau đớn kịch liệt rồi, hắn không ngừng đem bốn mảnh thức hải đè ép cùng nhau, lần này dù như thế nào, hắn đều phải muốn thành công. Đứng ở ao bên ngoài vô thượng lão quái, sắc mặt hắn kinh nghi bất định, trong miệng tự nói, hắn đến cùng có thể hay không sáp nhập bốn mảnh thức hải đâu này. Nếu như hắn có thể đủ đem bốn mảnh thức hải cũng sáp nhập rồi, như vậy hắn thành tựu tương lai tuyệt đối là không bình thường rồi. Thân ở trong ao Diệp Thần Phong, lông mày của hắn nhíu càng ngày càng gấp rồi, trên mặt thống khổ càng ngày càng nồng nặc. Từ từ, trong biển ý thức của hắn bốn mảnh thức hải tại đè ép dưới, lại tăng thêm sức đề kháng mức độ lớn hạ thấp, chúng nó dĩ nhiên thật sự đang dần dần trùng điệp lên, tại trùng điệp sau đó lại từng điểm tại sáp nhập rồi. Chỉ là Diệp Thần Phong còn phát hiện một cái khác quái dị hiển hiện. Nguyên bản khi hắn bên trong đan điền thất sắc xin sen đại địa chi huyết, lại có phản ứng, đang chảy xuôi đi ra. Này đại địa chi huyết chảy vào Diệp Thần Phong trong huyết dịch, rõ ràng đang chậm chậm cùng dòng máu của hắn sản sinh một loại bất khả tư nghị dung hợp. Diệp Thần Phong nhưng là vẫn muốn dung hợp đại địa chi huyết, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong lòng nhất thời đột nhiên vui vẻ, có thể nói đây là một cái bất ngờ vui mừng. Một ngày thời gian vội vã mà qua. Tại đi tới vô thượng thần sơn sau đó tất cả mọi chuyện đều so với trong tưởng tượng yếu thuận lợi, cho dù sáp nhập bốn mảnh thức hải có đau khổ kịch liệt, nhưng đây đối với Diệp Thần Phong tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ thấy hắn trong mi tâm bốn mảnh thức hải, bây giờ đã dung hợp không sai biệt lắm, mắt thấy yếu hoàn toàn dung hợp xong rồi. Mà hắn huyết dịch toàn thân bên trong, đại địa chi huyết cũng hoàn toàn sáp nhập vào. Bởi vì có đại địa chi huyết hòa vào, toàn thân hắn màu sắc của huyết dịch thay đổi, biến thành một loại màu đỏ tím. Có thể nói hắn hoàn toàn tạo thành một loại đặc hữu hoàn toàn mới huyết dịch. Một cái nào đó trong nháy mắt. Diệp Thần Phong trong mi tâm bốn mảnh thức hải cũng rốt cuộc hoàn toàn sáp nhập rồi, biến thành một mảnh màu tím thức hải. Tại bốn mảnh thức hải sáp nhập sau đó hắn trong gân mạch linh khí dòng sông trở nên càng thêm chạy vọt lên, cả người bỗng nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Phảng phất ngăn trở lại hắn cản trở trong nháy mắt được tiêu trừ. Hắn khí thế trên người đang nhanh chóng kéo lên, chu vi nhất thời tạo thành từng đợt cơn lốc. Mãnh liệt linh khí từ trong cơ thể hắn phân tán mà ra, loại hiện tượng này rõ ràng là mang ý nghĩa, tu vi của hắn lập tức muốn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Quả nhiên chính như trước đó lão Bạch bọn hắn suy đoán như vậy, tại Diệp Thần Phong đem bốn mảnh thức hải cũng sáp nhập sau đó rất có thể sẽ trực tiếp bước vào thần đế cảnh đỉnh phong bên trong. Mãnh liệt thật khí thế chấn động không ngớt, bên trong thân thể của hắn tím dòng máu màu đỏ cũng sôi trào lên, cả người trên người tràn đầy một loại quỷ dị khí chất. Vô thượng lão quái gật đầu cười, nói thành, tiểu tử này vẫn đúng là không đơn giản, lấy loại người như hắn đột phá tốc độ, không tốn thời gian dài vùng thế giới này đều sẽ là thuộc về hắn. Nhiệm vụ của ta cũng coi như là hoàn thành, hấp thu nhiều như vậy vô thượng tiên linh dịch,
ngược lại cũng coi như là không có lãng phí vô ích rồi. Tại vô thượng lão quái tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cực hạn thật khí thế từ trên người Diệp Thần Phong bạo phát ra, không gian chung quanh trở nên hỗn loạn không thể tả, nứt ra rồi từng đạo lớn vô cùng màu đen vết xước. Chương 2746, trong nháy mắt giây. Tại Diệp Thần Phong trên người bùng nổ ra cực hạn thật khí thế, một thân tu vi đột nhiên bước vào thần đế cảnh đỉnh phong thời điểm. Cả giới trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện từng đạo thiên đạo vết tích. Đang đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong xuất hiện thiên đạo vết tích càng nhiều, này đã nói lên người này thiên phú và bước vào sống mãi tỷ lệ càng lớn. Trước đó Lão Bạch cùng Lão Hắc bước vào thần đế cảnh đỉnh phong thời điểm, giữa bầu trời xuất hiện 11 đạo thiên đạo vết tích. Mà năm đó Hà Không Thắng bước vào thần đế cảnh đỉnh phong thời điểm, chỉ có xuất hiện 10 đạo thiên đạo vết tích. Nhưng giờ khắc này, ở thượng giới trên bầu trời, thiên đạo vết tích là một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện, rất nhanh sẽ đã tới 10 đạo. Hết thảy thượng giới cường giả toàn bộ được giữa bầu trời xuất hiện thiên đạo vết tích hấp dẫn. Đây cũng là ai đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong. Rõ ràng cũng tạo thành 10 đạo thiên đạo vết tích. Xem ra bây giờ thần nguyên giới không yên ổn a hát, chính là thời loạn lạc tạo anh hùng, không ít cường giả tuyệt thế toàn bộ là tại cục diện hỗn loạn bên trong trưởng thành. Chỉ là tại không ít thượng giới cường giả cho rằng giữa bầu trời chỉ sẽ xuất hiện 10 đạo thiên đạo vết tích thời điểm, chỉnh phiến thiên không đột nhiên rung động chuyển động, nhiều đóa tầng mây không ngừng sôi trào. Thứ 11 đạo thiên đạo vết tích đột nhiên tại trên bầu trời xuất hiện, tiếp theo là thứ 12 nói, thứ 13 nói, thứ 14 nói, thứ 15 nói, thứ 16 nói, thứ 17 nói, thứ 18 nói, thứ 19 đạo. Trên bầu trời xuất hiện thiên đạo vết tích tốc độ càng lúc càng nhanh. Khiến thượng giới cường giả nhãn cầu căn bản là đáp ứng không xuể, bọn hắn cũng bắt đầu tới không kịp đi số xuất hiện thiên đạo vết tích rồi. Trọn vẹn sau nửa giờ, thiên đạo vết tích không tăng thêm nữa rồi, toàn bộ thượng giới bầu trời toàn bộ được thiên đạo vết tích cho che kín. Đây rốt cuộc tạo thành nhiều ít thiên đạo vết tích, như thế số lượng to lớn thiên đạo vết tích rốt cuộc là ai hình thành? Thật sự có người có thể hình thành nhiều như thế thiên đạo vết tích sao? Mà nằm ở vô thượng trên thần sơn Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí, bốn người bọn họ tuy nói không ở cùng một vị trí, nhưng khi bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời này rậm rạp chẳng chỉ thiên đạo vết tích lúc, bốn người bọn họ nét mặt già nua là một trận co giật. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tự nói, nhất định là thần phong làm ra động tĩnh, bằng không không có ai có thể hình thành nhiều như thế thiên đạo vết tích, tên tiểu tử này chưa từng có để cho ta thất vọng qua. Xem ra hắn là đã lấy được vô thượng tiên linh dịch. Đứng tại vô thượng thần sơn nơi nào đó đỉnh núi Lão Hắc Giang Vận Thiên, tiểu tử này đột phá thần đế cảnh đỉnh phong, có muốn hay không khuếch đại như vậy hình thành nhiều ngày như vậy đạo chi ngấn. Xem ra ta là thật sự già rồi, không cậy mạnh rồi, muốn đuổi tới tiểu tử này bước tiến, đời này là không thể nào. Lâm Vấn Thiên đứng ở một gốc đại thụ che trời cây trên đỉnh, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên hai người này. Bọn hắn đời này có thể bồi dưỡng được Diệp Thần Phong như vậy đồ đệ, không có ai có tư cách nói bọn họ là người thất bại rồi. Tại sườn núi nơi Khổng Nam Chí cười nói, đồ đệ vượt qua sư phụ, chỉ cần đem Hà Không Thắng trừ đi, tiểu tử này nhất định bước vào sống mãi. Theo thời gian trôi qua, giữa bầu trời rậm rạp chẳng chỉ thiên đạo vết tích đang từ từ tiêu tán, phải biết Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi, hắn lấy bực này tuổi bước vào thần đế cảnh đỉnh phong. Thiên phú của hắn tự nhiên là không cần phải nói được rồi, hơn nữa hắn lần này đem thất sắc xin sen đại địa chi huyết cũng dung hợp, hắn là nắm giữ bầu trời trái tim cùng đại địa huyết dịch người, hắn có thể hình thành nhiều như thế thiên đạo vết tích, hay là cũng là hợp tình hợp lý. Tại Diệp Thần Phong đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong sau đó vô thượng lão cười quái dị nói, tiểu tử, vô thượng tiên linh dịch được ngươi tiêu hao hết, xem ra sau này vô thượng thần sơn không có tồn tại cần thiết. Của ta một cái sợi tàn hồn cũng có thể an tâm tiêu tán, đáng tiếc không cách nào nhìn thấy ngươi tỏa hào quang rực rỡ lúc. Từ nay về sau, vô thượng thần sơn đem không tồn tại nữa, ngươi cũng có thể rời khỏi. Vô thượng lão quái cánh tay vung lên, vừa vặn muốn nói chuyện Diệp Thần Phong, hắn còn chưa kịp mở miệng, cả người liền một trận mê muội. Khi hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn phát hiện đã rời khỏi vô thượng thần sơn. Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn đứng ở hắn bên cạnh, nhìn dáng dấp cũng là vừa vặn được truyền tống ra đến.
mà trước mắt nơi nào chả có vô thượng thần sơn, sớm đã là vô ảnh vô tung biến mất rồi. Cảm nhận được Diệp Thần Phong trên người thần đế cảnh đỉnh phong khí thế, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người đột phá thần đế cảnh đỉnh phong động tĩnh thật đúng là rất lớn, hiện tại cảm giác làm sao? Thần đế cảnh đỉnh phong lực lượng là không phải rất cường đại. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, hiện tại ngươi đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong, có chiến lực của ngươi sau đó ngăn cản Hà Không Thắng bước vào sống mãi nắm chắc liền càng gia tăng. Lâm Vấn Thiên cười nói, tiểu tử, nếu không chúng ta tới luận bàn một chút, cho ngươi đến trải nghiệm một cái ngươi bây giờ sức chiến đấu. Diệp Thần Phong cảm thụ bên trong thân thể tím dòng máu màu đỏ, tại đại địa chi huyết hòa vào trong máu của hắn, tạo thành một loại hoàn toàn mới huyết dịch, sau đó hắn có thể cảm giác được tự thân có một loại cực hạn biến hóa, loại biến hóa này thậm chí muốn so bước vào thần đế cảnh đỉnh phong còn cường liệt hơn. Hắn cảm giác được tại trong máu của chính mình ẩn giấu đi lực lượng cường đại, chỉ là trong lúc nhất thời, hắn còn không rõ ràng lắm nên làm sao đi điều động loại sức mạnh này. Diệp Thần Phong nhìn hướng Lâm Vấn Thiên, thật sự muốn cắt tha. Lâm Vấn Thiên tức giận nói, làm sao? Ngươi cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta nhưng là bước vào thần đế cảnh đỉnh phong đã lâu rồi, ngươi mới vừa vặn bước vào, cho dù chiến lực của ngươi như thế nào đi nữa cường hãn, ta cũng không khả năng dễ dàng như vậy thua bởi ngươi, hôm nay để cho ta tới hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi. Ngươi động thủ trước đi. Nghe được Lâm Vấn Thiên khiến hắn động thủ trước, Diệp Thần Phong cũng không khách khí, tím dòng máu màu đỏ bên trong ẩn núp sức mạnh trước tiên không quan tâm đến nó rồi. Trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển. Tại bốn mảnh thức hải sáp nhập sau đó hắn cảm giác cả người trở nên vô cùng thông thuận, không có khí thế cùng linh khí từ trên người hắn tràn ra tới rồi. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, Diệp Thần Phong liền biến mất ngay tại chỗ. Chờ đợi Diệp Thần Phong công kích Lâm Vấn Thiên, hắn thay đổi sắc mặt, không cách nào triệt để nhìn rõ ràng Diệp Thần Phong di động bóng người. Cảm giác được trên cổ mát lạnh, Diệp Thần Phong thủ trưởng giữ ở cổ họng của hắn. Trong nháy mắt giây, Lâm Vấn Thiên được trong nháy mắt giây. Diệp Thần Phong thả bàn tay, Lâm tiền bối, đắc tội rồi. Lâm Vấn Thiên sắc mặt đỏ lên giường như con khỉ cái mông, hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Thần Phong tốc độ hội nhanh như vậy. Nếu như cho hắn biết Diệp Thần Phong vẫn không có thử nghiệm điều động xuất tím dòng máu màu đỏ bên trong sức mạnh, thật không biết đến hắn có thể hay không tìm khối đậu phụ đập đầu chết. Một bên Lão Bạch, Lão Hắc cùng Khổng Nam Chí cũng chậm chậm chưa hoàn hồn lại, bọn hắn đồng dạng là không nghĩ tới sẽ dùng phương thức như thế kết cục, bao quát Lão Bạch cùng Lão Hắc đối Diệp Thần Phong hiểu rõ như vậy người, hai người bọn họ không khỏi thở dài một hơi, xem ra bọn hắn tên đồ đệ này đúng là triệt để trưởng thành. Lại cũng không cần bọn hắn quan tâm. Chương 2747, Tam Đại Dược Phương. Mới vào thần đế cảnh đỉnh phong. Tại hơi chút thể hiện rồi một cái sức chiến đấu sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn còn có lời gì có thể nói. Khổng Nam Chí vỗ vỗ Lâm Vấn Thiên vai, chúng ta đều già rồi, về sau là người tuổi trẻ thế giới. Lâm Vấn Thiên hồi tưởng vừa vặn được Diệp Thần Phong trong nháy mắt giây sự tình. Trong lòng của hắn khỏi nói có bao nhiêu buồn bực, hắn tốt xấu cũng là lão bài thần đế cảnh cường giả đỉnh cao A Hát. Diệp Thần Phong mới vừa vặn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, có muốn hay không đánh như vậy kích người. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn hồi thiên cực thành, thương lượng phải như thế nào ngăn cản Hà Không Thắng bước vào sống mãi thời điểm. Hà ra một gian mật thất bên ngoài. Gia chủ Hà Nhân Trắng là một mực cung kính đứng đấy. Này gian mật thất chỉ có Hà gia lão tổ Hà Không Thắng có thể bước vào. Hà Không Thắng từ khi trước đó bước chân vào mật thất sau đó hắn liền không hề rời đi qua một bước, Hà Nhân Trắng đã đem Hà Nguyên Thiên chết ở Diệp Thần Phong trên tay sự tình hồi báo cho Hà Không Thắng rồi. Vừa vặn cả giới che kín từng đạo thiên đạo vết tích, Hà Nhân Trắng tự nhiên cũng là nhìn thấy, mà nằm ở trong mật thất Hà Không Thắng không nghi ngờ chút nào có thể cảm giác được. Lão tổ vừa vặn là ai đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong. Dĩ nhiên có thể để cho chỉnh phiến thiên không che kín thiên đạo vết tích. Hà Nhân Trắng cau mày, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo âu. Ngươi nói còn ai vào đây? Từ bên trong mật thất truyền ra Hà Không Thắng âm trầm âm thanh. Hà Nhân Trắng ngẫm nghĩ chốc lát, lẽ nào sẽ là tiểu tử kia sao? Hắn đã đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong. Trong mật thất đang trầm mặc một lát sau. Hà Không Thắng thanh âm tiếp tục vang lên, trừ hắn ra còn ai vào đây?
Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên toàn bộ khóa nhập thần đế cảnh đỉnh phong, ở cái này thượng giới có ai còn sẽ có thiên phú như vậy. Chỉ là xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử kia. Bất quá, tiểu tử kia vừa vặn bước vào thần đế cảnh đỉnh phong, mà ta bây giờ đã vô hạn tiếp cận ở sống mãi rồi, chỉ kém bước cuối cùng liền muốn triệt để bước vào vĩnh sinh cảnh rồi, hắn sẽ không là đối thủ của ta. Nhưng, các ngươi nếu như có biện pháp, vẫn là tận lực đem tiểu tử kia cho trừ đi đi. Hà Nhân Trắng cung kính hồi đáp, lão tổ, tại ngươi bước vào sống mãi trước đó, tiểu tử kia sẽ không ở trên thế giới này tồn tại. Con trai của chính mình đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, Hà Nhân Trắng trong lòng đối với hắn có thể nói là hận thấu xương, không cần Hà Không Thắng dặn dò, hắn đều muốn thanh Diệp Thần Phong cho rút gân lột ra. Hà Không Thắng đáp một tiếng sau đó nói, ngươi lui ra đi. Tại Hà Nhân Trắng lui ra sau đó trong mật thất Hà Không Thắng, hắn trong con ngươi tàn nhẫn quang mang lấp lóe. Bàn tay của hắn không tự chủ nắm chặt, tự nói, Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên thiên đạo vết tích đã vượt qua ta, mà đồ đệ của bọn hắn thiên đạo vết tích nhưng xa xa đem ta cho bỏ qua rồi. Ta Hà Không Thắng có chỗ nào so với bọn họ yếu? Liền để cho bọn họ hiện tại thỏa thích đắc ý đi. Ai có thể bước vào sống mãi, ai mới là chúa tể của vùng thế giới này người, không ai có thể ngăn cản ta. Diệp Thần Phong tự nhiên không biết Hà Nguyên Thiên Tại sắp xếp giết chuyện của hắn. Bọn hắn tại một đường trở về Thiên Cực Thành thời điểm, chỉ thấy trên trời cực ngoài thành lại tụ họp không ít người. Đang trên đường trở về, Diệp Thần Phong hoàn toàn thích ứng thần đế cảnh đỉnh phong cảm giác, hắn cũng không hề cố ý thu lại khí thế. Tại Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn hắn đi tới Thiên Cực Thành cửa thành lúc. Xuống lại ở cửa thành cường giả. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy Diệp Thần Phong tu vi đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong, liên tưởng đến trước đó giữa bầu trời xuất hiện vô số thiên đạo vết tích, bọn hắn trong tròng mắt toàn bộ lộ ra không dám tin tưởng. Chẳng lẽ nói hình thành nhiều như thế thiên đạo vết tích chính là hắn sao? Sẽ không có sai rồi, hắn tu vi bây giờ tại thần đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tuổi tác của hắn hẳn là vô cùng trẻ tuổi, thiên phú của hắn tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ là như thế nhiều thiên đạo vết tích cũng quá khoa trương một điểm. Mặc kệ cái kia hơn nhiều, lần này đánh cược một lần, ta muốn gia nhập đến Thiên Cực Thành trong liên minh đi rồi. Đúng vậy, ta cũng muốn gia nhập rồi. Ta còn là lại quan sát, có người nói Hà gia lão tổ nhưng là phải bước vào sống mãi rồi, lại có thêm Hà gia cái kia âm mưu có thể là giả dối không có thật, nếu như bây giờ lựa chọn sai rồi. Như vậy một bước đạp sai, chúng ta liền sẽ đối mặt vực sâu vạn trượng. Ở xung quanh thượng giới cường giả nghị luận ầm ĩ thời điểm. Từ trong đám người chạy ra ba cái lão giả, chung quanh cường giả dồn dập cho bọn họ nhường đường. Này ba cái lão giả trên mặt tràn đầy kiêu căng vẻ, bọn hắn ở thượng giới được gọi là Tam Đại Dược Vương. Thiên Dược Điện. Đây là thượng giới một tên luyện dược sư thế lực, cũng là bây giờ thượng giới lớn nhất luyện dược sư thế lực. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn niên đại đó, Thiên Dược Điện cũng đã tồn tại, hơn nữa có ảnh hưởng phi thường lớn lực. Nhưng sau đó Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh tại chế thuốc một đường thượng quật khởi mạnh mẽ, thậm chí khóa nhập chí tôn luyện dược sư, hắn kéo Ngô gia không ít người khóa nhập chế thuốc một đường, dần dần đem Ngô gia tại chế thuốc thượng phát triển lên, có một quãng thời gian thậm chí vượt trên Thiên Dược Điện. Có thể nói Ngô gia cùng Thiên Dược Điện trong lúc đó có thiên ti vạn lũ ân oán. Này ba cái lão đầu là Thiên Dược Điện bây giờ lão tổ, bọn hắn phân biệt gọi là Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi. Trong đó Trịnh Vạn Hằng cũng coi như là Lão Bạch cùng Lão Hắc thời đại kia người, chỉ bất quá, khi đó hắn vẫn là một cái mới ra đời luyện dược sư, hắn tận mắt chứng kiến qua Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh chế thuốc chi thuật. Hắn một mực muốn vì Thiên Dược Điện đòi lại một hơi, đang nghe nói Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên đồ đệ tự xưng là thuốc khí đồng tu. Hơn nữa còn là song chí tôn, hắn biết cơ hội tới. Này Tam Đại Dược Vương bây giờ toàn bộ là chí tôn luyện dược sư. Trịnh Vạn Hằng ánh mắt như ngừng lại Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh trên người, Ngô tiền bối, năm đó ngươi cùng chúng ta Thiên Dược Điện có không ít ân oán, ngươi chế thuốc chi thuật, vẫn là ta bội phục, ngươi cũng là ta một mực truy đuổi mục tiêu, bất quá, Thiên Dược Điện cùng Ngô gia ở giữa ân oán, cũng là thời điểm hẳn là yếu tính toán một chút đi nha. Ngô Phong dỗi rảnh hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới này ba cái lão đầu là Thiên Dược Điện người.
Hồi tưởng năm đó cùng Thiên Dược Điện ân oán, khóe miệng hắn hiện lên một vệt hồi ức nụ cười, hắn nhớ được phi thường rõ ràng, khi hắn bước vào chí tôn luyện dược sư sau đó hắn còn tại luyện dược sư một đường thượng không ngừng nghiên cứu, hắn lúc trước thậm chí lấy sức lực của một người, trực tiếp chọn toàn bộ Thiên Dược Điện, làm cho Thiên Dược Điện danh dự tại lúc đó xuống dốc không phanh. Ngô Phong dỗi rảnh nhìn xem Trịnh Vạn Hằng, hỏi, người hôm nay là tới khiêu chiến ta? Từ khi nhục thân ngưng tụ sau đó hắn vẫn không có cùng người khác so đấu qua chế thuốc, vừa vặn ngứa tay vô cùng, Thiên Dược Điện hướng hắn khiêu chiến, hắn tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Ai biết Trịnh Vạn Hằng lắc lắc đầu, hắn nói ra, Ngô tiền bối, năm đó ở ngươi chọn lựa chúng ta Thiên Dược Điện thời điểm, ta mới là một cái mới ra đời luyện dược sư, ta và ngươi không phải cùng đồng lứa người, đồ đệ của ngươi không phải bước vào chí tôn luyện dược sư sao? Chúng ta muốn khiêu chiến đồ đệ của ngươi, đây làm công bằng chứ? Chương 2748, chọn sai đối tượng. Tam đại dược vương muốn khiêu chiến Diệp Thần Phong. Lão Bạch cùng Lão Hắc nghe vậy, bọn họ là đột nhiên sững sờ, phải biết bây giờ Diệp Thần Phong tại chế thuốc cùng luyện khí thượng toàn bộ đã vượt qua bọn hắn, tam đại dược vương còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là quả hồng mềm đâu này. Phải biết Diệp Thần Phong trước đó có thể đã lấy được thuốc chi thủy tổ truyền thừa. Tại bây giờ toàn bộ thần nguyên giới bên trong, hắn nói mình là chế thuốc thứ hai, hẳn không có người có thể được xưng là đệ nhất. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí vì tam đại dược vương mặc niệm một hồi, bọn hắn cũng từ Lão Bạch cùng Lão Hắc trong miệng đã được biết đến, Diệp Thần Phong chế thuốc cùng luyện khí tuyệt đối có thể nói là bây giờ thần nguyên giới người thứ nhất. Này tam đại dược vương rất rõ ràng là chọn sai đối tượng, tìm Diệp Thần Phong giao đấu chế thuốc, quả thực là chính mình tìm chịu tội. Loại này biết rõ kết quả giao đấu, còn có cái gì khả năng so sánh sao? Diệp Thần Phong thấy đầu mâu chỉ hướng hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười, từ khi thu được thuốc chi thủy tổ truyền thừa, tại chế thuốc trên có bay vọt về chất sau, hắn vẫn không có thực tế chân chính luyện qua đan dược, hắn không có trốn tránh lý do. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ánh mắt cổ quái nhìn xem Trịnh Vạn Hằng, người nhất định phải khiêu chiến đồ đệ của ta, mà không phải khiêu chiến ta. Vì phòng ngừa ngươi nói chúng ta dở trò lừa bịp, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, đồ đệ của ta tại chế thuốc thượng đã xa vượt xa ta. Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi khi nghe đến Ngô Phong dỗi rảnh lời nói sau, ba người bọn hắn trong lòng là xì mũi coi thường, có thể nói bọn hắn hoàn toàn không tin Ngô Phong dỗi rảnh theo như lời nói. Dù sao Trịnh Vạn Hằng là từng chứng kiến Ngô Phong dỗi rảnh chế thuốc chi thuật. Dưới cái nhìn của hắn Ngô Phong dỗi rảnh chế thuốc chi thuật đã là đăng phong tạo cực rồi, huống hồ chính hắn cũng là chí tôn luyện dược sư, hắn rõ ràng yếu tại chế thuốc thượng vượt qua Ngô Phong dỗi rảnh, này còn khó hơn lên trời. Nhưng Ngô Phong dỗi rảnh lại nói đồ đệ mình, tại chế thuốc thượng xa vượt xa hắn. Đây quả thực là một cái cực kỳ không thành công lời nói dối. La Trấn Hải khinh thường nói, đã từng chọn chúng ta Thiên Dược Điện chí tôn luyện dược sư. Bây giờ làm sao sẽ biến thành dáng vẻ đạo đức như thế? Ngươi nghĩ rằng chúng ta ba cái đều là kẻ đần sao? Cho dù đồ đệ của ngươi khóa nhập chí tôn luyện dược sư, hắn chế thuốc trình độ cũng không khả năng hội mạnh mẽ đi nơi nào, nhiều nhất chỉ là chí tôn luyện dược sư bên trong tầng dưới chót mà thôi. Dương Thiên Bụi vung tay áo một cái, ta biết các ngươi bây giờ cùng Hà Gia đang đối kháng với, nếu như tại chế thuốc thượng thua cho chúng ta rồi, như vậy này sẽ đả kích đến tinh thần của các ngươi. Bất quá, chúng ta Thiên Dược Điện không có gia nhập Hà Gia trận doanh, cũng không có gia nhập đến các ngươi trận trong doanh trại, chúng ta Thiên Dược Điện từ trước đến giờ là vô câu vô thúc, hiện tại cho cái trả lời đi. Các ngươi đến cùng có nguyện ý hay không tiếp thu khiêu chiến? Bởi vì Thiên Dược Điện ba vị lão tổ phi thường đoàn kết, không giống hồn khí các có phe phái phân chia, cho nên toàn bộ Thiên Dược Điện có thể nói là nhất trí đối ngoại. Hà Gia cũng không có năng lực đủ trưởng khống đến Thiên Dược Điện trong trung tâm đi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh là cười khổ lắc lắc đầu, rõ ràng tự mình nói chính là lời nói thật, lại vẫn bị người xem thành là đang nói dối. Lão Hắc Giang Vận Thiên cho Lão Bạch truyền âm, nói, được rồi, Thần Phong hội để cho bọn họ câm miệng, chờ bọn hắn thấy được tiểu tử này chế thuốc chi thuật sau, chỉ sợ bọn họ liền khóc cũng không khóc nổi rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh gật gật đầu sau đó hắn nhìn xem Diệp Thần Phong thế nào. Có muốn hay không tiếp thu cái này khiêu chiến? Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi toàn bộ ánh mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người.
hay là chỉ lo Diệp Thần Phong đổi ý, trong đó Dương Thiên Bụi nói, tiểu tử, ngươi không phải là rất châu tách ra công bố mình là song chí tôn sao? Sẽ không phải hiện tại liên tiếp được dũng khí khiêu chiến cũng không có chứ? Thiên cực ngoài thành cường giả, có nhíu mày, có chính là một bộ xem kịch vui biểu lộ, mỗi cái vẻ mặt không đồng nhất. Tam đại dược vương đây là tại khi dễ người a hát, bọn hắn bước vào chí tôn đã bao lâu, mà cho dù Diệp Thần Phong là chí tôn luyện dược sư, yếu đối mặt tam đại dược vương, hắn phần thắng là cực kỳ bé nhỏ, nếu như Ngô Phong dỗi rảnh ra tay, hay là còn có một chút hy vọng sống. Ta xem hiện tại biện pháp tốt nhất chính là không chấp nhận khiêu chiến, ta nghĩ hắn ứng với nên sẽ không tiếp nhận chứ. Diệp Thần Phong không để ý đến bốn phía tiếng bàn luận. Ánh mắt của hắn đón nhận Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi, các ngươi đã muốn khiêu chiến ta, như vậy ta há có không chấp nhận đạo lý. Ta cũng không làm được cho sư phụ ta mất thể diện, dù sao hắn đã từng lấy sức lực của một người chọn các ngươi toàn bộ Thiên Dược Điện, hôm nay ta liền đến chọn các ngươi Thiên Dược Điện ba cái lão tổ đi. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý, ngoài thành cường giả, mặt lộ vẻ khó mà tin nổi. Tuy nói Diệp Thần Phong đáp ứng rồi khiêu chiến, thế nhưng Trịnh Vạn Hằng sắc mặt của bọn họ lại trở nên âm trầm, thật sự là Diệp Thần Phong khẩu khí quá lớn, dĩ nhiên muốn chọn bọn hắn. Chả thật cho là bọn họ tam đại dược vương tên tuổi là giả. Trịnh Vạn Hằng cười lạnh nói, tiểu tử, hy vọng ngươi có để cho chúng ta giật nảy cả mình bản lĩnh, tỉ thí nội dung có thể do ngươi quyết định, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không chọn bản lãnh của chúng ta. Diệp Thần Phong không sao cả nói ra, không cần, các ngươi quyết định được rồi. Mặc kệ tỉ thí cái gì, chỉ cần là cùng chế thuốc có liên quan, các ngươi tuyệt đối không thắng được ta. Còn có nếu cái gì đều do các ngươi nói ra, như vậy nếu như các ngươi thua, tổng yếu đánh đổi một số thứ A. Dương Thiên Bụi nói, chúng ta không thể nào biết thua, nhưng nếu như chúng ta thua, chúng ta sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Diệp Thần Phong cười nói, ta không cần xử trí các ngươi, nhưng nếu như các ngươi tại chế thuốc thượng thua ở trên tay của ta rồi. Như vậy các ngươi toàn bộ Thiên Dược Điện liền tất cần phải gia nhập chúng ta, vì liên minh chúng ta bên trong cường giả luyện chế đan dược, thế nào? Dương Thiên Bụi liếc mắt nhìn Trịnh Vạn Hằng cùng La Trấn Hải, thấy hai người bọn họ gật gật đầu, hắn nói ra, một lời đã định, chỉ là không thể nào biết có xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, Trịnh Vạn Hằng nói ra, chúng ta liền tỉ thí luyện chế một loại chí tôn đan dược đi. Tỉ thí như vậy trực tiếp nhất rồi. Diệp Thần Phong nói ra, được, ba người các ngươi có thể phân biệt luyện chế một lần, chỉ muốn các ngươi bên trong một người có thể vượt qua ta, như vậy cho dù các ngươi thắng. Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi nhíu mày không ngừng, trước mặt tiểu tử này cũng quá tự đại đi nha. Hoàn toàn không đem bọn họ tam đại dược vương để ở trong mắt. Trịnh Vạn Hằng hừ lạnh một tiếng, không cần, ba người chúng ta liên thủ luyện chế. Ba người liên thủ luyện chế một loại đan dược, phải biết chế thuốc là yêu cầu cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, nếu như ba người liên thủ phối hợp luyện chế, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì nói như vậy không làm được phối hợp hoàn mỹ, cuối cùng sẽ chỉ làm đan dược luyện chế thất bại, mà cho dù miễn cưỡng luyện chế ra đến, đan dược phẩm bậc cũng sẽ không cao. Nhưng tam đại dược vương nếu nói ra những lời này, như vậy bọn hắn nhất định là có chỗ dựa dẫm. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra yếu liên thủ luyện chế đan dược, điều này cũng làm cho Diệp Thần Phong hứng thú. Hắn nói ra, thật thú vị, xem ra chàng tỷ đấu này sẽ không để cho ta cảm giác quá nhàm chán. Hiện tại là có thể bắt đầu, nói đi, muốn so liều luyện chế một loại nào chí tôn đan dược. Chương 2749, lật đổ chế thuốc phương thức. Trịnh Vạn Hằng sắc mặt nghiêm túc, chúng ta luyện chế của mình một loại có thể tăng cao tu vi chí tôn đan dược. Làm cho ở đây bằng hữu căn cứ cảm ứng để phán đoán ai luyện chế đan dược bên trong dược lực mạnh, đây cũng là công bình nhất được rồi. Trong khi nói chuyện, Trịnh Vạn Hằng trên ngón tay chữ vật giới chỉ liên tục lấp lánh, chỉ thấy từ hắn trong nhẫn chứa đổ bạo phát ra hai đạo hào quang óng ánh. Sát theo đó, trên trời cực ngoài thành trên mặt đất xuất hiện hai cái cự đại đài cao, tại trên đài cao khắc họa cực kỳ phức tạp trận pháp. Trịnh Vạn Hằng tiếp tục nói. Phía trên này trận pháp có thể giúp chúng ta chống đỡ đan dược hình thành lúc thiên kiếp, nếu như ngươi không có vấn đề, như vậy giữa chúng ta giao đấu có thể bắt đầu. Diệp Thần Phong tùy ý đi lên một cái đài cao, lấy hành động tới nói rõ hắn không có bất cứ vấn đề gì rồi. Trịnh Vạn Hằng,
La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi thấy thế, bọn họ là bước lên một cái khác đài cao, sau đó đem trên đài cao chống đỡ thiên kiếp trận pháp cho mở ra, sau đó Dương Thiên Bụi nhìn xem Diệp Thần Phong, nói tiểu tử, luyện chế ngươi sở trường nhất chí tôn đan dược đi, bằng không ngươi thất bại đến mức rất thảm. Tại Dương Thiên Bụi dứt tiếng thời khắc, La Trấn Hải ngón tay búng một cái, một tôn màu xanh lam lò thuốc nhất thời xuất hiện trước mặt bọn họ. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh ánh mắt híp lại, vị này màu xanh ra trời lò thuốc chính là thứ Thiệt Thiên Chi Đỉnh. Tại viễn cổ thời đại có một cái lò thuốc bảng, Thiên Chi Đỉnh tổng cộng chỉ có 10 tôn, Diệp Thần Phong rất lâu trước đó từng thu được lò thuốc bảng thứ 5 Bạch Ngọc Đỉnh. Bạch Ngọc Đỉnh chỉ là trung phẩm Thiên Chi Đỉnh, mà vị này màu xanh ra trời lò thuốc chính là lò thuốc bảng thứ 2000 Linh Đỉnh. Này ngàn linh đỉnh nhưng là thượng phẩm Thiên Chi Đỉnh, bất kể là tỷ lệ thành đan, vẫn là còn lại phương diện, cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Tại ngàn linh đỉnh xuất hiện sau đó Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi cười liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong chỗ ở đài cao. Thiên cực người bên trong thành toàn bộ đứng ở trên thành lầu nhìn bên ngoài thành chế thuốc giao đấu. Thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không có lấy ra lò thuốc, Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn trước một bước bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ thấy từ Trịnh Vạn Hằng trong tay toát ra một đóa màu đen thiên địa chi hỏa, từ La Trấn Hải trong tay toát ra một đóa màu đỏ thiên địa chi hỏa, từ Dương Thiên Bụi trong tay toát ra một đóa màu tím thiên địa chi hỏa. Sau đó, bọn hắn dĩ nhiên đem này ba loại bất đồng thiên địa chi hỏa đồng thời bắn vào ngàn linh đỉnh bên trong, động tác của bọn họ hầu như không có đình chỉ. Đem đã sớm chuẩn bị xong thiên tài địa bảo là từng cây bắn vào ngàn linh đỉnh bên trong. Khiến người ta cảm thấy cảnh tượng khó tin xảy ra, ở đây cường giả có thể cảm giác được tại ngàn linh đỉnh bên trong, ba loại bất đồng thiên địa chi hỏa rõ ràng tạo thành một cái cân bằng, hoặc là nói là một loại bổ sung. Ba loại thiên địa chi hỏa đâu vào đấy tinh luyện bắn vào thiên tài địa bảo, theo lý tới nói, thiên địa chi hỏa cùng thiên địa chi hỏa gặp phải đồng thời, nhất định là sẽ sinh ra bài xích. Căn bản không nhưng có thể dùng để đồng thời luyện chế đan dược, làm cho không khéo liền phải nổ lò rồi. Nhưng Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi rõ ràng đem thiên địa chi hỏa khống chế đã đến cái trình độ này, bọn hắn dược vương danh hiệu xác thực không phải bạch bạch có được. Không chỉ có như thế, ba người bọn họ liên thủ, làm cho ngàn linh đỉnh bên trong đều thiên tài địa bảo được tinh luyện càng thêm cực hạn cùng hoàn thiện. Trịnh Vạn Hằng bọn hắn khóe miệng hiện lên nụ cười. Ba người bọn hắn có thể liên thủ chế thuốc, đồng thời làm được so với một mình chế thuốc tới mạnh, nhưng là trọn vẹn bỏ ra mấy trăm năm, bất kể như thế nào, lần này bọn hắn đều phải thắng, nếu như ngay cả Ngô Phong dỗi rảnh đồ đệ cũng không thắng được, như vậy bọn hắn không xứng lại xưng là thượng giới dược vương rồi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Trịnh Vạn Hằng đám người chế thuốc sau đó hắn chậm rãi nhún nhún vai, hắn đã quyết định yếu luyện chế một loại nào chí tôn đan dược. Liền luyện chế từ thuốc chi thủy tổ trong truyền thừa biết được thần đế cửu chuyển đan. Trên tay hắn vừa vặn gọp đủ một phần luyện chế thần đế cửu chuyển đan thiên tài địa bảo. Tại bước vào thần đế cảnh đỉnh phong sau đó dựa vào bây giờ chí tôn đan dược không cách nào tăng cao tu vi rồi, mà thần đế cửu chuyển đan tuy nói không cách nào để cho thần đế cảnh đỉnh phong cường giả, lập tức một lần bước vào vĩnh sinh cảnh, nhưng tối thiểu cũng là có thể để thần đế cảnh đỉnh phong cường giả. Tăng lên một ít tu vi và sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là không tầm thường rồi. Phải biết bước vào thần đế cảnh đỉnh phong sau đó muốn hướng phía trước hơi chút di chuyển một bước, cái này cũng là cực kỳ khó khăn, khả năng yêu cầu mấy ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, cho nên này thần đế cửu chuyển đan đủ khiến hết thảy thần đế cảnh cường giả đỉnh cao vì này điên cuồng. Thiên cực ngoài thành cường giả toàn bộ được tam đại dược vương cho hấp dẫn. Diệp Thần Phong đem luyện chế thần đế cửu chuyển đan thiên tài địa bảo nắm sau khi đi ra, hắn đồng dạng là đem trên đài cao trận pháp cho mở ra. Tại Diệp Thần Phong bắt đầu trận pháp sau. Những thiên cực đó ngoài thành cường giả, bọn hắn tạm thời được Diệp Thần Phong hấp dẫn. Muốn thắng tam đại dược vương bực này chế thuốc, không phải là dễ dàng như vậy, hắn sẽ lấy ra cái gì thiên chi đỉnh đâu này. Trừ phi là đệ nhất thiên chi đỉnh. Bằng không hắn tại lò thuốc thượng liền rớt lại phía sau một bậc. Ngươi nói không sai, tam đại dược vương thiên địa chi hỏa cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn thiên địa chi hỏa cũng nhất định muốn mạnh hơn tam đại dược vương, như vậy hay là hắn còn sẽ có một điểm phần thắng. Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bọn hắn không có mở miệng,
tại Diệp Thần Phong thu được thuốc chi thủy tổ truyền thừa sau đó bọn hắn đều không có từng chứng kiến Diệp Thần Phong chế thuốc, cũng không rõ ràng thuốc chi thủy tổ truyền thừa rốt cuộc là làm sao. Thân là luyện dược sư lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh, trong con ngươi của hắn lộ ra mong đợi ánh sáng, hắn ở trong lòng tự nói, tiểu gia hỏa, để cho bọn họ mở mang ngươi chế thuốc trình độ đi. Diệp Thần Phong tại trong đầu từng lần một diễn luyện luyện chế thần đế cửu chuyển đan quá trình. Thuốc chi thủy tổ chế thuốc phương pháp chính là lấy khí vì diễm, lấy thể vì đỉnh. Tìm được bên trong thân thể một loại lửa nóng khí, dùng tự thân khí đến luyện chế đan dược. Bởi vì khí là tới tự ở bên trong thân thể, hết thảy khống chế có thể càng thêm hoàn mỹ cùng vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, muốn tìm được trong cơ thể loại này khí không phải đơn giản như vậy, lúc trước Diệp Thần Phong cũng phí đi một phen thời gian đây. Trên trời cực trong thành cường giả chờ Diệp Thần Phong lấy ra lò thuốc cùng thiên địa chi hỏa thời điểm, chỉ thấy Diệp Thần Phong trực tiếp bắt đầu chế thuốc. Bên trong thân thể điều động ra loại kia lửa nóng khí, từng cây thiên tài địa bảo dẫn dắt đến bàn tay mình phía trên. Lửa nóng khí đang nhanh chóng đem những thiên tài địa bảo này tinh luyện. Điều này sao có thể? Hắn là tại chế thuốc sao? Hắn dĩ nhiên không cần lò thuốc cùng thiên địa chi hỏa. Hắn này là làm sao làm được? Không dùng hỏa diễm làm sao chế thuốc? Hắn đang dùng không khí chế thuốc sao? Đây căn bản là không thể nào làm được. Thiên cực ngoài thành những cường giả kia, bọn hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, được trước mắt tình cảnh này cho kinh sợ đã đến, có thể nói chuyện này quả thật là bọn hắn chưa bao giờ nghe. Khác trên một đài cao Trịnh Vạn giống hệt người, bọn hắn khi nghe đến chu vi động tĩnh sau đó trong tròng mắt dư quang không khỏi nhìn sang Diệp Thần Phong phương hướng, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong chế thuốc phương thức sau, ánh mắt của bọn họ cũng rốt cuộc không cách nào rời đi. Chương 2750, Đan Vân. Trên đài cao, Diệp Thần Phong lợi dụng bên trong thân thể khí tinh luyện thiên tài địa bảo tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn không có một cái động tác là dư thừa, có thể nói mỗi một cái động tác đều tinh giản đã đến cực hạn. Đã vừa mới tại trong đầu diễn luyện qua mấy lần luyện chế thần đế cửu chuyển đan, cho nên hắn luyện chế là phi thường thuận buồm xuôi gió. Loại này dùng tự thân khí đến luyện chế đan dược. Diệp Thần Phong có thể khống chế không có bất kỳ một tia một hào sai lệch, này muốn so dùng thiên địa chi hỏa luyện chế tốt hơn nhiều rồi. Mắt thấy hắn bàn tay phía trên thiên tài địa bảo được tinh luyện không sai biệt lắm, những kia được tinh luyện ra dược lực tại tụ lại rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh khóe miệng cười cười, tên tiểu tử này xem ra là triệt để lĩnh ngộ thuốc chi thủy tổ truyền thừa, rõ ràng không cần thiên địa chi hỏa đến chế thuốc. Căn cứ của ta cảm ứng. Tại bàn tay của hắn chu vi có một loại lửa nóng khí, hơn nữa loại này khí phi thường thích hợp chế thuốc, thậm chí muốn so thiên địa chi hỏa còn muốn thích hợp. Tại lão Bạch Ngô Phong chuyện phiếm âm vừa vặn hạ xuống xong. Khác trên một đài cao Trịnh Vạn giống hệt người, bởi vì bọn họ được Diệp Thần Phong hấp dẫn, hơn nữa không có lập tức phục hồi tinh thần lại, này đưa đến bọn hắn khống chế thiên địa chi hỏa tại ngàn linh đỉnh bên trong mất thăng bằng rồi. Xì xì, một tiếng. Căn bản là không kịp cứu vãn, thiên tài địa bảo trực tiếp tại ngàn linh đỉnh bên trong đốt thiêu thành cho tàn, bọn hắn lộ ra gương mặt ảo não, này cùng bọn họ trước đó nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, nguyên bản bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong chế thuốc chi thuật khẳng định tại Ngô Phong dỗi rảnh bên dưới, nhưng bây giờ thấy được Diệp Thần Phong không cần lò thuốc cùng thiên địa chi hỏa chế thuốc, này hoàn toàn là lật đổ bọn hắn dĩ vãng quan niệm. Thấy Diệp Thần Phong hoàn mỹ chế thuốc thủ pháp, Trịnh Vạn Hằng bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới trước đó Ngô Phong dỗi rảnh theo như lời nói, bọn hắn vừa vặn trả xì mũi coi thường, bây giờ nghĩ lại bọn hắn cảm giác khuôn mặt của chính mình một trận hỏa thiêu, xem ra Diệp Thần Phong chế thuốc chi thuật đúng là đem Ngô Phong dỗi rảnh bỏ qua cực xa rồi. Bọn hắn đan dược luyện chế thất bại, có thể nói trận này chế thuốc giao đấu, bọn hắn đã là thua, thẳng thắn đóng cửa trên đài cao trận pháp, đi xuống đài cao, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong. Ba người bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lợi dụng truyền âm tại trò chuyện. La Trấn Hải khổ sở nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta tự cho là chế thuốc chi thuật đã cực kỳ tốt rồi, nhưng tại gia hỏa này trước mặt, chúng ta tính là gì? Chúng ta xứng xưng là tam đại dược vương sao? Dương Thiên Bụi cũng nói, xem ra lần này chúng ta nhất định là muốn gia nhập bọn họ, chỉ là không biết tiểu tử này biết luyện chế xuất cái gì chí tôn đan dược đến.
Trịnh Vạn Hằng đạo, loại người như hắn chế thuốc thủ pháp quả thực là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, ta nghĩ hắn luyện chế ra tới đan dược tuyệt đối sẽ không kém, gia nhập bọn hắn trong liên minh cũng tốt, hay là chúng ta có thể tại chế thuốc thượng đi lên trước nữa bước ra một bước. Bọn hắn thân là chí tôn luyện dược sư, đối với chế thuốc tự nhiên là có được cực kỳ điên cuồng theo đuổi rồi, bây giờ tại nhìn thấy Diệp Thần Phong loại này chế thuốc phương thức sau, bọn hắn làm sao có thể bình tĩnh lại. Chỉ thấy Diệp Thần Phong chế thuốc tốc độ chả đang không ngừng tăng nhanh, linh khí trong trời đất toàn bộ hướng về hắn tụ lại, toàn bộ đài cao hoàn toàn tràn ngập ở cực hạn linh khí nồng nặc chi bên trong. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ từ có đan hương vị từ Diệp Thần Phong chỗ ở trên đài cao tung bay đi ra, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh con ngươi ngưng lại, xem ra đan dược yếu luyện chế thành công rồi. Tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, chỉ thấy chỉnh phiến thiên không bỗng nhiên tối lại, tầng mây không ngừng đang bốc lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tục không ngừng vang trầm tại trên bầu trời vang lên. Lúc này, Diệp Thần Phong bàn tay phía trên chế thuốc khu vực, chợt bộc phát ra rực rỡ vô cùng ánh sáng. Tại đây hào quang óng ánh bộc phát ra trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên sáng lên hào quang màu bạc, từng đạo màu bạc thiên lôi, như múa tung ngân xà bình thường hướng về trên mặt đất chậm lại, một mạch đánh vào Diệp Thần Phong chỗ ở trên đài cao. Cũng may, trên đài cao trong trận pháp lập tức phát huy tác dụng, trong khoảnh khắc, thanh ngân bạch sắc thiên lôi toàn bộ chống đỡ cản lại. Chung quanh cường giả toàn bộ nhanh chóng rút lui, Trịnh Vạn Hằng nói ra, trận pháp chống đỡ lực, có thể chống cự chí tôn thập văn đan dược thiên kiếp, đây chính là chúng ta thiên dược điện truyền thừa xuống chống đỡ thiên kiếp chí bảo. Chỉ là vì không bị tai bay vạ gió, Trịnh Vạn Hằng bọn hắn vẫn là rút lui một chút, Dương Thiên Bụi nói, các ngươi nói hắn có thể luyện chế ra mấy văn chí tôn đan dược đến. La Trấn Hải suy đoán nói, hẳn là sẽ không thấp hơn tứ văn đan chứ. Tại La Trấn Hải dứt tiếng thời khắc, trên bầu trời tầng mây bốc lên càng thêm kịch liệt rồi, mỗi loại bất đồng màu sắc tại trên bầu trời lập lòe. Chỉnh phiến thiên không như cùng là tiến vào tận thế bình thường màu đỏ, màu xanh lam, màu trắng, màu tím, màu xanh lục, màu xanh, màu cam, từng đạo màu sắc khác nhau thiên lôi, như dày đặc hạt mưa bình thường đập xuống, mục tiêu toàn bộ là Diệp Thần Phong chỗ ở đài cao. Mỗi một đạo thiên lôi bên trong toàn bộ tràn đầy cực hạn lực hủy diệt. Trịnh Vạn Hằng thay đổi sắc mặt, này, đây là chí tôn thập văn đan mới sẽ hình thành thiên lôi chi vũ. Dĩ nhiên luyện chế ra chính là chí tôn thập văn đan. Chỉ là càng làm cho hắn kinh ngạc trả ở phía sau, tại thiên lôi chi vũ đình chỉ sau đó trên bầu trời được vỡ ra một đạo lớn vô cùng màu đen vết xước, từ nơi này màu đen vết xước bên trong không ngừng có càng thêm trầm muộn ầm ầm âm thanh đang vang lên. Mỗ trong nháy mắt, một đạo lớn vô cùng màu đen thiên lôi từ chỗ rách bên trong vọt ra, này đạo hắc sắc thiên lôi phảng phất có hủy thiên diệt địa xu thế. Trên mặt đất tất cả cường giả đang nhìn đến này màu đen thiên lôi sau đó bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi đến biến sắc, dưới chân bọn họ bước chân cấp tốc lùi về sau. Đây chính là trong truyền thuyết phá diệt hắc lôi. Nắm giữ trực tiếp cắn giết thần đế cảnh cường giả đỉnh cao hủy diệt chi lực, chỉ có đang luyện chế xuất đan vân thời điểm, mới có thể xuất hiện một loại mạnh mẽ thiên lôi. Phải biết mỗi một loại đan dược đều bị chia làm nhất văn đan đến thập văn đan. Mà thập văn đan bên trên đan dược hội hình thành đan vân, loại đan dược này có thể được gọi là đan vương rồi. Bây giờ phá diệt hắc lôi xuất hiện, điều này nói rõ Diệp Thần Phong luyện chế chí tôn đan dược chính là tạo thành đan vân. Ở trên thế giới này có bao lâu không có đan vương chào đời? Chỉ là trên đài cao trận pháp chỉ có thể chống cự thập văn đan thiên kiếp, căn bản không ngăn được đan vân thiên kiếp. Oanh! Phá diệt hắc lôi hướng đánh vào Diệp Thần Phong chỗ ở trên đài cao, trong thiên địa tràn ngập ở một loại màu đen bên trong. Xung kích dư âm để một ít căn cơ độ chênh lệch thần đế cảnh cường giả là miệng phun tiên huyết, dưới chân bước chân cấp tốc chợt lui. Đợi đến màu đen dần dần tản đi. Chỉ thấy nguyên lai Diệp Thần Phong đài cao địa phương, xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu, cái hố sâu này ước chừng có 20 mấy mét sâu. Lão Bạch cùng Lão Hắc cái thứ nhất xuất hiện tại hố sâu bên, tại bọn hắn nhìn thấy trong hố sâu tình cảnh sau, Lão Bạch cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi được lắm đấy, ngươi không cho ta mất mặt. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng cười nói, tiểu tử, ngươi chế thuốc chi thuật nhưng là bỏ qua Lão Bạch mấy trăm con phố rồi. Chương 2751, nghịch chuyển,
sức chiến đấu tăng lên. Hố sâu to lớn bên trong. Diệp Thần Phong da trên người trở nên có chút cháy đen rồi, nhưng khóe miệng của hắn lại hiện lên nụ cười, khi hắn hai bàn tay bên trong tổng cộng nắm 30 viên màu xanh lục đan dược. Mỗi một viên màu xanh lục đan dược bên trên đều hiện ra đẹp mắt lộng lẫy, hơn nữa tại mỗi một viên thuốc bên trên đều có một mảnh đan vân. Tại đan thành sau đó trong không khí đan hương vị trái lại tiêu tán, toàn bộ chăm chú nội liễm ở đan trong dược. Vừa vặn đối mặt cuối cùng một đạo phá diệt hắc lôi, trên đài cao trận pháp phòng ngự giúp hắn chặn rơi mất một phần xung kích, bằng không tại như thế ngàn cân treo sợi tóc, được đến ngoại giới ảnh hưởng, nhất định là hội chế thuốc thất bại. Chính là trên đài cao trận pháp giúp hắn tranh thủ đã đến chế thuốc thành công then chốt trong nháy mắt, lại tăng thêm hắn bây giờ tu vi tại thần đế cảnh đỉnh phong, nhục thân cường độ có thể nói là tiếp cận với sống mãi rồi. Trải qua đài cao trận pháp ngăn cản sau đó phá diệt hắc lôi power cũng giảm xuống không ít, hắn đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạn, cuối cùng hiểm mà lại hiểm mới miễn cưỡng chống đỡ lấy. Diệp Thần Phong từ hố sâu bên trong đạp không bay ra, Trịnh Vạn Hằng, La Trấn Hải cùng Dương Thiên Bụi này tam đại dược vương, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn Diệp Thần Phong bàn tay màu xanh lục đan dược. Nhìn thấy mỗi một viên thuốc bên trên toàn bộ có đan vân hình thành, ba người bọn hắn chậm rãi thở dài. Lần này bọn họ là thua tâm phục khẩu phục, bọn hắn cũng tìm không được nữa bất kỳ viện cớ. Bất kể là Diệp Thần Phong chế thuốc thủ pháp, hay là hắn tỷ lệ thành đan, bọn hắn toàn bộ là không sánh được. Phải biết Diệp Thần Phong là luyện chế chí tôn đan dược, hơn nữa là có đan vân đan vương, lại vẫn có thể một lần luyện chế ra 30 viên đến, chuyện này quả thật là quá cường đại. Diệp Thần Phong có thể dựa vào một phần tài liệu luyện chế ra 30 viên nắm giữ đan vân đan vương đến, xác thực có thể xưng là toàn bộ thần nguyên giới chế thuốc người thứ nhất. Trịnh Vạn Hằng nhìn xem Diệp Thần Phong, nói chúng ta thua, từ hôm nay trở đi, chúng ta hội cùng các ngươi đồng thời đối kháng Hà Gia. Chỉ là không biết ngươi luyện chế là một loại nào chí tôn đan dược. Thấy Trịnh Vạn Hằng cầm được thì cũng buông được, này ngược lại là để Diệp Thần Phong hài lòng gật gật đầu. Nói ra, ta luyện chế chính là thần đế cửu chuyển đan, chuyên môn dùng để thần đế cảnh cường giả đỉnh cao tăng cao tu vi. Tuy rằng thần đế cửu chuyển đan không cách nào để cho thần đế cảnh cường giả đỉnh cao trực tiếp bước vào vĩnh sinh cảnh, nhưng tối thiểu có thể để cho thần đế cảnh đỉnh phong cường giả hướng phía trước bước ra một bước, càng thêm tiếp cận với sống mãi. Diệp Thần Phong lời này vừa nói ra. Thiên cực ngoài thành những thần đế cảnh đó cường giả đỉnh cao. Bọn hắn trong tròng mắt toàn bộ lộ ra nóng rực ánh sáng, bọn họ là rõ ràng nhất tại bước vào thần đế cảnh đỉnh phong sau đó phải tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước là cỡ nào khó khăn, bây giờ có thần đế cửu chuyển đan chào đời, như vậy bọn hắn làm sao có thể không động tâm. Trong lúc nhất thời, những kia nguyên bản ý định tiếp tục ngắm nhìn cường giả, bọn hắn cũng biến thành nhao nhao muốn thử lên, chớ nói chi là những kia nguyên bản vốn đã dự định muốn gia nhập thiên cực thành ở Lion cường giả. Diệp Thần Phong đối với thiên cực ngoài thành cường giả, nói ra, phàm là gia nhập liên minh trong người, ta cũng có thể vì đó luyện chế thần đế cửu chuyển đan, chỉ bất quá chính các ngươi nhất định muốn phụ trách tập hợp luyện chế thiên tài địa bảo, các ngươi có thể nhiều một người đồng thời kiếm ra đến, dù sao một phần thiên tài địa bảo, ước chừng có thể luyện chế ra 30 viên thần đế cửu chuyển đan. Mà ta xuất hiện tại luyện chế ra 30 viên thần đế cửu chuyển đan, trừ đi một ít tự chúng ta dùng. Còn lại dựa theo gia nhập trình tự, toàn bộ phái đưa cho trong liên minh thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Những kia đứng ở trên thành lầu quan sát chế thuốc giao đấu thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn từng cái khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta là cái thứ nhất gia nhập thần đế cảnh đỉnh phong, ta khẳng định có thể thu được một viên thần đế cửu chuyển đan, lúc này là kiếm bộn rồi, quản nó hà nhà nào. Ta là cái thứ hai gia nhập thần đế cảnh đỉnh phong, ta cần phải cũng có thể lấy được. Ở trên thành lầu rơi vào ồn ào bên trong thời điểm, Diệp Thần Phong chính mình trực tiếp đem một viên thần đế cảnh cửu chuyển đan nuốt vào trong miệng, sau đó phân biệt cho Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí một viên. Lâm Vấn Thiên là hỉ tư tư nói ra, tiểu tử, ngươi rất tốt a hát. Chúng ta tới giúp ngươi hộ pháp, ngươi trước tiêu hóa thần đế cửu chuyển đan dược lực. Người bây giờ nhưng là ngăn cản Hà không thắng bước vào sống mãi chủ lực rồi. Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người lập tức đứng ở Diệp Thần Phong bốn phía. Mà Diệp Thần Phong nhưng là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất,
thần đế cửu chuyển đan khi tiến vào trong bụng sau đó một loại noãn rung rung cảm giác tại trong dạ dày khuếch tán ra. Sát theo đó, oanh, một tiếng, cực hạn mà lại cuồng bạo dược lực, từ thần đế cửu chuyển trong nội đan bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập Diệp Thần Phong gân mạch, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Diệp Thần Phong khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, bên trong thân thể của hắn tím dòng máu màu đỏ cũng sôi trào lên, đang nhanh chóng hấp thu thần đế cửu chuyển trong nội đan dược lực. Này thần đế cửu chuyển đan tuy nói là cuồng bạo một ít, nhưng hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong thuận lợi đem thần đế cửu chuyển đan dược lực cho hấp thu sạch sẽ, khí thế trên người nâng lên thăng lên một tiết, hắn cách vĩnh sinh cảnh là lại gần rồi một bước. Tại tận mắt thấy Diệp Thần Phong dựa vào thần đế cửu chuyển đan, tại thần đế cảnh đỉnh phong bên trong hướng phía trước bước ra một bước sau đó thiên cực ngoài thành cường giả cũng nhịn không được nữa. Ta cũng gia nhập trong liên minh, ta lập tức đi tập hợp luyện chế thần đế cửu chuyển đan thiên tài địa bảo. Đúng vậy, ta cũng muốn gia nhập ở Lion, cùng các ngươi đồng thời đối kháng Hà Gia. Đối với những thứ này cường giả muốn gia nhập, Diệp Thần Phong tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Bây giờ là đối kháng Hà Gia nhanh muốn thường xuyên rồi, nhất định muốn nắm chặt thời gian ngưng tụ thượng giới sức mạnh. Tại Diệp Thần Phong tăng lên thực lực sau đó lão Bạch bọn hắn cũng không kịp chờ đợi phục dụng thần đế cửu chuyển đan. Tại mấy người bọn hắn toàn bộ tăng lên thực lực sau đó Diệp Thần Phong đem thần đế cửu chuyển đan phân cho Lan Vân cùng Tuyết Ngưng Tư các loại trước hết đi theo hắn thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, cuối cùng còn lại thì là dựa theo gia nhập trình tự, phân cho còn lại thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Kế tiếp trong vòng một ngày, những kia gia nhập thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, có 20 mấy người đồng thời kiếm ra một phần thiên tài địa bảo, kết quả là, Diệp Thần Phong lại luyện chế ra một lần thần đế cửu chuyển đan, lần này hắn dĩ nhiên luyện chế được 31 viên. Mà liên quan với thần đế cửu chuyển đan sự tình cũng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, đến đây gia nhập thiên cực thành ở Lion thần đế cảnh cường giả là càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế cuộc triệt để nghịch chuyển. Thậm chí là hướng về bọn hắn nơi này nghiêng về một phía rồi. Diệp Thần Phong cũng biết là thời điểm bắt đầu đối Hà Gia động thủ, lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm, chỉ là bọn hắn bây giờ còn yêu cầu một cái tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch. Đang thương lượng sau mấy tiếng, Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lâm Vấn Thiên bọn hắn rốt cục quyết định ra đối kháng Hà Gia phương án đến. Một hồi sắp bao phủ cả giới bão táp yếu thổi lên. Chương 2752, hủy diệt xuất động. Lão Bạch cùng Lão Hắc quyết định trước tiên đi một chuyến Hà Gia băng nguyên cốc. Băng nguyên cốc khoảng cách Hà Gia có khoảng 5 tiếng lộ trình, mà Lão Bạch cùng Lão Hắc một mực yêu Khổng Nhược Lan, bây giờ liền ở băng nguyên trong cốc. Khổng Nhược Lan lấy tư cách năm đó Khổng Gia Thiên Chi kiêu nữ, tại Lão Bạch cùng Lão Hắc đồng quy vu tận sau, người bởi vì gia tộc bên trong lợi ích, bị ép gả cho Hà Không Thắng. Hà Không Thắng vừa mới bắt đầu đối Khổng Nhược Lan nho nhã lễ độ, chỉ tiếc tại nhịn mười mấy năm sau, hắn đối Khổng Nhược Lan sử dụng một loại mãnh liệt dược vật, làm cho Khổng Nhược Lan toàn thân vô lực, nhưng ý thức là tồn tại. Hắn mạnh mẽ để Khổng Nhược Lan thành vì nữ nhân của mình, chuyện này đối với ngay lúc đó Khổng Nhược Lan tới nói là một loại như địa ngục thống khổ. Cái kia sau một ngày, Khổng Nhược Lan bi ai mang bầu Hà Không Thắng hài tử, bất quá. Tại hài tử sinh ra sau đó người lựa chọn tự đoạn gân mạch, chỉ tiếc tại ngàn cân treo sợi tóc, Hà Không Thắng xuất hiện ổn định tâm mạch của nàng. Nhưng là tại ổn định tâm mạch sau đó Hà Không Thắng mới phát hiện, Khổng Nhược Lan không chỉ có tự đoạn tâm mạch, chả phục dụng nhiều loại không biết tên kịch độc. Lúc đó ở dưới loại tình huống này, Khổng Nhược Lan tính mạng là không còn cách xoay chuyển đất trời rồi, coi như là chí tôn giải độc đan cũng mặc kệ dùng. Cuối cùng Hà Không Thắng sử dụng thủ đoạn đặc thù, tạm thời ổn định lại Khổng Nhược Lan sinh cơ, để Khổng Nhược Lan ngủ ở vạn năm tử huyền hàn băng bên trên. Này vạn năm tử huyền hàn băng có thể khóa chặt lại người sinh cơ, thêm vào Hà Gia các loại giải độc tài nguyên, Khổng Nhược Lan sinh cơ là bảo tồn lại, chỉ là người không có thức tỉnh qua, một mực như một hoạt tử nhân bình thường ngủ ở vạn năm tử huyền hàn băng bên trên. Cái kia vạn năm tử huyền hàn băng liền ở băng nguyên trong cốc. Mà băng nguyên cốc liền khoảng cách Hà Gia chỉ có 5 tiếng lộ trình, Lão Bạch cùng Lão Hắc muốn đi trước đem Khổng Nhược Lan cứu ra, sau đó trực tiếp chạy tới Hà Gia. Cuối cùng Diệp Thần Phong quyết định cùng đi một chuyến băng nguyên cốc, mà Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bọn hắn tự nhiên là phụ trách thống lĩnh trong liên minh thần đế cảnh cường giả,
đi trước áp sát Hà Gia, đến lúc đó trực tiếp đồng thời đánh vào Hà Gia bên trong. Tại triệt để định ra đến từ sau. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc trước một bước đi hướng băng nguyên cốc rồi, mà Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí này một ít người cũng đi ra Thiên Cực Thành, dù sao chỉ có Diệp Thần Phong có thể mở ra Thiên Cực Thành kết giới. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí bọn họ là trước tiên ở ngoài thành chủ tính chung một phen, ngoại trừ lưu lại vài tên cần thiết thần đế cảnh cường giả ở trong thành, sau đó hầu như hết thảy thần đế cảnh cường giả toàn bộ điều động rồi. Lần này đi hướng băng nguyên cốc sở dĩ chỉ có Diệp Thần Phong ba người bọn họ, bởi vì nhiều người trái lại để người chú ý, Hà Gia dù sao cũng là có nội tình, theo dựa vào thế lực của bọn họ cũng có không ít đây. Tại băng nguyên cốc cùng Hà Gia phát sinh kịch liệt ác chiến, này là cực kỳ không thích hợp, lại nói chỉ có Diệp Thần Phong ba người bọn họ đi hướng băng nguyên cốc lời nói, như vậy bọn hắn gặp phải tình huống thế nào, thoát thân cũng có thể đơn giản thượng không ít. Băng nguyên cốc cũng coi như là Hà Gia trọng địa rồi, dù sao bên trong nằm là Hà Không Thắng nữ nhân, cho nên nói toàn bộ băng nguyên cốc phòng vệ làm xâm nghiêm. Băng nguyên cốc khu vực này nhiệt độ cực thấp, giữa bầu trời phiêu tán hoa tuyết, có người nói ở nơi này dưới nền đất có rất nhiều lạnh băng tinh thạch, làm cho nơi này quanh năm đều vẫn là kết dày đặc tầng băng, khí hậu cũng nhận được một ảnh hưởng nhất định. Ba bóng người đột nhiên tại băng nguyên cốc phụ cận xuất hiện. Bọn hắn chính là chạy tới nơi này Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc, bọn hắn bây giờ vị trí chỉ là băng nguyên cốc biên giới. Lão Bạch cùng Lão Hắc trong con ngươi tràn đầy dị thường vẻ mặt, thân thể của bọn họ có chút căng thẳng, Khổng Nhược Lan dù sao cũng là bọn hắn đã từng một mực theo đuổi nữ nhân, tâm tình của bọn họ nhất định là sẽ có biến hóa. Chỉ chốc lát sau, Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, chúng ta đi thôi. Cẩn thận một chút. Lấy ba người chúng ta thực lực yếu công phá băng nguyên cốc, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là tại Diệp Thần Phong bọn hắn cực hạn thu lại khí tức, cực kỳ cẩn thận từng bước một hướng về băng nguyên trong cốc đi đến thời điểm, bọn hắn không gian chung quanh cực hạn vặn vẹo lên, một đạo hí hành hạ thanh âm ở trong không khí vang lên, tiểu tử, hôm nay nơi này chính là ngươi táng sinh đất, ta sẽ cho ngươi từ từ chết ở cực hạn trong thống khổ, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là chân chính sống không bằng chết. Chỉ thấy Hà Gia gia chủ Hà Nhân Trắng, thân ảnh của hắn ở trong không khí đột nhiên hiện lên, sát theo đó, tại bên cạnh hắn còn xuất hiện 8 cái thần đế cảnh đỉnh phong cường giả. Diệp Thần Phong đám người rõ ràng không có phát hiện Hà Nhân Trắng khí tức của bọn hắn, tại trên người bọn hắn khẳng định có che giấu hơi thở bảo vật. Xem ra Hà Nhân Trắng đối Diệp Thần Phong nhất cử nhất động cực kỳ rõ ràng. Hắn chính là ở chỗ này chờ chờ Diệp Thần Phong. Hà Nhân Trắng tiếp tục nói, ta liền biết Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên nhất định sẽ tới nơi này, mà làm đồ đệ của bọn hắn, ngươi cũng rất có thể sẽ tới nơi này, xem ra ta không có tại nơi này bạch bạch đã chờ đợi. Cái kia 8 cái thần đế cảnh đỉnh phong Hà Gia cường giả, chỉ thấy tại tay phải của bọn họ bàn tay bên trong, toàn bộ có một mảnh màu đen đám mây đồ án, bọn hắn dĩ nhiên toàn bộ được cắm vào Hà Gia cái loại này cấm. Kỵ chi thuật. Hà Nguyên Thiên trước đó thi triển cấm. Kỵ chi thuật, cuối cùng vẫn là đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay, chỉ bất quá, lúc trước Diệp Thần Phong là mượn cực điểm trong võ đài sức mạnh. Này 8 cái thần đế cảnh đỉnh phong Hà Gia cường giả, có thể nói là Hà Không Thắng bí mật bồi dưỡng, bình thường sẽ không xuất hiện tại bất luận người nào trong tầm mắt, bọn hắn chính là vì lúc cần thiết hy sinh, bọn hắn có thể nói là Hà Gia một cái bí ẩn đội hộ vệ, được gọi là hủy diệt. Ý tứ chính là hủy diệt tất cả. Này 8 cái được cắm vào cấm, kỵ chi thuật thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn tại đem Diệp Thần Phong đám người xuống lại sau đó bọn hắn không có bất kỳ phí lời, trực tiếp đem toàn thân linh khí hướng về màu đen đám mây trong bức vẽ hội tụ, bọn hắn dĩ nhiên vừa tới trực tiếp liền muốn kích phát loại này cấm. Kỵ thuật, xem ra bọn họ là nhất định phải đem Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc tính mạng để lại. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc lông mày chăm chú nhăn lại, đối mặt 8 cái thi triển cấm. Kỵ chi thuật Hà Gia thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn phần thắng không là rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, hiện tại chỉ có thể cứng rắn liều một lần rồi. Chỉ thấy tại loại này cấm, kỵ chi thuật được nhanh chóng kích phát sau đó cái kia 8 cái thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, toàn thân bọn họ bắt đầu che kín từng cái màu đen lấm tấm rồi, đồng thời bọn hắn khí thế trên người cũng nhanh chóng tăng vọt. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc toàn bộ phục dụng thần đế cửu chuyển đan,
tu vi của bọn họ cũng là bước ra một bước, lại nói bọn hắn sức chiến đấu nguyên bản là không yếu, bên trong thân thể thật khí thế cũng dồn dập tăng lên mà lên. Hà Nhân Trắng lui về phía sau mấy bước, hắn đối với Diệp Thần Phong cười lạnh nói, tiểu tử, đi cho con trai của ta chôn cùng đi. Ngươi sớm nên sẽ nghĩ tới kết cục của chính mình rồi. Diệp Thần Phong con ngươi ngưng lại, tùy ý nhún nhún vai, ai sinh? Ai chết, hiện tại kết luận còn hơi sớm chứ? Ta xem là ngươi muốn vội vã đi cùng con trai của chính mình đi nha. Ta đúng là có thể thành toàn ngươi. Chương 2753, Vạn Diệt Chu Diệt Trận. Đối mặt Diệp Thần Phong theo như lời nói, Hà Nhân mặt trắng thượng che kín vẻ tàn nhẫn, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi sau đó vẫn có thể làm sao mạnh miệng. Tại Hà Nhân Trắng tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Chỉ thấy cái kia 8 cái được cắm vào cấm, kỵ chi thuật thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn lần lượt có thứ tự gạt ra một loại cổ quái trận hình. Nhìn dáng dấp Hà Nhân Trắng là không chuẩn bị động thủ, hắn chỉ là tại một bên quan sát. Lão Bạch cùng Lão Hắc có một loại dự cảm xấu, hai người bọn họ lập tức muốn đối 8 cái thần đế cảnh đỉnh phong cường giả triển khai công kích. Nhưng mà... từ nơi này 8 cái thần đế cảnh cường giả đỉnh cao thân trên tuôn ra nồng nặc vô cùng mạnh mẽ màu đen linh khí, bởi vậy đồng thời, trên mặt đất cũng nổi lên từng đợt hào quang màu đỏ. Nguyên bản kết dày đặc tầng băng trên mặt đất, dĩ nhiên mơ hồ hiện lên một cái cự đại huyết hồng sắc trận pháp. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn toàn bộ nằm ở trong trận pháp, mà cái kia 8 cái thi triển cấm. Kỵ chi thuật Hà gia thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Bọn hắn chỗ đứng vừa lúc ở trận pháp 8 cái trong mắt trận. Cái này màu máu đỏ trận pháp lại có 8 cái mắt trận, cái kia 8 cái thần đế cảnh cường giả đỉnh cao màu đen linh khí, cuối cùng toàn bộ tiến vào bọn hắn dưới bàn chân trong mắt trận, từ toàn bộ trong trận pháp nhất thời bạo phát ra từng trận màu máu đỏ năng lượng mạnh mẽ chấn động, xung kích Lão Bạch cùng Lão Hắc trong gân mạch linh khí sông chảy liên tục bị nghẹt, khiến cho bọn hắn tốc độ chậm lại. Diệp Thần Phong tuy nói so với Lão Bạch cùng Lão Hắc tình huống tốt hơn rất nhiều, thế nhưng hắn trong gân mạch linh khí dòng sông cũng có chút không trôi chảy. Oanh, một tiếng. Một tầng hào quang màu đỏ ngòm đem toàn bộ trận pháp bao phủ ở trong đó, Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn tự nhiên cũng là được bao phủ tại trong trận pháp rồi. Tại hào quang màu đỏ như máu bao phủ sau đó Diệp Thần Phong bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Chỉ bởi vì bọn họ cảm giác thân thể của mình nhúc nhích không được, phảng phất là được lực lượng nào đó cho hạn chế trụ rồi. Mà cái kia 8 cái Hà gia thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bọn họ là không ngừng hướng về trong mắt trận rót vào cuồn cuộn không đoạn mạnh mẽ linh khí. Nằm ở trận pháp gia Hà Nhân Trắng, trên mặt hắn che kín hí hành hạ nụ cười, hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Diệp Thần Phong bọn hắn trong gân mạch linh khí dòng sông thôi thúc đã đến cực hạn. Phải biết bọn hắn toàn bộ là thần đế cảnh tu vi đỉnh cao rồi, thậm chí mơ hồ bước ra thần đế cảnh đỉnh phong, nhưng tại bọn hắn toàn lực thôi thúc dưới, bọn hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi hạn chế trụ sức mạnh của mình. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, cái này chẳng lẽ nói là vạn diệt chu diệt trận sao? Cái gọi là vạn diệt chu diệt trận là một loại đến từ chính hỗn độn thời đại mạnh mẽ trận pháp, chỉ là đã sớm ở cái thế giới này thất truyền. Lão Bạch từng ở cổ tịch thượng từng thấy loại trận pháp này, hắn thông qua quan sát nhìn ra nơi này trận pháp này cùng cổ tịch thượng miêu tả vạn diệt chu diệt trận cực kỳ tương tự. Này vạn diệt chu diệt trận yêu cầu 8 tên tu vi bước ra thần đế cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời kích phát, hơn nữa trận pháp tác dụng một khi mất đi, kích phát người tương lập thân ngựa thể nổ tung mà chết. Này Hà gia 8 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn bởi vì thi triển Hà gia cấm. Kỵ chi thuật. Tu vi của bọn họ tự nhiên là bước ra thần đế cảnh đỉnh phong rồi, chỉ là còn rất xa thấp hơn vĩnh sinh cảnh mà thôi. Hà Nhân Trắng cười nói, Ngô Phong dỗi rảnh không hổ là Ngô Phong dỗi rảnh a hát. Dĩ nhiên có thể nhận ra loại trận pháp này đến. Đây thật là hỗn độn thời đại thất truyền vạn diệt chu diệt trận, đây là chúng ta lão tổ trong vô tình lấy được. Xem ra Hà Gia Thanh này 8 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, hoàn toàn cho rằng là hy sinh bia đỡ đạn rồi. Dùng 8 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao tính mạng đến chu diệt Diệp Thần Phong, xem ra Hà gia là có đủ coi trọng Diệp Thần Phong được rồi. Do vượt qua thần đế cảnh đỉnh phong cường giả kích phát vạn diệt chu diệt trận, có người nói coi như là vô hạn tiếp cận ở tiếp cận sống mãi cường giả cũng không thể thoát khỏi.
Chẳng trách Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc hội bị hạn chế ở trong đó rồi, chỉ là này Vạn Diệt Chu Diệt Trận chả không thể chỉ ở đây, bị hạn chế ở trong đó người, theo thời gian trôi đi, huyết nhục sẽ từ từ được ăn mòn, cuối cùng trực tiếp biến thành một vũng máu. Khi biết đây là Vạn Diệt Chu Diệt Trận, sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc sắc mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, bọn hắn có thể cảm giác được chính mình hiện ra ở trong không khí da thịt, đã tại tối bắt đầu trước từng điểm được hủ thực. Diệp Thần Phong cũng từ Lão Bạch cùng Lão Hắc trong miệng đã được biết đến loại trận pháp này, hắn đem trong gân mạch linh khí dòng sông vận chuyển tới cực hạn, trên người mãnh liệt thật khí thế là một lớp lại một lớp vọt lên, nhưng hắn vọt lên thật khí thế, chẳng mấy chốc sẽ tại hào quang màu đỏ như máu bao phủ bên trong tiêu tan sạch sẽ. Thân thể mạnh mẽ muốn động bắn ra, nhưng căn bản là không làm được. Diệp Thần Phong nhìn thấy trên mu bàn tay mình da thịt cũng có được ăn mòn dấu hiệu. Hắn từ đầu đến cuối không có đình chỉ thôi thúc linh khí dòng sông, trong miệng cắn chặt hàm răng. Trận pháp bên ngoài Hà Nhân Trắng lạnh lùng nói, tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, ngươi cho rằng ngươi có thể đột phá Vạn Diệt Chu Diệt Trận hạn chế sao? Ngươi cho là mình là người nào? Ngươi! Chỉ là trong cổ họng hắn thanh âm đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy điên cuồng thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, sắc mặt có mấy phần dữ tợn Diệp Thần Phong. Hắn dĩ nhiên nâng lên chân phải của chính mình. Diệp Thần Phong trên người thừa nhận cực hạn hạn chế lực, nhưng mắt thấy chạy tới bước này, hắn không thể ở nơi này ngưng hẳn, hắn yếu bước vào sống mãi, hắn nhất định phải bước vào sống mãi, cho nên, hắn nhất định muốn giải quyết những người trước mắt này. Điều này sao có thể? Tại hạn chế lực áp lực nặng nề dưới, người lại vẫn có thể nhúc nhích. Hà Nhân Trắng lập tức rồi hướng 8 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Quát, các ngươi đang làm gì? Tăng nhanh linh khí truyền vào trong trận pháp tốc độ. Cái kia 8 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao đối với Hà Nhân Trắng lời nói, bọn họ là nói gì nghe nấy, tại bọn hắn càng nhanh hơn hướng về 8 cái trong mắt trận truyền vào linh khí sau. Oanh! Bao phủ hào quang màu đỏ trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần, trong đó hạn chế lực vậy đột nhiên trong lúc đó gia tăng. Thừa nhận lấy càng thêm to lớn hạn chế lực sau. Diệp Thần Phong thật vất vả giơ lên chân phải đột nhiên rơi xuống, lúc này hắn dù như thế nào thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, hắn đều không thể tại động bắn ra một chút. Tiểu tử, ta thừa nhận thật có của ngươi điểm năng lực, nhưng ngươi cũng giới hạn tại này rồi, từ nay về sau, ở trên thế giới này đem không có ngươi một người như vậy rồi, ngươi tối đa cũng chỉ là phù dung chấm nở. Ta phải ở chỗ này nhìn tận mắt thân thể của ngươi chậm chậm từng điểm hóa thành một vũng máu. Hà Nhân khinh thường con mắt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, trên mặt của hắn tràn đầy vô tận ý cười. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên nhíu chặt mày lên, da của bọn họ được ăn mòn càng lúc càng tăng nhanh rồi, cứ theo đà này, đối với bọn họ tới nói cực kỳ bất lợi, bọn hắn nhất định phải mau sớm thoát khỏi cái này Vạn Diệt Chu Diệt Trận. Diệp Thần Phong tận lực để cho mình bình tĩnh lại, hắn nhìn xem trận pháp này. Nỗ lực muốn từ trận pháp này bên trong tìm ra sơ hở. Nhưng trận pháp này cơ hồ là 10 phân vẹn 10, muốn thoát khỏi hạn chế, trừ phi là dựa vào sức mạnh mẽ đánh tan rồi. Chương 2754, kích phát, ẩn núp sức mạnh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc da trên người được ăn mòn càng ngày càng nhiều. Lão Bạch cùng Lão Hắc da thịt được ăn mòn sau đó từ bọn hắn được ăn mòn trong vết thương, lập tức chảy ra huyết dịch. Mà Diệp Thần Phong da thịt được ăn mòn sau đó dòng máu của hắn nhưng không có chảy ra đến, chỉ là có thể thông qua được ăn mòn vết thương, nhìn thấy Diệp Thần Phong bên trong thân thể tím dòng máu màu đỏ. Lão Bạch cùng Lão Hắc còn không biết Diệp Thần Phong huyết dịch biến thành màu đỏ tím rồi, trước đó bởi vội vàng hành trình, hắn cũng đã quên đem mình dung hợp đại địa chi huyết sự tình nói ra. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong huyết dịch là màu đỏ tím, hai người bọn họ không khỏi hơi sững sờ, đặc biệt là loại này huyết dịch dĩ nhiên sẽ không từ trong vết thương chảy xuôi mà ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão Bạch cùng Lão Hắc ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, mà Hà Nhân Trắng trong tròng mắt cũng có mấy phần nghi hoặc. Ăn mòn tốc độ tại không ngừng mà tăng nhanh, Lão Bạch cùng Lão Hắc không kịp nghĩ đến tím dòng máu màu đỏ sự tình rồi. Hai người bọn họ không ngừng muốn chống đỡ loại này ăn mòn. Diệp Thần Phong cảm thụ trên người ăn mòn mang đến đau nhức, hắn trong con người bạo phát ra tàn nhẫn, hắn cảm thấy chính mình tím dòng máu màu đỏ bên trong ẩn núp sức mạnh,
trước đó hắn một mực không biết nên phải như thế nào điều động suốt nguồn sức mạnh này cho mình sử dụng. Hiện tại thân thể của hắn bị hạn chế không thể động đậy, trong cơ thể mình màu đỏ tím bên trong ẩn núp sức mạnh cũng tại càng ngày càng dâng trào lên. Trong lòng hắn hiện lên một vệt hy vọng, muốn phá vỡ vạn diệt chu diệt trận chỉ có dựa vào tím dòng máu màu đỏ bên trong sức mạnh, nhưng rốt cuộc phải như thế nào điều động tím dòng máu màu đỏ bên trong sức mạnh. Tuy nói sức mạnh tại càng ngày càng mãnh liệt rồi, thế nhưng hắn căn bản không có chỗ xuống tay, giống như là trước mặt có một tòa bảo khố, biết rõ bên trong có vô số chân bảo, cũng không có bảo khố chìa khóa, căn bản là chỉ có thể trắng cao hứng hụt một hồi. Tím dòng máu màu đỏ bên trong ẩn núp sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt, đây là những người còn lại không cảm giác được, thậm chí bọn hắn cảm giác không ra Diệp Thần Phong tím dòng máu màu đỏ nội ẩn tàng có sức mạnh. Đang nhìn đến Diệp Thần Phong tím dòng máu màu đỏ sau, Hà Nhân Trắng tổng có một loại dự cảm xấu, lần này xuất động 8 tên được cắm vào cấm. Kỵ chi thuật thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, thậm chí còn bố trí vạn diệt chu diệt trận. Vì chính là bảo đảm có thể không sơ hở tí nào đem Diệp Thần Phong giải quyết. Dù sao Diệp Thần Phong đang đột phá đến thần đế cảnh đỉnh phong thời điểm, nhưng là tạo thành số lượng kinh người thiên đạo vết tích, người như thế tiếp tục giữ lại, chỉ biết tăng thêm biến số. Hà Nhân Trắng không lo được từ từ xem Diệp Thần Phong hóa thành huyết thủy rồi, hắn đối với 8 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, quát cho ta dùng hết khả năng hướng về trong mắt trận truyền vào linh khí. Bằng ngắn tốc độ để cho bọn họ toàn bộ hóa thành huyết thủy. Nghe vậy, cái kia 8 tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao bên trong thân thể màu đen linh khí trở mình vọt lên, trên trán từng cái toàn bộ là nổi gân xanh, mãnh liệt vô cùng màu đen linh khí toàn bộ hướng về trong mắt trận rót vào, mà tinh thần của bọn hắn trạng thái cũng biến thành càng ngày càng kém, xem ra bọn hắn sinh cơ tại nghiêm trọng tiêu hao. Bao phủ hào quang màu đỏ trong nháy mắt trở nên chói mắt lên. Hào quang màu đỏ này độ dày cũng tại không ngừng mà tăng cường. Nơi vào trong đó Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc, bọn hắn nhất thời trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, bọn hắn chỉ cảm giác thân thể của mình ăn mòn tốc độ tại tăng lên gấp bội, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn không kiên trì được mấy phút liền sẽ hóa thành huyết thủy, bây giờ bọn hắn dựa vào tự thân linh khí cùng nhục thân cường độ, miễn cưỡng còn có thể chống đỡ một hồi. Diệp Thần Phong đang không ngừng nghĩ biện pháp điều động tím dòng máu màu đỏ bên trong ẩn núp năng lượng, cái này đột nhiên lên gia tăng ăn mòn tốc độ, làm cho trong cơ thể hắn tử hồng trong máu có thể lượng biến được hung mãnh. Mỗ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bỗng nhiên cảm giác mình thật giống bắt được cái gì, hắn nguyên bản trong mắt màu đen bắt đầu lấp lánh lên, không ngừng biến hóa thành màu tím. A hát, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, Diệp Thần Phong bắt được nguồn sức mạnh kia. Hắn tóm lấy tím dòng máu màu đỏ bên trong cái cỗ này ẩn núp lực lượng cường đại, hắn đột nhiên đem nguồn sức mạnh này dẫn dắt đi ra. Oanh! Màu đỏ tím linh khí từ trên người hắn bộc phát ra, không khí chung quanh hắn tạo thành cuồng bạo loạn lưu. Liên tục lóe lên con ngươi, triệt để như ngừng lại màu tím bên trên, khí thế trên người tại liên tục tăng lên, này làm cho một bên Lão Bạch cùng Lão Hắc là trợn tròn mắt, bọn hắn con ngươi vi vi ngưng lại. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Diệp Thần Phong cũng không còn cách nào rồi, ai biết tại như thế bước ngoặt nguy hiểm, bọn hắn tên đồ đệ này lại quỷ dị bạo phát. Con người nhiễm lên một tầng màu tím Diệp Thần Phong, chung quanh hắn lượn lờ màu đỏ tím linh khí, thân thể của hắn khẽ động. Một tiếng, một tầng chấn động ở trong không khí khuếch tán ra đến, thân thể của hắn có thể nhúc nhích, dưới chân tránh qua hào quang màu tím, bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Xì xì, một tiếng. Chỉ thấy nguyên bản đứng ở bên phải cái thứ nhất một tên Hà gia thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có, yết hầu thượng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu, ấm áp máu tươi từ hắn lỗ máu bên trong phun ra tung tóe, tùy theo liền ngã xuống đất mà chết. Ở tên này thần đế cảnh cường giả đỉnh cao sau khi chết, Diệp Thần Phong thân ảnh mới xuất hiện tại còn lại tầm mắt của người bên trong. Này vạn diệt chu diệt trận là yêu cầu 8 tên vượt qua thần đế cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời kích phát, bây giờ một người được Diệp Thần Phong giết đi, trận pháp này tự nhiên là duy trì không nổi nữa. Lại là một tiếng, bao phủ hào quang màu đỏ trong nháy mắt bại tản ra ngoài đến. Mà ở vạn diệt chu diệt trận mất đi tác dụng sau đó còn lại 7 cái Hà gia thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, thân thể của bọn họ cũng lập tức ở trong không khí nhanh chóng nổ tung rồi. Thanh âm không dứt bên tai.
Lão Bạch cùng Lão Hắc con người có phần dại ra nhìn trước mắt tình cảnh này, tại trận pháp bị phá sau đó trên người bọn hắn ăn mòn cũng đình chỉ, căn cứ bọn hắn suy đoán, lấy Diệp Thần Phong bây giờ sức chiến đấu, tuyệt đối có cùng Hà Không Thắng một phần cao thấp cường độ rồi, nhưng điều kiện tiên quyết là Hà Không Thắng vẫn không có bước vào sống mãi, o. Hà Nhân Trắng nụ cười trên mặt đã sớm cứng ngắc ở, hắn trên khuôn mặt cơ bắp không ngừng co quắp, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, hắn không muốn đi tin tưởng trước mắt nhìn đến tất cả là thật sự. Cực kỳ mạnh mẽ vạn diệt chu diệt trận lại bị Diệp Thần Phong cho phá. Sao lại có thể như thế a hát, nhưng sự thực liền đặt tại trước mắt của hắn. Diệp Thần Phong sức chiến đấu đã không phải là hắn có thể cản trở, này Diệp Thần Phong trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh đi. Trước đó cùng con trai của hắn lúc tỷ đấu, sức chiến đấu cùng hiện tại không thể đánh đồng với nhau. Con người màu tím Diệp Thần Phong, hắn nhìn xem Hà Nhân Trắng, cười nói, làm sao? Chuẩn bị sẵn sàng đi cùng con trai của ngươi sao? Kích phát rồi tím dòng máu màu đỏ bên trong sức mạnh, Diệp Thần Phong cũng không hề không kìm chế được nỗi lòng, hắn chỉ là đã lấy được bên trong thân thể một loại toàn bộ lực lượng mới mà thôi. Hà Nhân bệnh bạch hầu kết nhún. Trên mặt hắn rốt cục xuất hiện vẻ bối rối, nhớ hắn đường đường Hà gia gia chủ, ở thượng giới có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại, bây giờ ở một cái tiểu tử trước mặt lại làm cho chật vật như vậy. Chương 2755, công hiệu thần kỳ. Lão Bạch cùng Lão Hắc hai bên trái phải đem Hà Nhân Trắng vây rồi, vừa vặn bọn hắn suýt chút nữa tại lật thuyền trong mương, nếu không có Diệp Thần Phong đột nhiên bạo phát. Bọn hắn còn không biết yếu như thế nào giải quyết trước mắt nguy cơ sống còn. Lão Hắc Giang Vận Thiên khóe miệng lãnh đạm nói, tiểu tử, gia hỏa này liền để cho chúng ta đến xử lý đi. Diệp Thần Phong rõ ràng Lão Hắc cùng Lão Bạch trong lòng nhất định là tức sôi ruột, hắn không sao cả nhún nhún vai, trong mắt màu tím nhìn xem Hà Nhân Trắng, xem ra ngươi sẽ không chết trong tay ta rồi. Dứt tiếng, con mắt của hắn đang khôi phục bình thường màu sắc rồi. Khí thế trên người cũng đang từ từ khôi phục bình thường. Mà Lão Bạch cùng Lão Hắc nhưng là không chút do dự đối với Hà Nhân Trắng triển khai công kích. Đối mặt Lão Bạch cùng Lão Hắc công kích, Hà Nhân Trắng tuy nói cũng là thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, nhưng chiến lực của hắn không sánh được Lão Bạch cùng Lão Hắc, đi ngang qua mấy giây sau khi chiến đấu, khóe miệng hắn không ngừng tràn ra tiên huyết đến, cả người là tóc tai bù xù. Lại cũng nhìn không ra trên người hắn có bất kỳ một tia Hà gia gia chủ thật khí thế rồi. Ha ha ha! Hà Nhân Trắng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, không quan tâm trong miệng phun ra từng ngụm tiên huyết, hắn khí thế trên người tại không ngừng mà rất có kéo lên, khuôn mặt lộ ra điên cuồng, hắn hung tàn ánh mắt đảo qua Lão Bạch cùng Lão Hắc, cuối cùng như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, không nghĩ tới ta sẽ rơi vào kết cục như thế. Đừng tưởng rằng các ngươi thắng lợi. Các ngươi còn xa xa chưa đủ tư cách, ta chờ đây. Ta ở phía dưới chờ các ngươi. Lão tổ chẳng mấy chốc sẽ bước vào sống mãi rồi, đến lúc đó các ngươi một cái cũng trốn không thoát, toàn bộ các ngươi hội đến cho chúng ta chôn cùng. Lão Bạch cùng Lão Hắc chính là muốn mau chút giải quyết triệt để Hà Nhân Trắng thời điểm, hai người bọn họ sắc mặt khẽ thay đổi, miệng quát, mau lui lại. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân vội vàng lùi về sau. Chỉ thấy Hà Nhân Trắng khí thế trên người vô hạn bành trướng, liền ngay cả thân thể của hắn cũng tại không ngừng mà nhô lên, hắn đây là muốn tự bạo thân thể. Hơn nữa là dùng thần đế cảnh đỉnh phong khí thế tự bạo, kỳ uy lực tuyệt đối là không tầm thường. Oanh, một tiếng, Hà Nhân Trắng thân thể bạo liệt ra, từ hắn nổ tung bên trong thân thể, lao ra khỏi hung mãnh vô cùng hủy diệt chi lực. Kết dày đặc tầng băng trên mặt đất, xuất hiện từng cái hố sâu. Không gian chung quanh nứt ra rồi từng đạo to lớn màu đen vết xước. Đối mặt Hà Nhân Trắng tự bạo mang tới xung kích, Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn tuy nói chợt lui tốc độ rất nhanh, nhưng sắc mặt của bọn họ vẫn còn có chút trở nên trắng. Một tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao tự bạo power, không phải dễ dàng như vậy có thể chống cự xuống. Xung kích dư âm duy trì mấy phút đồng hồ sau đó mới coi như là chân chính tản đi rồi. Nhìn xem chung quanh tàn tạ khắp nơi, Diệp Thần Phong bọn hắn nhíu một hồi lông mày sau đó chậm rãi từ trong miệng thở ra một hơi. Đường đường Hà gia gia chủ cuối cùng liền một điểm xương vụn cũng không có còn lại. Lão Bạch cùng Lão Hắc ánh mắt một lần nữa nhìn hướng Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong thuận miệng đem mình tím dòng máu màu đỏ sự tình nói một lần,
Lão Hắc như có điều suy nghĩ nói ra, đúng vậy, người bây giờ dung hợp bầu trời trái tim cùng đại địa huyết dịch, vừa vặn loại hình thái đó cũng hẳn là thuộc về người tự thân sức mạnh, nếu như người dáng vẻ hiện tại xưng là bình thường loại thứ nhất hình thái, như vậy vừa vặn loại kia dáng vẻ có thể xưng là sức chiến đấu bạo phát hình thái thứ hai rồi. Diệp Thần Phong biết bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vội vàng đem Khổng Nhược Lan cứu sau khi đi ra, nhất định muốn lập tức đi ngăn cản Hà Không Thắng bước vào sống mãi rồi. Hà gia gia chủ tự bạo mà chết, e sợ Hà Không Thắng hội lập tức cảm ứng được, chúng ta yếu nắm chặt thời gian rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra. Bọn hắn một nhóm ba người tiếp tục hướng về băng nguyên trong cốc đi đến, đang giải quyết Hà Nhân đợi uổng công người sau đó canh gác băng nguyên cốc tuy nói còn có một chút cường giả. Nhưng hoàn toàn không phải Diệp Thần Phong bọn hắn đối thủ của ba người rồi, một đường mạnh mẽ xông vào băng nguyên trong cốc. Tại băng nguyên trong cốc chế tạo ra một cái hoa lệ núi băng hang động. Khổng Nhược Lan phải là ở cái này núi băng trong hang động rồi. Lại đi đến hang động miệng thời điểm, Lão Bạch cùng Lão Hắc bỗng nhiên trở nên sốt sắng lên, bọn hắn từng bước một bước chân vào trong đó, mà Diệp Thần Phong chỉ là cùng sau lưng bọn họ. Trong hang động nhiệt độ so với bên ngoài càng thêm lạnh lẽo, toàn bộ trong hang động kết đầy tầng băng, trong đó bài biện toàn bộ là dùng tượng băng khắc đi ra ngoài, cho người một loại xa hoa cảm giác. Lại đi tiến trong hang động sau đó Lão Bạch cùng Lão Hắc ánh mắt lập tức như ngừng lại một khối to lớn hình chữ nhật khối băng bên trên. Từ nơi này khối băng bên trong tản ra một loại đặc thù hàn băng lực lượng, đây chính là có thể khóa lại người sinh cơ vạn năm tử huyền hàn băng rồi. Tại vạn năm tử huyền hàn băng thượng nằm một bóng người xinh đẹp. Này bóng người đẹp đẽ dáng dấp cực kỳ tú mỹ, chỉ là nhắm mắt thật chặt con ngươi. Lão Bạch thấp giọng gọi một câu, Nhược Lan. Lão Hắc thủ trưởng chăm chú nắm thành quyền đầu, chính là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Từ năm đó Khổng Nhược Lan nằm ở vạn năm tử huyền hàn băng bên trên sau, hình dạng của nàng liền một mực đông lại rồi, không có tiếp tục lão đi xuống. Lão Bạch cùng Lão Hắc đi tới vạn năm tử huyền hàn băng bên, bọn hắn nắm chặt rồi Khổng Nhược Lan cổ tay, cảm ứng một thoáng hắn tình huống trong cơ thể. Năm đó tự đoạn gân mạch, trải qua Hà gia nhiều năm như vậy điều trị sau đó cơ hồ là liên tiếp không sai biệt lắm. Nhưng người kịch độc trong cơ thể một mực không có xua tan sạch sẽ, bằng không người sớm nên yếu tỉnh táo lại. Cũng không biết lúc trước người là từ đâu lấy được những kia không biết tên kịch độc. Liền ngay cả Hà gia trải qua nhiều năm như vậy, cũng không cách nào giúp nàng triệt để dọn dẹp ra đến, chỉ có thể tạm thời làm cho nàng như một hoạt tử nhân như thế sống sót. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh phá vỡ bàn tay của chính mình, hắn là tu luyện thần huyết quyết, trong cơ thể tự nhiên là ngưng tụ không ít thần huyết. Này thần huyết có bách độc bất xâm hiệu quả, hắn đẩy ra Khổng Nhược Lan miệng, đem chính mình thần huyết nhỏ vào trong đó, đang lợi dụng cách không chậm rãi truyền vào linh khí. Làm cho hắn thần huyết có thể tiến vào Khổng Nhược Lan trong bụng. Nhưng tại thần huyết tiến vào hắn bên trong thân thể sau, Khổng Nhược Lan kịch độc trong cơ thể vẫn không có giảm bớt xu thế, nói cách khác thần huyết căn bản là không có tác dụng rồi. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc chăm chú cau mày thời điểm, Diệp Thần Phong nói ra, dùng máu của ta thử xem đi. Cũng không biết ta đây loại hoàn toàn mới huyết dịch có hay không giải độc hiệu quả. Diệp Thần Phong từ hỗn độn trong chiếc nhẫn lấy ra một con nhỏ chén rượu, hắn cũng đem bàn tay của chính mình bị rạch rách rồi, nhưng tím dòng máu màu đỏ chính là không theo trong vết thương chảy ra. Cuối cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông, mạnh mẽ đem tím dòng máu màu đỏ bức ra vết thương, tích đã rơi vào chén rượu bên trong. Lão Bạch tại tiếp nhận chén rượu sau đó hắn dựa theo vừa vặn phương pháp xử lý. Đem Diệp Thần Phong màu đỏ tím tiên huyết đổ vào Khổng Nhược Lan miệng bên trong, lại truyền vào một đạo nhu hòa linh khí, thúc đẩy tím dòng máu màu đỏ tiến vào trong bụng của nàng. Lão Bạch cùng Lão Hắc trở nên eo hẹp bất an, bọn hắn con mắt một khắc không rời nhìn xem Khổng Nhược Lan. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên mặt bọn họ bắn ra vui sướng, bọn hắn cảm giác được Khổng Nhược Lan kịch độc trong cơ thể đang nhanh chóng được thanh trừ. Hơn nữa bọn hắn tận mắt thấy Khổng Nhược Lan mí mắt vi vi run rẩy một cái. Chương 2756, mạnh mẽ mở ra. Theo Khổng Nhược Lan độc trong người, chai càng ngày càng ít, ngón tay của nàng cũng nhúc nhích một cái. Từ từ, người mở mắt ra, có thể là bởi nằm ở hoạt tử nhân trạng thái quá lâu, người không cách nào một cái thích ứng mở mắt ra sau cảm giác,
chỉ cảm thấy tầm mắt tiếp xúc cùng địa phương là hoàn toàn mơ hồ. Nhược Lan lão bạch cùng lão hắc không kiềm hãm được hô. Tầm mắt vẫn không có khôi phục Khổng Nhược Lan, thân thể của nàng bỗng nhiên ngẩn ra, chậm chạp không có mở miệng nói chuyện, đợi đến tầm mắt chậm rãi trở nên rõ ràng, người trong đầu suy nghĩ cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, nhìn xem phía trước mặt lão bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão hắc Giang Vận Thiên, người đây là tại nằm mơ sao? Người nhớ rõ ràng mình đã tự đoạn gân mạch, chả phục dụng nhiều loại vô giải kịch độc, người hẳn là đã sớm chết. Ta đây là... Quá lâu không có nói chuyện, Khổng Nhược Lan thanh âm có chút va chạm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vội vàng nói, Nhược Lan, năm đó chúng ta chịu đến Hà Không Thắng gây xích mích, cuối cùng không tiếc đồng quy vu tận, bất quá, chúng ta đã một lần nữa ngưng tụ nhục thân, chúng ta trở về rồi. Lão Bạch đối Khổng Nhược Lan giải thích cặn kẽ rất nhiều, này mới khiến Khổng Nhược Lan chậm rãi rõ ràng là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Người trắng nõn gương mặt thượng hiện lên vẻ thống khổ. Năm đó Hà Không Thắng mạnh mẽ đem nàng cho đoạt lấy, đây là trong lòng nàng không cách nào xóa đi đau xót, người kỳ thực không một chút nào yêu Hà Không Thắng, người bây giờ là hận thấu Hà Không Thắng. Khi biết Hà Không Thắng sẽ phải bước vào sống mãi sau đó Khổng Nhược Lan cắn chặt môi, hắn thật không ngờ độc ác, muốn hy sinh toàn bộ thần nguyên giới, dùng này đến khiến hắn bước vào sống mãi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, Nhược Lan... Chúng ta bây giờ muốn đi cùng Vấn Thiên bọn hắn hội hợp rồi, người muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Khổng Nhược Lan đôi mắt đẹp ngưng lại, nên đối mặt, Thủy Chung là muốn đi đối mặt, nếu ta không có chết thành, như vậy ta cùng Hà Không Thắng trong lúc đó cũng nhất định muốn có cái chấm dứt. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc giới thiệu dưới, Khổng Nhược Lan cũng nhận thức Diệp Thần Phong, đặc biệt là từ Lão Bạch cùng Lão Hắc trong miệng biết được Diệp Thần Phong các loại sau đó người đối với Lão Bạch cùng Lão Hắc. Nói ra các ngươi thu rồi một đồ đệ tốt. Diệp Thần Phong cũng không biết nên xưng hô như thế nào Khổng Nhược Lan, cuối cùng hắn chỉ có thể xưng hô một tiếng Khổng tiền bối rồi, dù sao Khổng Nhược Lan cùng Lão Bạch bọn họ là nhân vật cùng một thời đại. Cùng Lâm Vấn Thiên bọn hắn đã hẹn tại Hà Gia phụ cận hội hợp, sau đó lại đồng thời đánh vào Hà Gia bên trong. Lão Bạch cùng Lão Hắc mang theo Khổng Nhược Lan đạp không mà đi, Diệp Thần Phong nhưng là đi theo bên cạnh. Mà lúc này Hà Gia trong một gian mật thất. Hà Gia lão tổ Hà Không Thắng sắc mặt phi thường khó coi, hắn đã cảm giác được Hà Nhân Trắng bản mệnh ngọc bài nổ tung rồi, mà cái kia tám tên cắm vào cấm. Kỵ chi thuật thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, bổn mạng của bọn hắn ngọc bài cũng đều không ngoại lệ toàn bộ nổ tung rồi. Này đã nói lên Hà Nhân Trắng cùng tám tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao toàn bộ đã bị chết. Phải biết cái kia tám tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao là bị cắm vào cấm. Kỵ chi thuật, hơn nữa còn trước đó bố trí vạn diệt chu diệt trận. Nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là toàn bộ chết rồi. Bọn hắn rốt cuộc là chết như thế nào? Bây giờ khoảng cách mở ra vạn nguyên quy nhất chả phải cần một khoảng thời gian, chỉ cần mở ra vạn nguyên quy nhất, hắn là có thể mượn toàn bộ thần nguyên giới bước vào sống mãi rồi. Chỉ là hiện tại Hà Gia nhiều lần bị nghẹt. E sợ rất nhanh Diệp Thần Phong bọn hắn liền phải sát nhập Hà Gia bên trong rồi. Hà Không Thắng trong lòng có mấy phần nghiêm nghị, liền ngay cả vạn diệt chu diệt trận cũng không hề dùng. Hắn đã không có thời gian đang chờ rồi, sắc mặt có vẻ có mấy phần dữ tợn, trong miệng tự nói, đều đi đến một bước này rồi, ta Hà Không Thắng không có lý do gì dừng lại, ta nhất định phải bước vào sống mãi, ta một nhất định phải trở thành người mạnh nhất. Hà Không Thắng cánh tay vung lên. Từ bên trong thân thể của hắn tuôn ra cuồn cuộn không đoạn mạnh mẽ linh khí, toàn bộ mật thất tràn ngập ở một loại cực hạn trong hỗn loạn. Nơi này chính là mở ra vạn nguyên quy nhất hạch tâm, bây giờ vạn nguyên quy nhất chưa hề hoàn toàn bố trí kỹ càng, nhưng cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ mở ra, hắn đã không có thời gian đợi thêm nữa. Từ nơi này không ngừng lan tràn đi ra màu đỏ hoa văn, cơ hồ đã bao trùm toàn bộ thần nguyên giới rồi, chỉ có thượng giới một vài chỗ không có bị bao trùm. Căn cứ Hà Không Thắng suy đoán, hắn chỉ cần hấp thu toàn bộ hạ giới người tu luyện sức mạnh trong cơ thể, hắn là có thể bước vào sống mãi rồi. Dù sao hạ giới người tu luyện thực lực tuy nói không cao lắm, nhưng nhân số nhiều vô cùng. Nhưng trống trơn hấp thu một cái hạ giới, chỉ có thể làm cho hắn mới vào sống mãi, đây là một loại trạng thái không ổn định, lúc nào cũng có thể hội rơi xuống, chỉ có hấp thu nữa toàn bộ bên trong giới, hắn mới có thể vững chắc tại vĩnh sinh cảnh. Mà đang hấp thu thượng giới sau đó hắn là có thể tại vĩnh sinh cảnh bên trong bước ra từng bước.
Bên trong mật thất trên mặt đất màu đỏ hoa văn không ngừng lập lòe, Hà Không Thắng đem người bên trong thật khí thế tăng lên tới cực hạn, hắn đã là vô hạn tiếp cận ở sống mãi tồn tại. Trên mặt đất màu đỏ hoa văn lóe lên càng lúc càng nhanh. Mỗ trong nháy mắt, oanh, một tiếng, từ màu đỏ hoa văn bên trong tuôn ra một luồng khí tức đáng sợ, luồng hơi thở này phảng phất là tới từ ở trong địa ngục. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi từ Hà Không Thắng trong miệng phun ra, ta Hà Không Thắng sẽ không thua. Hắn mạnh mẽ khởi động vạn nguyên quy nhất, mà vạn nguyên quy nhất khởi động sau đó trước tiên hấp thu là hạ giới, sau đó là bên trong giới, cuối cùng mới là thượng giới. Dù sao lực lượng là tiến lên dần dần, từ mới bắt đầu nếu như liền hấp thu thượng giới, e sợ Hà Không Thắng cũng hội không thể chịu đựng. Tại Hà Không Thắng mạnh mẽ khởi động vạn nguyên quy nhất trong nháy mắt. Toàn bộ thần nguyên giới thượng giới, bên trong giới cùng hạ giới, trên bầu trời bỗng nhiên phong vân biến sắc, này tam giới trong bầu trời toàn bộ được mông thượng một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Đặc biệt là hạ giới bên trong. Những kia nguyên bản ẩn giấu ở trong lòng đất màu đỏ hoa văn, toàn bộ bắt đầu từ từ phù hiện ra. Toàn bộ hạ giới mặt đất trong nháy mắt được màu đỏ hoa văn cho che kín. Hạ giới người tu luyện mới đầu nhìn thấy này hiện lên màu đỏ hoa văn, bọn hắn toàn bộ không rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì. Thẳng đến vạn nguyên quy nhất tác dụng vung ra đến, nằm ở màu đỏ hoa văn bên trong hạ giới người tu luyện, bọn hắn từng cái không bị khống chế toàn bộ trực tiếp thân thể hóa thành một vũng máu. Bọn hắn trong cơ thể năng lượng được màu đỏ hoa văn cho hấp thu, rốt cuộc làm cho cả hạ giới toàn bộ hoảng hồn. Có phần cường giả muốn đạp không mà lên, xa cách mặt đất thượng màu đỏ hoa văn, chỉ tiếc đạp không mà lên cũng là không có tác dụng. Từ màu đỏ hoa văn bên trong hội tuôn ra từng luồng lực kéo, trực tiếp đem đạp không lên người tu luyện từ bầu trời bên trong kéo xuống đến, cuối cùng vẫn là chạy không thoát hóa thành huyết thủy vận mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ giới như cùng là nhân gian luyện ngục bình thường người tu luyện là nhanh tử vong, mà màu đỏ hoa văn đang hấp thu một cái người tu luyện trong cơ thể năng lượng sau đó trong đó màu sắc trở nên càng thêm sáng ngời lên. Những văn lộ này toàn bộ là liên thông Hà gia chỗ kia mật thất, có thể đem hấp thu năng lượng toàn bộ thuấn gian truyền tống đến chỗ kia bên trong mật thất, lấy cung Hà Không Thắng hấp thu. Chương 2757, sống mãi máu. Toàn bộ hạ giới trong nháy mắt là sinh linh đồ thán. Thần nguyên giới thượng giới, bên trong giới cùng hạ giới dù sao cũng là liên thông. Có liên quan với Hà gia âm mưu sự tình, cũng là có truyền đến hạ giới nơi này tới. Hạ giới một ít cường giả đối với cái này đã là có nghe thấy rồi, bây giờ trong truyền thuyết sự tình thật sự xảy ra, nói cách khác Hà gia âm mưu là sự thật. Hạ giới cường giả không ngừng lợi dụng các loại phương pháp. Thanh nơi này tin tức truyền đến bên trong giới đi, tin tưởng bên trong giới người khẳng định lập tức sẽ đem hạ giới sự tình lại truyền đến thượng giới đi. Mà lúc này thượng giới bên trong, tại vạn nguyên quy nhất mở ra sau đó tuy nói ẩn giấu ở mặt đất bên trong màu đỏ hoa văn không có hiện lên, nhưng giữa bầu trời màu đỏ nhạt đang trở nên càng ngày càng đỏ lên, toàn bộ Hà gia vị trí bao phủ ở một tầng kết giới bên trong. Nếu như cuối cùng ở thượng giới mặt đất bên trong màu đỏ hoa văn hiện lên sau đó hẳn là chỉ có tại Hà gia kết giới bên trong người có thể sống sót. Tại thần nguyên giới phát sinh biến hóa sau đó Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch tốc độ bọn họ lập tức tăng nhanh. Mà Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí cũng không có tại nguyên chỗ chờ hội hợp rồi, bọn hắn hướng về băng nguyên cốc phương hướng lao đi, muốn mau chút nhìn thấy Diệp Thần Phong đám người. Cho nên, hai bên đồng thời tiếp cận. Bọn hắn mức độ lớn rút ngắn hội hợp thời gian. Tại nhìn thấy Lão Bạch cùng Lão Hắc bên cạnh Khổng Nhược Lan sau đó Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí không kịp cao hứng quá lâu, bọn hắn vẻ mặt lập tức lại ngưng trọng lên. Lâm Vấn Thiên nói ra, hiện tại đại sự không ổn, bây giờ toàn bộ Hà gia vị trí toàn bộ bao phủ tại kết giới bên trong. Hơn nữa căn cứ vừa vặn truyền tống đến đây tin tức, hạ giới đã trở thành Hà Không Thắng tăng cao thực lực địa phương, hạ giới cường giả không ngừng tại hóa thành huyết thủy. E sợ tại hạ giới cường giả chết sạch sau đó này các loại nhân gian luyện ngục liền sẽ hàng lâm ở chính giữa giới, cuối cùng giáng lâm ở thượng giới. Theo lý tới nói, bây giờ còn không tới thời gian, Hà Không Thắng hẳn là mạnh mẽ mở ra. Hiện tại chúng ta nhất định muốn ngăn cản loại tình thế này không ngừng lan tràn, bằng không toàn bộ thần nguyên giới toàn bộ sẽ trở thành Hà Không Thắng đá đạp chân. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, muốn ngăn cản loại tình thế này lan tràn nói nghe thì dễ.
chúng ta bây giờ căn bản là không có chỗ xuống tay. Khổng Nam Chí cao mày nói, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thần nguyên giới được Hà Không Thắng làm hỏng sao? Hiện tại quan trọng nhất là Hà gia kết giới không phải người bình thường có thể phá vỡ, lấy bây giờ kết giới cường độ đến xem, coi như là chỉ nửa bước vào sống mãi cường giả, cũng không cách nào phá tan. Diệp Thần Phong tuy nói điều động tím dòng máu màu đỏ bên trong sức mạnh sau, chiến lực của hắn hội tăng lên trên diện rộng, nhưng chiến lực của hắn chỉ sợ cũng không cách nào chiến thắng chỉ nửa bước vào sống mãi cường giả, cho nên hắn cũng thì không cách nào phá tan Hà gia bây giờ kết giới. Diệp Thần Phong trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn không thể ở nơi này ngồi chờ, hắn từng bước một đi tới bây giờ còn không phải buông tha thời điểm. Ở trong đầu hắn không ngừng nghĩ biện pháp thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Dần dần, hắn nhắm hai mắt lại. Lão Bạch cùng Lão Hắc phát hiện Diệp Thần Phong khác thường sau đó lão, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Diệp Thần Phong không có phản ứng chút nào, Lão Bạch cau mày nói, xem ra tên tiểu tử này là tiến vào một loại đặc thù trong trạng thái, chỉ là hắn vào lúc này tiến vào trạng thái như thế này, đến cùng phải hay không có ích lợi gì ý đâu này. Chúng ta trước tiên chờ một lát đi, có lẽ tên tiểu tử này tỉnh sau đó đi tới, hắn sẽ có biện pháp. Mà ý thức từ từ mơ hồ Diệp Thần Phong, hắn đang chậm chậm tỉnh lại sau đó hắn phát hiện mình đi tới một cái cũ nát nhà tranh trước. Tại nhà tranh chu vi toàn bộ là một mảnh trắng xóa, cảm ứng lực lượng căn bản thẩm thấu không đi ra ngoài. Một tên đầu đội đấu bổng ông lão mặc áo đen, hắn ngồi ở mao trước nhà một trương trên ghế tre. Đang nhìn đến tên này ông lão mặc áo đen sau, Diệp Thần Phong con ngươi ngưng lại, hắn biết mình ý thức lại ly thể rồi. Ông lão mặc áo đen này chính là vùng thế giới này, đây là Diệp Thần Phong cùng hắn lần thứ ba gặp mặt. Trước đó suy đoán vùng thế giới này người trưởng khống, khả năng chính là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân, Diệp Thần Phong vừa định yếu mở miệng nghi vấn. Ông lão mặc áo đen liền nói, người trẻ tuổi, bây giờ không phải là hạch hỏi lúc, lẽ nào ngươi muốn nhìn xem toàn bộ thần nguyên giới toàn bộ sinh linh đổ thán sao? Diệp Thần Phong lập tức nói ra, ta đã tận lực, ngươi là vùng thế giới này người trưởng khống, lẽ nào ngươi không nên muốn xuất thủ ngăn cản sao? Ông lão mặc áo đen âm thanh bình thản không có gì lạ, ta lần trước đã nói rồi, bởi vì có chút nguyên nhân, ta không cách nào rời đi, bằng không ta đã sớm động thủ, Hà Không Thắng trước đó liền vô hạn tiếp cận ở sống mãi rồi, muốn phải giải quyết hắn, ta nhất định phải tự mình đi tới, hắn đã nhưng để trốn không ít thiên địa pháp tắc rồi. Chỉ tiếc vùng thế giới này xuất hiện to lớn vết rạn nứt, ta thân là vùng thế giới này người trưởng khống, ta làm sao có khả năng rời đi. Một khi ta rời đi, vùng thế giới này đem rất nhanh hóa thành hư vô, đây chính là ta không cách nào rời đi nguyên nhân. Đương nhiên chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta là có thể bổ khuyết xong thiên địa này xuất hiện to lớn vết rạn nứt rồi. Diệp Thần Phong không có mở miệng, bình thường ở trên bầu trời xuất hiện vết rạn nứt, cùng với ở trong không khí xuất hiện vết rạn nứt, những kia đều chỉ thuộc về vết nứt không gian, sẽ tự động khép lại. Mà ông lão mặc áo đen trong miệng vết rạn nứt nhất định là không giống với những này vết rạn nứt. Diệp Thần Phong biết ông lão mặc áo đen khiến hắn xuất hiện ở đây, nhất định là có dụng ý, cho nên hắn đang chờ đợi ông lão mặc áo đen lời kế tiếp. Người trẻ tuổi, hiện tại có thể ngăn cản vạn nguyên quy nhất tiếp tục vận hành, chỉ có là sống mãi máu rồi. Ông lão mặc áo đen thở dài. Này sống mãi máu chỉ có đang tu luyện người bước vào vĩnh sinh cảnh sau mới sẽ ngưng tụ ra. Hơn nữa tại vừa vặn bước vào vĩnh sinh cảnh, bên trong thân thể chỉ biết hình thành một giọt sống mãi máu. Ông lão mặc áo đen trưởng khống vùng thế giới này nhiều tuổi như vậy nguyệt rồi, trong cơ thể hắn tổng cộng cũng mới tạo thành hai giọt sống mãi máu. Sống mãi máu đối với vĩnh viễn sinh cảnh cường giả tới nói vô cùng trọng yếu, nếu như trong cơ thể không có sống mãi máu rồi, như vậy tu vi liền sẽ rơi xuống vĩnh sinh cảnh. Đối với những thứ này sự tình, ông lão mặc áo đen đều không có nói với Diệp Thần Phong sáng tỏ. Chỉ thấy ông lão mặc áo đen trong tay xuất hiện một cái màu trắng bình sứ, tiện tay hắn phá vỡ của mình ngón trỏ, rất nhanh từ hắn ngón trỏ trong vết thương tại nhỏ xuống suốt một giọt dòng máu màu xanh lục. Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được, tại một giọt này dòng máu màu xanh lục bên trong, có thể nói là tràn đầy vô hạn sinh cơ. Đây chính là sống mãi máu rồi.
một giọt màu xanh lá sống mãi máu tại nhỏ vào bình sứ bên trong, sau đó ông lão mặc áo đen đem bình sứ nút gỗ cho nhét, đem bình sứ ném cho Diệp Thần Phong, người trẻ tuổi, hiện tại ngươi trước đi giúp ta ngăn cản vạn nguyên quy nhất vận hành đi. Không cần hỏi nhiều nữa cái gì, sau ngươi muốn đáp án, ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Ông lão mặc áo đen mặc kệ Diệp Thần Phong có nguyện ý hay không, cánh tay trực tiếp vung lên, Diệp Thần Phong chỉ cảm giác ý thức lại bắt đầu mơ hồ. Chương 2758, mới vào sống mãi. Đợi đến Diệp Thần Phong ý thức một lần nữa trở về bên trong thân thể sau, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong tay nắm một cái màu trắng bình sứ. Lão Bạch cùng lão Hắc đám người trong tròng mắt tràn đầy sự khó hiểu, vừa vặn bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong trong tay cái này bình sứ là không giải thích được liền xuất hiện rồi. Lão Bạch lập tức hỏi tiểu gia hỏa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần Phong nói ra, ta lại gặp được vùng thế giới này người trưởng khống rồi, hắn nói chỉ có sống mãi máu mới có thể ngăn cản vạn nguyên quy nhất vận hành, cái này bình sứ bên trong liền có một giọt sống mãi máu. Bởi ông lão mặc áo đen không có đối với Diệp Thần Phong giải thích sống mãi máu nguồn gốc cùng quý giá, cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng lão Bạch, lão Hắc cùng Lâm Vấn Thiên bọn người ở tại nghe được sống mãi máu sau, bọn hắn trong tròng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ là biết sống mãi máu nguồn gốc, lão Hắc lập tức cùng Diệp Thần Phong giải thích một lần. Nghe vậy, Diệp Thần Phong đã trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, nói cách khác bước vào sống mãi sau đó trong cơ thể mới sẽ hình thành một giọt sống mãi máu. Hơn nữa hình thành sống mãi máu cực kỳ khó khăn. Lão Bạch gật đầu nói, đích thật là như thế. Hắn có thể mang một giọt sống mãi máu giao cho ngươi, điểm này thật ra khiến người bội phục làm. Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng hắn biết hiện tại không thể muốn nhiều như vậy, hắn trực tiếp mở ra bình sứ, đem một giọt màu xanh lá sống mãi máu cho tích rơi trên mặt đất. Tại thoát ly bình sứ sau đó một giọt này sống mãi máu trọng lượng lập tức tại tăng thêm, liền một giây cũng không đến, một giọt này sống mãi máu trọng lượng tựu như cùng một ngọn núi lớn rồi. Một bên Diệp Thần Phong bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được tất cả những thứ này, dưới chân bọn họ bước chân lui ra một ít. Nhưng mà, trọng lượng tăng lên sống mãi máu tại nhỏ xuống mặt đất thời điểm, không có trên mặt đất đập ra hố sâu to lớn đến, mà là trực tiếp thẩm thấu tiến vào mặt đất bên trong. Tại sống mãi máu thẩm thấu tiến mặt đất bên trong sau, trong đó vô hạn sinh cơ nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Tốc độ kia có thể nói nhanh cho người giận sôi rồi. Chỉ là trong khoảnh khắc ẩn giấu ở thượng giới trong lòng đất màu đỏ hoa văn toàn bộ được thanh trừ, mà này sống mãi máu tác dụng vẫn còn tiếp tục hướng về bên trong giới cùng hạ giới mạn duyên nhi đi, căn bản là không bị bất kỳ hạn chế. Ở thượng giới trong lòng đất hoa văn được thanh trừ sau đó thượng giới giữa bầu trời càng ngày càng đỏ màu sắc tại nhạt đi rồi, bầu trời chậm rãi khôi phục nguyên bản màu sắc rồi. Thấy cảnh này sau đó Diệp Thần Phong, Lão Bạch, Lão Hắc, Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí đám người, bọn hắn cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, này tối thiểu chứng minh rồi thượng giới sẽ không được đến vạn nguyên quy nhất ảnh hưởng tới. Giờ phút này hạ giới bên trong. Tại vạn nguyên quy nhất ảnh hưởng dưới, hạ giới cường giả cơ hồ đã chết gần hết rồi, chỉ có một số ít người còn sống rồi, đoán chừng không dùng được mấy phút, này một số ít người cũng toàn bộ hội hóa thành huyết thủy rồi. Tại đây một số ít người bắt đầu rơi vào trong tuyệt vọng. Cho là mình tuyệt đối không có sống tiếp khả năng thời điểm. Sống mãi máu công hiệu rốt cục thẩm thấu đến hạ giới, nhanh chóng thanh trừ tại hạ giới trên mặt đất hiện lên màu đỏ hoa văn. Sống mãi máu công hiệu khuếch tán cực kỳ nhanh chóng, chỉ là số giây, liền tại toàn bộ hạ giới khuếch tán hoàn toàn. Những kia nguyên bản cho là mình chắc chắn phải chết hạ giới cường giả, bọn hắn đang nhìn đến trên mặt đất màu đỏ hoa văn đột nhiên biến mất. Bầu trời cũng chậm chậm khôi phục sau đó bọn hắn trong lúc nhất thời chưa hoàn hồn lại, tại sửng sốt tốt sau một hồi lâu, trên mặt bọn họ lộ ra cực kỳ rực rỡ kinh hỉ nụ cười. Bọn hắn lập tức đem nơi này biến hóa đưa tin đã đến bên trong giới bên trong đi. Tại hạ giới nguy cơ hóa giải sau. Thượng giới bên trong. Lâm Vấn Thiên bọn hắn đang đợi tốt một lúc sau, bọn hắn cũng nhận được đến từ bên trong giới đưa tin. Lâm Vấn Thiên nói ra. Hạ giới nguy cơ tính là quá khứ rồi, bất quá, toàn bộ hạ giới còn sống sót người tu luyện ít đến mức đáng thương, kế tiếp chúng ta phải như thế nào công phá bao phủ hà gia kết giới. Mà ở vạn nguyên quy nhất bị phá hỏng mất sau.
Hà ra bên trong mật thất. Hà Không Thắng trong miệng liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn có vẻ có mấy phần trắng xanh, trong miệng chợt quát lên, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Vạn nguyên quy nhất lại bị ngưng hẳn. Ta nhất định phải bước vào sống mãi, không có ai có thể ngăn cản của ta, không có ai có thể. Bởi hấp thu hầu như toàn bộ hạ giới người tu luyện sức mạnh trong cơ thể, bây giờ Hà Không Thắng trong cơ thể khí thế là tăng lên trên diện rộng rồi, khoảng cách mới vào sống mãi chỉ có một điểm cuối cùng khoảng cách. Tuy nói vẻn vẹn mới vào sống mãi trạng thái không ổn định, lúc nào cũng có thể hội rơi xuống, nhưng bây giờ dù như thế nào hắn cũng nhất định muốn tiến vào mới vào sống mãi. Hà Không Thắng trên mặt tràn đầy tàn nhẫn vẻ, hắn hiện tại phải đi vạn bất đắc dĩ một bước cuối cùng. Tuy nói toàn bộ Hà gia phạm vi bao phủ tại kết giới bên trong, cho dù vạn nguyên quy nhất mở ra, đồng dạng là không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Nhưng kỳ thật Hà gia phạm vi cũng đang vạn nguyên quy nhất bên trong, chỉ là có kết giới sau đó sẽ không để cho vạn nguyên quy nhất phát huy tác dụng. Mà bởi vì kết giới nguyên nhân, sống mãi máu tác dụng không có lan truyền đến Hà gia phạm vi bên trong, cho nên Hà gia trong phạm vi màu đỏ hoa văn cũng không hề được thanh trừ. Hà Không Thắng trên người khí thế phun trào, cánh tay ở trong không khí cuồng múa, sau đó bàn tay của hắn liên tục kết ấn, từng luồng đặc thù năng lượng lập tức khuếch tán ra. Nguyên bản bao phủ toàn bộ Hà gia kết giới, vào lúc này bỗng nhiên trở nên không ổn định lên, lay động càng ngày càng lợi hại. Tại bây giờ Hà gia bên trong, ngoại trừ Hà gia người bên ngoài, còn có những kia nương nhờ vào Hà gia thế lực, bọn hắn đang nhìn đến không ổn định kết giới sau, biến sắc mặt. Mà lúc này, ầm, một tiếng, bao phủ Hà gia toàn bộ kết giới trong nháy mắt bạo liệt ra. Tại kết giới nổ tung sau, ẩn giấu ở Hà gia trong lòng đất màu đỏ hoa văn trong nháy mắt hiện lên, yếu chỉ một để Hà gia khu vực này màu đỏ hoa văn phát huy tác dụng. Đây đối với Hà Không Thắng tới nói gánh nặng rất lớn, thân ở trong mật thất hắn, trong miệng không ngừng tràn ra tiên huyết đến. Tại Hà gia hiện lên màu đỏ hoa văn cũng càng ngày càng lóe sáng rồi. Trong đó tác dụng đột nhiên phát huy đi ra, phàm là tại Hà gia bên trong người, toàn bộ bắt đầu nhanh chóng hóa thành huyết thủy. Phải biết Hà gia nội tình không tầm thường, trong đó cường giả rất nhiều, mà quang dựa vào thế lực của bọn họ bên trong cũng có rất nhiều cường giả. Trống trơn là những người này cũng đủ để xa vượt xa hạ giới cái kia cuối cùng một phần không có bị hấp thu người tu luyện rồi. Hà gia bên trong người căn bản là không kịp trốn tránh, bọn hắn vốn cho là đầu phục Hà gia. Cho dù Hà gia âm mưu là thật sự, bọn hắn cũng có thể sống sót, nhưng ai biết cuối cùng bọn hắn lại chết nhanh chóng như vậy. Mà những Hà gia đó người bọn họ là càng không rõ ràng rồi, vì sao lại như vậy? Bọn hắn lão tổ tại sao phải đối với bọn hắn như vậy? Thân thể bọn họ bên trong chảy Hà gia huyết dịch a hát. Chỉ là một hội thời gian. Toàn bộ Hà gia bên trong người toàn bộ chết hết rồi. Mà bên trong mật thất Hà Không Thắng. Hắn đang hấp thu những người này năng lượng sau đó bên trong thân thể của hắn có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa rồi, hắn biết mình lập tức liền có thể đến mới vào sống mãi rồi, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông không ngừng thôi thúc, nỗ lực tiến hành cuối cùng xung thứ. Chấm, chương 2759, yếu kết thúc rồi à? Đang ngăn trở vạn nguyên quy nhất vận hành sau. Diệp Thần Phong, Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người hướng về Hà gia đạp không mà đi rồi. Tại bọn hắn nghĩ phải như thế nào phá tan bao phủ Hà gia kết giới lúc, bọn hắn rất xa nhìn thấy Hà gia kết giới tự chủ bạo liệt ra. Phát hiện điểm này sau đó khởi điểm bọn hắn toàn bộ là vui vẻ, nhưng là tại bọn hắn càng đến gần càng gần, thậm chí cách rất xa cũng có thể nghe được Hà gia bên trong cường giả phát ra tiếng gào thét sau đó bọn họ là càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Tại bọn hắn chạy tới Hà gia bên ngoài thời điểm, bọn hắn không có trực tiếp bước vào trong đó. Lợi dụng cảm ứng lực lượng, cảm giác một cái trong đó động tĩnh, tại bọn hắn cảm giác được toàn bộ Hà gia bên trong trên mặt đất toàn bộ che kín màu đỏ hoa văn, mà người sống không có bất kỳ một cái thời điểm, sắc mặt của bọn họ toàn bộ hơi đổi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, Hà Không Thắng tại Hà gia cũng bố trí bực này độc ác thủ đoạn. Hắn dĩ nhiên đem toàn bộ Hà gia, cùng với nương nhờ vào Hà gia thế lực toàn bộ hấp thu. Tại Lão Bạch tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Diệp Thần Phong các loại tất cả mọi người hơi nhướng mày, bọn hắn cảm giác được mặt đất tại nhẹ nhẹ rung động chuyển động. Loại này rung động nếu như không cẩn thận cảm ứng lời nói,
như vậy căn bản là cảm ứng không ra được. Chỉ là theo thời gian trôi đi, rung động phạm vi tại càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng chung quanh mặt đất mãnh liệt sáng ngời chuyển động, thậm chí khiến người ta có chút không cách nào đứng vững vàng. Diệp Thần Phong mơ hồ có một loại phi thường dự cảm không tốt, chỉnh phiến thiên không bỗng nhiên tối lại, từ trong đó không ngừng vang lên ầm ầm. Ầm ầm, vang trầm âm thanh. Sát theo đó, đang thay đổi ám về sau trong bầu trời, tràn ngập lên từng đạo vô cùng cường đại sức mạnh, những sức mạnh này ở trên trời bên trong vỡ ra từng đạo lỗ to lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại Hà Gia bên trong mỗ cái phương vị, bỗng nhiên phóng lên trời một đạo phảng phất có thể chọc. Phá, thiên thật khí thế. Mờ tối trên bầu trời được đạo này khí thế sau khi bị trùng kích, lập tức tạo thành một cái lớn vô cùng vòng xoáy màu đen. Một đạo mang theo điên cuồng âm thanh ở trong không khí vang lên, ta xem có ai còn có thể ngăn cản ta hà không thắng. Kèm theo âm thanh này vang lên, vô cùng cường đại sức mạnh và khí thế tràn ngập ở toàn bộ Hà Gia phạm vi bên trong. Ầm, 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 thanh âm không dứt bên tai. Hầu như chỉ là một gặp gỡ thời gian, toàn bộ Hà Gia bên trong vật kiến trúc toàn bộ nổ tung biến thành bột phấn. Ăn mặc một thân trường bào màu xám Hà không thắng xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, chỉ là Diệp Thần Phong bọn hắn toàn bộ không cách nào cảm giác được Hà không thắng trong cơ thể khí thế. Mà Diệp Thần Phong bọn hắn cũng bỗng nhiên có một loại muốn quỳ xuống xu thế, trong thiên địa tràn ngập đầy một loại sức mạnh vô hình, chính là loại sức mạnh này đang đè ép bọn hắn quỳ xuống. Không chỉ có là Hà Gia nơi này, thượng giới những nơi còn lại. Trong thiên địa cũng toàn bộ tràn ngập loại này vô hình lực lượng cường đại, một ít thực lực yếu kém người tu luyện, bọn hắn không chịu được đã bắt đầu dồn dập cúi xuống dưới đầu gối quỳ. Về phần bên trong giới cùng hạ giới bên trong đồng dạng là tràn ngập loại kia vô hình lực lượng cường đại, đối với bên trong giới cùng hạ giới người tu luyện tới nói, bọn họ là càng thêm không cách nào chống đỡ rồi, từng cái bị ép buộc quỳ xuống. Này chính là có người đột phá đến sống mãi về sau một loại dấu hiệu. Nếu có người đột phá sống mãi, như vậy chỗ ở trên cái thế giới này người tu luyện, bọn hắn toàn bộ sẽ phải chịu trong thiên địa sức mạnh áp bức, cuối cùng bất đắc dĩ quỳ xuống. Dù sao sống mãi nhưng là trên thế giới này chân chính đỉnh phong tồn tại. Bên trong giới cùng hạ giới người tu luyện toàn bộ là kinh nghi bất định, bọn hắn cũng biết đây là có người bước vào sống mãi dấu hiệu, nhưng rốt cuộc là thượng giới ai khóa nhập sống mãi. Lúc này, Hà Gia bên ngoài. Cũng có không ít cường giả đã không chịu được quỳ xuống, chỉ có Diệp Thần Phong, Lâm Vấn Thiên, Khổng Nam Chí, Lão Bạch cùng Lão Hắc chả đứng thẳng rồi, mà Khổng Nhược Lan nhưng là được Lão Bạch cùng Lão Hắc đỡ. Lâm Vấn Thiên sắc mặt của bọn họ biến đến mức dị thường khó coi, thật sự là trong thiên địa sức mạnh quá cường đại, bọn hắn cũng không nhịn được muốn quỳ xuống. Ngược lại là Diệp Thần Phong so với Lâm Vấn Thiên bọn hắn phải tới ung dung, hắn ánh mắt nhìn chính đang từng bước đi tới Hà không thắng. Hắn rõ ràng Hà không thắng nhất định là bước vào vĩnh sinh cảnh rồi. Hắn điều động lên tím dòng máu màu đỏ bên trong ẩn núp sức mạnh, có kinh nghiệm của lần trước sau đó lần này phi thường dễ dàng liền điều động đi ra, từ bên trong thân thể của hắn bạo phát ra màu đỏ tím linh khí, một đôi con mắt cũng lập tức như ngừng lại màu tím bên trên, bên trong thân thể thật khí thế liên tục tăng lên. Tại điều động xuất tím dòng máu màu đỏ bên trong sức mạnh sau đó Diệp Thần Phong nhất thời cảm giác trên người nhẹ đi. Hắn có thể chống lại được trong thiên địa nguồn sức mạnh này áp bức rồi. Hà không thắng híp mắt lại, hắn vung tay lên, tràn ngập ở trong thiên địa sức mạnh trong nháy mắt tiêu tán. Bước vào sống mãi là có thể trở thành vùng thế giới này người trưởng khống, tuy nói Hà không thắng chỉ là mới vào sống mãi, tu vi của hắn cảnh giới vẫn chưa ổn định, nhưng hắn cũng coi như là vĩnh sinh cảnh rồi, cho nên hắn có thể trưởng khống vùng thế giới này một phần. Tiểu tử! Xem ra nhân trắng bọn họ là chết tại trên tay ngươi. Không nghĩ tới ngươi có thể bò đến cao như vậy, thiếu một chút sẽ phá hủy ta, bất quá, trèo càng cao, sau té xuống cũng là chết càng thảm. Hà không thắng lãnh đạm nói. Bây giờ mới vào sống mãi, trong lòng của hắn tràn đầy tự tin, trước mặt những người này căn bản không lật nổi bất kỳ bọt nước đến rồi. Bởi sức mạnh tiêu tán, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn cảm giác trên người dễ dàng. Ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn Hà không thắng. Mà Hà không thắng ánh mắt nhưng là chuyển đến Khổng Nhược Lan trên người, Nhược Lan. Ngươi đã tỉnh lại. Đây là một chuyện vui a hát. Ta hiện tại đã là vĩnh viễn sinh cảnh cường giả rồi,
Ngô Phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên tính là thứ gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, tương lai ta tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cũng làm cho ngươi bước vào sống mãi. Khổng Nhược Lan mày liễu chăm chú nhíu, Hà Không Thắng, ngươi đến cùng còn hay không là người? Vì bước vào sống mãi, ngươi muốn lấy toàn bộ thần nguyên giới để đánh đổi sao? Mà bây giờ ngươi rõ ràng hấp thu toàn bộ Hà gia bên trong mọi người. Trong đó có rất nhiều cùng bên trong cơ thể ngươi chảy giống nhau huyết dịch, ngươi vốn là xúc. Sinh, không, như. Hà Không Thắng trên mặt mang theo không thích, rất nhanh ngươi thì sẽ biết ai mới là đúng rồi, ta liền trước tiên để cho các ngươi đến thể hội một chút vĩnh sinh cảnh sức chiến đấu đi. Trong khi nói chuyện, Hà Không Thắng biến mất ngay tại chỗ, liền ngay cả điều động tím dòng máu màu đỏ nội lực lượng Diệp Thần Phong, hắn đồng dạng là không cách nào bắt lấy Hà Không Thắng thân ảnh rồi. Trong nháy mắt, thậm chí so với trong nháy mắt càng tăng nhanh hơn tốc độ. Diệp Thần Phong thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, hắn là được một đạo lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Bay ngược ra ngoài Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn cay đắng cực kỳ, lẽ nào thật sự muốn như vậy kết thúc rồi à? Bây giờ hắn liền Hà Không Thắng thân ảnh đều bắt giữ không tới, còn nói gì tới đến đem Hà Không Thắng giết đi. Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn cũng kinh hãi đến biến sắc. Có thể nói Diệp Thần Phong là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại, bây giờ liền Diệp Thần Phong tại Hà Không Thắng trước mặt cũng không chịu được như thế một đòn, chớ nói chi là bọn họ. Chương 2760, chỉ có thể có một cái sống sót. Hà Không Thắng không có cho Diệp Thần Phong thở dốc cơ hội. Tại Diệp Thần Phong bay ngược ra ngoài sau đó thân ảnh của hắn lần thứ hai nhanh chóng áp sát, Lão Bạch cùng Lão Hắc bọn hắn theo không kịp tốc độ. Bọn hắn căn bản vô pháp ngăn cản Hà Không Thắng. Trong miệng liên tục tràn ra tiên huyết Diệp Thần Phong, hắn cảm giác mình được nhất cổ cực hạn thật khí thế cho bao phủ lại rồi, hắn không kịp tránh qua, hắn không nhìn thấy Hà Không Thắng thân ảnh, chỉ là trong tai truyền đến Hà Không Thắng thanh âm tiểu tử, ngươi không phải là rất mạnh sao? Nếu không có ngươi cái này biến cố xuất hiện, tất cả mọi thứ đều sẽ dựa theo kế hoạch của ta phát triển, ta trước tiên tiễn ngươi lên đường. Mãnh liệt khí thế xung kích ở trên người, Diệp Thần Phong sắc mặt trắng bệch lợi hại, thân thể nằm ở bay ngược trạng thái, hắn có chút mất đi đối thân thể mình trưởng khống, hắn có thể cảm giác được suốt Hà Không Thắng đối với hắn động sát tâm rồi, lẽ nào hắn liền muốn như vậy chờ chết sao? Hắn không cam lòng, hắn không cam lòng a hát. Một đôi con mắt bên trong lóe lên hào quang màu tím, trái tim của hắn đột nhiên đập nhanh tốc độ, cùng tím dòng máu màu đỏ nằm ở cùng một cái tần suất chi bên trong. Dù sao tím dòng máu màu đỏ bên trong có đại địa chi huyết, mà trái tim của hắn là bầu trời trái tim, giữa hai người tự nhiên là hình thành liên hệ nào đó, từ trái tim của hắn bên trong bạo phát ra một cổ cường đại năng lượng, hắn khí thế trên người lần thứ hai kéo lên, cả người da thịt chu vi nổi lên hào quang bảy màu. Một cái nháy mắt. Diệp Thần Phong đột nhiên nhìn thấy Hà Không Thắng thân ảnh, tại khí thế của hắn lần nữa tăng lên sau đó hắn có thể đủ bắt lấy Hà Không Thắng thân ảnh rồi. Chỉ thấy Hà Không Thắng một quyền hướng về trái tim của hắn oanh kích mà đến, một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng coi như là thần đế cảnh đỉnh phong cường giả thừa nhận lấy một quyền này, cuối cùng cũng sẽ thân thể nổ tung mà chết. Ở tim bên trong bùng nổ ra sức mạnh sau đó Diệp Thần Phong bay ngược ra ngoài thân thể, tại giữa không trung đột nhiên một cái xoay chuyển, hắn mãnh liệt duỗi ra tay phải của mình bàn tay. Một tiếng. Hà Không Thắng một quyền này đánh vào Diệp Thần Phong trong bàn tay, nhất cổ sau khi va chạm dư âm nhất thời khuếch tán ra. Một bên dựa vào tương đối gần một tên thần đế cảnh cường giả đỉnh cao, chỉ là chịu đến hai người va chạm dư âm xung kích, hắn liền trong miệng trực tiếp hộc ra tiên huyết, dưới chân bước chân lập tức nhanh chóng chợt lui. Lần này Diệp Thần Phong không có vừa vặn chật vật như vậy rồi, hắn chỉ là dưới chân bước chân lui về phía sau 5 bước. Hà Không Thắng bước chân không có lui về phía sau, nhưng trên mặt hắn lại một trận ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi lại có sức chiến đấu cỡ này, nếu như tại ta không có bước vào sống mãi trước đó, ta hay là thật sự sẽ ngã tại trên tay ngươi, nhưng bây giờ ngươi ta trong lúc đó có chênh lệch thật lớn, một mình ngươi thần đế cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu như thế nào đi nữa cường hãn cũng không cách nào cùng ta cái này vĩnh sinh cảnh đem so sánh. Lão Bạch cùng Lão Hắc đám người nhân cơ hội này. Bọn hắn toàn bộ đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, có thể đỡ lấy Hà Không Thắng một quyền, dưới cái nhìn của bọn họ đã là bất khả tư nghị, dù sao bây giờ Hà Không Thắng là vĩnh sinh cảnh.
Diệp Thần Phong biết Hà Không Thắng nói không sai, e sợ vừa vặn công kích cùng tốc độ, Hà Không Thắng căn bản không có phát huy ra hắn mạnh nhất thực lực đến. Cho dù có trái tim bên trong sức mạnh trợ giúp, muốn lấy thực lực bây giờ của hắn chiến thắng Hà Không Thắng, đây cơ hồ là một chuyện không thể nào. Hà Không Thắng lãnh đạm nói, tiểu tử này hẳn là trong các ngươi mạnh nhất, các ngươi những người còn lại ở trong tay ta căn bản liền rác rưởi cũng không bằng. Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, các ngươi đã từng thật là thiên chi kiêu tử, ta một mực sau lưng các ngươi đi theo, ban đầu ta đã sớm phiền chán loại ngày này rồi, dựa vào cái gì ta muốn cùng sau lưng các ngươi. Cho nên, ta phát thệ nhất định phải đem bọn ngươi đạp ở dưới bàn chân, bây giờ ta có thực lực như vậy. Các ngươi cùng ta không phải cùng một cấp độ được rồi, ta còn ngủ các ngươi yêu nhất nữ nhân, hai người các ngươi ở trước mặt ta chính là một cái người thất bại. Lão Bạch cùng Lão Hắc trên mặt che kín phẫn nộ, mà Khổng Nhược Lan là thân thể run rẩy, Hà Không Thắng liền là một người cặn bã. Hà Không Thắng bên trong thân thể thật khí thế cực hạn bộc phát ra, trống trơn là khí thế của hắn, Lão Bạch đám người đã là không thể chịu đựng rồi, bọn hắn đứng tại chỗ nhúc nhích không được. Chỉ có Diệp Thần Phong miễn cưỡng vẫn có thể hành động. Lần này Hà Không Thắng dự định chăm chú bày ra một cái chiến lực của mình rồi, dưới chân quang mang lấp lóe, bóng người hướng về Diệp Thần Phong lao đi. Diệp Thần Phong nhưng không có cách bắt lấy Hà Không Thắng thân ảnh rồi, đây là Hà Không Thắng toàn lực thi triển tốc độ. Lông mày chăm chú nhíu lại, Diệp Thần Phong có một loại trước nay chưa có cảm giác vô lực, liền Hà Không Thắng thân ảnh đều bắt giữ không tới, chớ nói chi là đối chiến. Hắn đến cùng phải làm gì? Mắt thấy Diệp Thần Phong nhất định sẽ chết ở Hà Không Thắng trên tay thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên xông xuống một đạo khí thế, đạo này khí thế không thể so Hà Không Thắng yếu, trực tiếp chắn Diệp Thần Phong trước mặt, sắp sửa đối Diệp Thần Phong hạ sát thủ Hà Không Thắng cho ngăn cản rồi. Lập tức, một vệt bóng đen tại Diệp Thần Phong xuất hiện trước mặt, bóng đen này là một cái mang đấu bổng lão giả. Diệp Thần Phong nhìn thấy ông lão mặc áo đen này sau, hắn con ngươi ngưng lại, trước mắt ông lão mặc áo đen này không phải là trưởng khống vùng thế giới này người sao? Hắn không phải nói không cách nào bứt ra, yếu bổ khuyết thiên địa này xuất hiện to lớn vết rạn nứt sao? Ông lão mặc áo đen liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, nói, không cần có chỗ nghi vấn, ta đã bổ khuyết xong, trước đó tại nhìn thấy ngươi thời điểm, đã bổ khuyết cuối. Sau đó... Ông lão mặc áo đen vừa nhìn về phía Hà Không Thắng, mới vào sống mãi cảnh giới, không sai a hát. Dĩ nhiên có người có thể tại của ta dưới mí mắt bước vào sống mãi, người ta trong lúc đó, cuối cùng chỉ có một người có thể sống, vùng thế giới này chỉ cần một cái người trưởng khống. Tại ông lão mặc áo đen xuất hiện sau đó Hà Không Thắng hay là cảm thấy lão giả thực lực, thần sắc của hắn trở nên nghiêm nghị cực kỳ, nghe được ông lão mặc áo đen lời nói sau. Hắn đoán được hắc y thân phận của ông lão cuối cùng còn sống nhất định là ta. Ông lão mặc áo đen âm thanh lạnh lẽo, nói khoác không biết ngược, chờ ngươi chiến thắng ta, lại đắc ý cũng không muộn. Hà Không Thắng cùng ông lão mặc áo đen đối lập mà đứng, Diệp Thần Phong lợi dụng cái này kẽ hở, hắn đem hắc y thân phận của ông lão, lợi dụng truyền âm nói cho Lão Bạch, Lão Hắc cùng Lâm Vấn Thiên đám người. Lão Bạch bọn hắn ánh mắt như ngừng lại ông lão mặc áo đen trên người. Ông lão này chính là trưởng khống vùng thế giới này người. Hoặc là có thể nói là bên trong vùng thế giới này duy nhất một cái thần. Khi biết hắc y thân phận của ông lão sau đó lão bạch bọn hắn tạm thời thở phào nhẹ nhõm, ông lão mặc áo đen này dù sao cũng là lão bài vĩnh sinh cảnh rồi, sức chiến đấu hẳn là sẽ không so với Hà Không Thắng yếu chứ. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng ông lão mặc áo đen có thể chiến thắng Hà Không Thắng, như vậy chỉ ít nguy cơ trước mắt có thể tạm thời hóa giải. Về phần Diệp Thần Phong sau muốn bước vào vĩnh viễn chuyện phát sinh tình, có thể chậm rãi lại bàn bạc kỹ càng. Hà Không Thắng cùng ông lão mặc áo đen ai cũng không có lựa chọn xuất thủ trước, hai người bọn họ chỉ là lẫn nhau nhìn nhau, nhưng bọn hắn khí thế trên người tại mãnh liệt tăng lên mà lên, giữa hai người khí thế đụng vào nhau lên. Chỉ chốc lát sau, Hà Không Thắng nhịn không được, hắn trước tiên đối ông lão mặc áo đen triển khai công kích. Chương 2761, cuối cùng kết cục. Hùng hậu khí thế phô thiên cái địa. Hà Không Thắng thân ảnh đạp không mà lên, tu vi tại mới vào sống mãi, hắn có thể trưởng khống trong thiên địa một phần sức mạnh. Một trưởng hướng xuống đất thượng ông lão mặc áo đen đánh ra. Trong thiên địa sức mạnh đột nhiên trong lúc đó ngưng tụ, từ
từng đạo bàn tay khổng lồ ấn, ở trong không khí nhanh chóng hình thành, một mạch toàn bộ hướng về ông lão mặc áo đen thôn phệ mà đi. Không gian run run lợi hại, trong thiên địa không ngừng có vết nứt không gian xuất hiện. Từng cái cuồng bạo dấu bàn tay bên trong tràn ngập năng lượng kinh khủng, e sợ từng cái dấu bàn tay cũng có thể miểu sát vô hạn tiếp cận ở sống mãi tồn tại. Diệp Thần Phong cùng lão Bạch đám người là cùng nhau biến sắc, đây chính là sống mãi sức mạnh sao. Này mới vào sống mãi liền cường đại như thế rồi. Ông lão mặc áo đen đối mặt từng cái năng lượng mạnh mẽ dấu bàn tay, khóe miệng hắn lạnh lẽo, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, như vậy cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt rồi. Ông lão mặc áo đen trong tròng mắt bạo phát ra bén nhọn ánh sáng, bàn tay ở trước mặt mình liên tục kết ấn thiên tuyệt lá chắn. Năng lượng trong thiên địa điên cuồng hướng về ông lão mặc áo đen hội tụ, hắn hội tụ năng lượng muốn so Hà Không Thắng nhiều hơn nhiều rồi. Một khi bước vào sống mãi, chính là vùng thế giới này chúa tể, có thể điều động năng lượng trong thiên địa. Một cái rực rỡ màu xanh kết giới chắn ông lão mặc áo đen phía trên, cái kia từng cái trùng kích vào tới năng lượng giấu bàn tay, cuối cùng toàn bộ đánh vào màu xanh kết giới bên trên. Oanh, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Màu xanh kết giới thượng không ngừng nổi lên gợn sóng, nhưng từ đầu đến cuối không có được năng lượng giấu bàn tay bắn cho phá, thẳng đến cuối cùng năng lượng giấu bàn tay tiêu hao hết sau đó màu xanh kết giới mới chậm rãi tản đi rồi. Đứng tại trên bầu trời Hà Không Thắng, hắn trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, hắn mạnh mẽ đột phá đến mới vào sống mãi, trong cơ thể khí thế một mực không có ổn định lại, tuy nói bước vào sống mãi sau đó hắn bên trong thân thể cũng tạo thành một giọt sống mãi máu, thế nhưng một giọt này sống mãi máu rất nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Ông lão mặc áo đen ở bề ngoài nhìn như bình tĩnh, trong lòng của hắn lại khổ sở làm, cho lúc trước Diệp Thần Phong một giọt sống mãi máu. Trong cơ thể hắn tổng cộng chỉ có 2 giọt, này thúc đẩy hắn nguyên khí đại thương, còn có hắn đem hết toàn lực bổ khuyết xong trong thiên địa lỗ hổng, hắn liền lập tức đến nơi này, có thể nói hắn xuất hiện ở trong người có phần hư không, nếu như đổi lại là hắn nắm giữ 2 giọt sống mãi máu thời điểm, khiến hắn tự mình đi tới nơi này, phải giải quyết mới vào sống mãi Hà Không Thắng. Đây căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơi nhướng mày, hắn yếu bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết Hà Không Thắng rồi. Thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Giữa không trung Hà Không Thắng, khóe miệng hắn hiện lên một vệt tàn nhẫn cười, bóng người hướng về bên phải lướt tới, hắn không có lựa chọn thi triển bí thuật gì, bay thẳng đến không khí vỗ ra một trường. Một trường này thúc đẩy giữa không trung xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy, biến mất ông lão mặc áo đen bóng người lập tức hiện lên, hắn không nghĩ tới Hà Không Thắng tốc độ nhanh như vậy, rõ ràng chỉ là mới vào sống mãi. Hắn chỉ có thể bị ép buộc đón nhận một trường này. Ông lão mặc áo đen toàn lực đánh ra một trường này, sức mạnh yếu hoàn toàn che lại Hà Không Thắng rồi. Hà Không Thắng đập xuất thủ trưởng cánh tay nhất thời máu thịt be bét, bóng người cực tốc bay ngược ra ngoài, trong miệng là tiên huyết trực phún, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Diệp Thần Phong đám người xem đến nơi này, bọn hắn biết tối thiểu bây giờ Hà Không Thắng còn không phải ông lão mặc áo đen đối thủ. Chỉ là tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm. Chỉ thấy dừng lại tại giữa không trung ông lão mặc áo đen, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, hắn nhìn xem cùng Hà Không Thắng đụng nhau thủ trường. Giờ khắc này, bàn tay của hắn bên trong che kín màu đỏ hoa văn, hắn bên trong thân thể có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu, giọt cuối cùng sống mãi máu cũng biến thành không ổn định lên. Bay ngược ra ngoài Hà Không Thắng cười lạnh nói, bên trong cơ thể ngươi sống mãi máu ta muốn rồi. Lúc trước Hà Không Thắng thu được bố trí vạn nguyên quy nhất phương pháp xử lý lúc, hắn chả đã lấy được một loại thu được vĩnh viễn sinh cảnh cường giả trong cơ thể sống mãi máu phương pháp xử lý. Chỉ là biện pháp như thế chỉ có thể dùng một lần, cùng thân thể của đối phương tiếp xúc sau đó có thể mang màu đỏ hoa văn cắm vào đối phương trong cơ thể. Loại này màu đỏ hoa văn muốn so vạn nguyên quy nhất màu đỏ hoa văn còn cường đại hơn, dựa vào sống mãi máu căn bản vô pháp thanh trừ. Ngược lại còn có thể đem sống mãi máu từ vĩnh viễn sinh cảnh cường giả trong cơ thể bước đi ra. Tại Hà Không Thắng dứt tiếng thời khắc, ông lão mặc áo đen trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, hắn bên trong thân thể khí thế liên tục tăng vọt, hắn đội ở trên đầu đấu bổng mất rơi xuống, sắc mặt khó xem tới cực điểm, chỉ thấy màu đỏ hoa văn đang nhanh chóng hướng về thân thể của hắn lan tràn. Phốc, 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 trong miệng liên tục không ngừng phun xuất tiên huyết.
trong đó có một giọt dòng máu màu xanh lục. Sống mãi máu kèm theo đồng thời phun ra ngoài. Hà Không Thắng một mực tại chờ đợi lấy, tại sống mãi máu xuất hiện sau đó tay hắn vồ lấy, cái kia một giọt sống mãi máu trực tiếp tiến vào bàn tay của hắn bên trong, đột nhiên nắm chặt, hắn đem ông lão mặc áo đen sống mãi máu hấp thu tiến vào trong cơ thể. Trên bầu trời tầng mây bốc lên không ngớt, Hà Không Thắng khí thế trên người không ngừng tăng vọt, đang hấp thu ông lão mặc áo đen sống mãi máu sau, trong cơ thể hắn cái kia một giọt không ổn định sống mãi máu cũng ổn định lại. Mất đi sống mãi máu ông lão mặc áo đen, tuy nói tu vi chả duy trì tại vĩnh sinh cảnh, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, hắn đã mất đi đối mảnh này ngày nắm trong tay. Hà Không Thắng vai run lên, năng lượng trong thiên địa toàn bộ hướng về bên trong thân thể của hắn hội tụ, khiến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vùng thế giới này rồi, hắn cảm giác tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của mình, chính là loại này cảm giác, ta muốn chính là loại này cảm giác, từ hôm nay trở đi. Ta Hà Không Thắng là trên thế giới này duy nhất thần, phàm là dám cãi lời người của ta, toàn bộ không cần tồn tại. Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ có biến hóa như thế, Hà Không Thắng lại có thể hấp thu ông lão mặc áo đen sống mãi máu. Kỳ thực nếu như ông lão mặc áo đen trước đó không có đem một giọt sống mãi máu cho Diệp Thần Phong, như vậy dựa vào trong cơ thể hai giọt sống mãi máu, Hà Không Thắng điểm ấy ám hại, hắn tuyệt đối là có thể ứng phó. Nghe Hà Không Thắng điên cuồng âm thanh, Diệp Thần Phong bàn tay thật chặt nắm thành quyền đầu, Hà Không Thắng đã trở thành vùng thế giới này duy nhất người trưởng khống. Hà Không Thắng liếc mắt nhìn ông lão mặc áo đen, người trưởng khống vùng thế giới này đầy đủ lâu, ngươi nên cũng phải thỏa mãn, lấy tư cách người thừa kế của ngươi, liền để cho ta tới tự mình tiễn ngươi chầu trời nhé. Hà Không Thắng hướng về ông lão mặc áo đen ngón tay một điểm. Trên bầu trời thay đổi bất ngờ. Từng cây năng lượng khổng lồ cột sáng hướng về ông lão mặc áo đen áp bách tới. Diệp Thần Phong cùng Lão Bạch bọn hắn căn bản là không xen tay vào được, đặc biệt là Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn vẫn muốn bước vào sống mãi, kết quả bước vào sống mãi lại là người khác, mà hắn cũng rất có thể sẽ chết ở Hà Không Thắng trên tay, này làm cho hắn làm sao có thể cam tâm. Lẽ nào đây chính là cuối cùng kết cục? Chương 2762, hy vọng cuối cùng. Mất đi sống mãi máu ông lão mặc áo đen, hắn đối mặt từng cây hướng chính mình áp bách xuống năng lượng cột sáng, trên mặt của hắn không có lộ ra hoang mang vẻ, hắn không nghĩ tới Hà Không Thắng chả bảo lưu lại loại thủ đoạn này. Hắn con ngươi ngưng lại, từ hắn trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo ánh sáng, hắn dù sao trưởng khống phương thế giới này lâu như thế năm tháng, muốn nói hắn không hề có một chút thủ đoạn là không thể nào. Dù sao tuy nói sống mãi máu không có, nhưng tu vi của hắn chả duy trì tại vĩnh sinh cảnh. Tay khô héo cánh tay vung múa, hắn cả khuôn mặt có chút dữ tợn, nghĩ còn coi thường hơn lão phu. Quát chói tai âm thanh vang vọng ra thời điểm, Hà Không Thắng biến sắc mặt, làm sao có khả năng. Ngươi không phải là mất đi đối vùng thế giới này nắm trong tay sao? Chỉ thấy ông lão mặc áo đen tại mạnh mẽ tụ lại trong thiên địa sức mạnh để cho hắn sử dụng. Hắn còn sống lâu năm như thế, rất nhiều lúc đều tại trong tịch mịch vượt qua, cho nên hắn có rất nhiều thời gian nghiên cứu vùng thế giới này. Hắn trước đây thử không điều động sống mãi máu, cũng có thể hội tụ trong thiên địa sức mạnh. Ông lão mặc áo đen vung vẩy thủ trưởng hướng về Hà Không Thắng đột nhiên đẩy một cái, phong vững chắc. Từng đạo năng lượng màu đen trong nháy mắt tràn ngập ở trong thiên địa, một mạch hướng về Hà Không Thắng đánh tới. Hà Không Thắng đến không kịp né tránh rồi. Hắn chợt phát hiện trong cơ thể linh khí ngắn ngủi không trôi chảy, không cách nào điều động năng lượng trong thiên địa rồi. Chính là như vậy trong nháy mắt, Hà Không Thắng được năng lượng màu đen cho bao phủ lại rồi, những này năng lượng màu đen tạo thành một cái hình lập phương không gian, Hà Không Thắng bị vây ở cái này hình lập phương màu đen không gian bên trong. Tại Hà Không Thắng bị vây thời điểm, cái kia từng cây năng lượng mạnh mẽ cột sáng trong nháy mắt ở trong không khí tán loạn rồi. Ông lão mặc áo đen thân ảnh lập tức đi tới Diệp Thần Phong đám người bên cạnh, hắn tạm thời được ta cho vây khốn, tại của ta phong vững chắc bên trong, không gian tuy rằng rất nhỏ, nhưng sẽ bị lạc ở trong đó, lấy Hà Không Thắng thực lực hôm nay, ngắn nhất cũng cần một ngày, hắn mới có thể phá tan của ta phong vững chắc. Ngày này là chúng ta hy vọng cuối cùng, bây giờ trong cơ thể ta sống mãi máu toàn bộ không có, tu vi của ta sớm muộn cũng sẽ rơi xuống vĩnh sinh cảnh.
Hắc y ánh mắt của lão giả như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, hiện tại liền muốn nhìn ngươi rồi, thừa dịp ta vẫn không có rơi xuống đến vĩnh sinh cảnh thời điểm, ta đem tất cả sức mạnh toàn bộ truyền thua ngươi, giúp ngươi đột phá đến sống mãi, đồng thời cho ngươi tại vĩnh sinh cảnh ổn định lại. Hắc y sắc mặt của ông lão càng ngày càng tái nhợt, lão Hắc cẩn thận mà hỏi, trực tiếp đem sức mạnh của ngươi truyền cho tiểu tử này, e sợ không cách nào cùng hắn sức mạnh trong cơ thể dung hợp chứ. Ông lão mặc áo đen cười cười, sẽ không có xảy ra chuyện như vậy, tiểu tử này liền là người thừa kế của ta, đã có được ta chế tạo hỗn độn nhẫn, lại có cùng ta có liên quan tinh không chi thạch cùng thất sắc xin sen, nếu như ngay cả hắn cũng không thể nào tiếp thu được sức mạnh của ta, như vậy trên thế giới này sẽ không có người có thể. Ông lão mặc áo đen một lời nói ra thân phận của mình, này làm cho Chi Tình lão Bạch cùng lão Hắc bọn họ là vẻ mặt biến đổi. Vùng thế giới này người trưởng khống dĩ nhiên đúng là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân. Lúc trước Diệp Thần Phong tại hỗn độn bên trong chiếc nhẫn gặp người đầu tiên nhận chức chủ nhân hư ảnh, khi đó cái bóng mờ kia nói không cảm ứng được bản thể của mình tồn tại. Đổi cái góc độ để suy nghĩ, bước vào sống mãi ông lão mặc áo đen, hắn là vùng thế giới này người trưởng khống, hắn yếu né tránh chính mình một đạo thần niệm hư ảnh cảm ứng, chính là phi thường đơn giản một chuyện. Diệp Thần Phong đang xác định hắc y thân phận của ông lão, sau đó trong lòng của hắn ngũ vị hỗn hợp, hắn còn muốn mở miệng. Ông lão mặc áo đen thủ trưởng trực tiếp chặn lại phía sau lưng của hắn, xuất hiện tại không có suy tính thời gian, của ta phong vững chắc khốn không được hà không thắng quá lâu, nếu như ngươi không cách nào tại trong vòng một ngày, mượn sức mạnh của ta bước vào sống mãi, như vậy vùng thế giới này sắp trở thành hà không thắng, bên cạnh ngươi mọi người toàn bộ sẽ bị hà không thắng cho tàn sát hết. Nghe được ông lão mặc áo đen lời nói sau, Diệp Thần Phong không nói thêm nữa, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại, cảm thụ từ ông lão mặc áo đen bàn tay bên trong truyền tới cuồn cuộn không đoạn năng lượng. Một bên lão Bạch, lão Hắc cùng Lâm Vấn Thiên đám người, bọn hắn có thể cảm nhận được từ ông lão mặc áo đen trong bàn tay truyền năng lượng là cường đại cỡ nào, hà không thắng một khi phá tan rồi ông lão mặc áo đen phong vững chắc, bọn hắn những người này đem chắc chắn phải chết. Có thể nói Diệp Thần Phong đúng là hy vọng cuối cùng, hắn nhất định muốn tại trong vòng một ngày bước vào sống mãi, bằng không bọn hắn tất cả cũng không có còn sống khả năng. Diệp Thần Phong nhanh nhắm chặt hai mắt, ông lão mặc áo đen truyền tới năng lượng, quả nhiên cùng hắn thân trong cơ thể năng lượng phi thường phù hợp, hắn có thể làm dễ dàng liền hấp thu. Ông lão mặc áo đen cho Diệp Thần Phong truyền âm, mỗi người đều muốn bước vào sống mãi, không biết bước vào sống mãi sau đó chính là vô cùng vô tận cô tịch. Ý nghĩ của ngươi làm đặc biệt, muốn cho người ở bên cạnh đều bước vào sống mãi, ta hy vọng ngươi thật sự có thể làm được đi. Như vậy ngươi hay là có thể thay đổi vùng thế giới này cách cục rồi. Từ ngươi khi đó thu được tinh không chi thạch, thu được của ta hỗn độn nhẫn lúc, liền đã chú định ngươi ta trong lúc đó có chỗ gặp nhau, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành người thừa kế của ta. Tại bước vào sống mãi, trở thành vùng thế giới này người trưởng khống sau đó liền tất cần phải gánh vác khởi trách nhiệm của ngươi rồi. Năm đó ta bởi vì nhất thời tức giận, để long tộc hầu như hủy diệt rồi, sau đó ta có hối hận qua. Ta suy tư rất nhiều, lấy tư cách chúa tể của vùng thế giới này người, rất nhiều lúc không thể vì bản thân chi tư, mà để một chủng tộc hầu như đối mặt tuyệt diệt. Không nghĩ tới ngươi cơ duyên xảo dưới lại trở thành long tộc tộc trưởng, ngươi giúp ta đền bù long tộc. Nếu như lần này ngươi có thể sống, như vậy thay thế ta đối long tộc người lời nói xin lỗi. Ông lão mặc áo đen dừng lại chỉ chốc lát sau, hắn tiếp tục nói, hà không thắng người này tâm thuật bất chính, khiến hắn trở thành vùng thế giới này người trưởng khống, vùng thế giới này sớm muộn hội diệt vong, hết thảy đều muốn xem ngươi rồi, ngẫm lại ngươi đoạn đường này là làm sao đi tới, nỗ lực đột phá đến sống mãi đi. Ông lão mặc áo đen thanh âm tại trong đầu quanh quẩn. Diệp Thần Phong từ từ bắt đầu trở nên tâm vô tạp niệm rồi, chính như ông lão mặc áo đen chỗ nói như vậy, hắn không thể để người ở bên cạnh có việc, hắn nhất định phải bước vào sống mãi, nhất định phải làm cho người ở bên cạnh toàn bộ bước vào sống mãi, hắn không muốn chính mình một người lẻ loi sống tiếp. Điên cuồng hấp thu ông lão mặc áo đen truyền mà đến sức mạnh, Diệp Thần Phong khí thế trên người tại bắt đầu đi lên kéo lên. Lão Bạch cùng lão Hắc đám người căng thẳng nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Lão Hắc Giang Vận Thiên thấp giọng nói, lão Bạch, người nói tiểu tử này có thể bước vào sống mãi sao? Hắn là hy vọng cuối cùng, chúng ta bây giờ căn bản không phải là đối thủ của Hà không thắng,
ta lần thứ nhất cảm giác mình là như vậy vô năng. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhìn xem đang điên cuồng hấp thu năng lượng Diệp Thần Phong, hắn hồi đáp, ngươi suy nghĩ thật kỹ, từ trước đây đến bây giờ, tên tiểu tử này có để cho chúng ta thất vọng qua sao? Lão Hắc không tự chủ lắc đầu, có vẻ như Diệp Thần Phong chỉ có để cho bọn họ khiếp sợ phần, chưa từng có để cho bọn họ từng có một tia thất vọng. Chương 2763, cuối cùng một chiến. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mới qua ngăn ngắn hơn nửa ngày. Cái kia Niêm Phong lại hà không thắng màu đen không gian kịch liệt bắt đầu run rẩy, lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong. Ông lão mặc áo đen đã đem trong cơ thể hết thảy năng lượng toàn bộ truyền cho Diệp Thần Phong rồi. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong được dâng trào vô cùng năng lượng bao quanh, hắn thỏa thích đang hấp thu. Ông lão mặc áo đen ngồi ở trên mặt đất, hắn đã không cách nào đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong biến hóa, hắn nói ra tất cả chỉ có thể xem vận khí rồi, chuyện kế tiếp, không phải chúng ta có thể nhúng tay rồi, ta đánh giá thấp hà không thắng a hát. Xem ra hắn rất nhanh sẽ có thể phá tan của ta phong vững chắc rồi. Diệp Thần Phong khí thế trên người tuy nói tại không ngừng mà kéo lên, nhưng từ đầu đến cuối không có bước vào vĩnh sinh cảnh, lão Bạch cùng lão Hắc bọn họ là làm gấp. Có phần ở đây cường giả thậm chí là nín thở, toàn bộ thần nguyên giới, thậm chí toàn bộ thế giới an nguy, toàn bộ đã rơi vào Diệp Thần Phong trên bả vai rồi. Trên bầu trời màu đen không gian run rẩy càng ngày càng lợi hại rồi, một đạo quát ầm âm thanh bỗng nhiên vang lên, phá. Ầm. Màu đen không gian đột nhiên bạo liệt ra, hà không thắng đầy mặt phẫn nộ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đám người phía dưới, ta các ngươi phải chết, ta yếu toàn bộ các ngươi chết. Xem ra các người thành chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác vào tiểu tử này trên người. Cái kia ta liền hôn tay đến phá hủy các người hy vọng đi. Lão Bạch quát, tên tiểu tử này là chúng ta hy vọng cuối cùng, chúng ta bảo vệ tốt hắn, chỉ cần hắn có thể đủ đột phá đến sống mãi, thần nguyên giới mới có thể duy trì yên ổn cục diện. Lão Bạch cái thứ nhất đạp không mà lên, lão Hắc cùng Lâm Vấn Thiên bọn hắn cũng dồn dập đạp không mà lên, bọn hắn tuy nói biết không phải là đối thủ của Hà không thắng. Nhưng bọn họ hiện tại chỉ có thể dùng được tính mạng của mình đến chống cự hà không thắng rồi. Đối mặt hướng chính mình tấn công tới lão Bạch đám người, hà không thắng trên mặt che kín khinh thường cùng giết chóc, Ngô Phong dỗi rảnh, Giang Vận Thiên, các ngươi cho là mình chả là năm đó thiên chi kiêu tử sao. Hà không thắng cánh tay vung lên. Cực kỳ bá đạo khí thế từng đạo xung kích ra, chỉ là chịu đến những khí thế này công kích, lão Bạch cùng lão Hắc đám người trực tiếp được đánh bay ra ngoài. Hà không thắng nhìn thấy lão Bạch cùng lão Hắc hướng về một địa phương bay ngược ra ngoài, hắn âm trầm nói, các ngươi đã muốn chết, như vậy ta liền trước tiên để cho các ngươi chết, lại đưa đồ đệ của các ngươi lên đường. Hà không thắng thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện lão Bạch cùng lão Hắc bên cạnh, hắn duỗi ra hai bàn tay, muốn trực tiếp bóp nát lão Bạch cùng lão Hắc cổ. Lão Bạch cùng lão Hắc tương đối cay đắng cười cười, xem ra bọn hắn lại muốn chết rồi. Lâm Vấn Thiên các loại trong dân cư điên cuồng hô, dừng tay. Nhưng là Hà không thắng chỉ coi làm không nghe thấy, tại lão Bạch cùng lão Hắc muốn chết tại Hà không thắng trên tay thời điểm. Nhất cổ phá thiên thật khí thế phóng lên trời, thần nguyên giới chỉnh phiến thiên không trong nháy mắt tràn ngập một loại bảy màu dị tượng. Chỉnh phiến thiên không biến thành bảy màu, tại tất cả mọi người hơi sững sờ thời điểm, Hà không thắng hai bàn tay quào một cái khoảng không, hắn không có xoa bóp lão Bạch cùng lão Hắc cổ. Chỉ thấy Diệp Thần Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện, hắn cầm lấy lão Bạch cùng lão Hắc nhanh chóng rút lui một khoảng cách nhỏ. Giờ khắc này, Diệp Thần Phong bên trong thân thể khí thế nội liếm, năng lượng trong thiên địa mãnh liệt cực kỳ, toàn bộ thần nguyên giới người tu luyện được nguồn năng lượng này chèn ép lại muốn quỳ xuống. Diệp Thần Phong đúng lúc cánh tay vung lên, nguồn năng lượng này tạm thời tiêu tán. Bảy màu bầu trời, bảy màu đám mây, này phỏng theo như là nhân gian tiên cảnh một loại. Lão Bạch cùng lão Hắc sững sờ, lão Hắc hỏi, tiểu tử, người đột phá đến sống mãi. Này bảy màu dị tượng tuyệt đối là Diệp Thần Phong làm ra, còn có vừa mới bắt đầu ngày mới mà giữa tràn ngập áp bức khí thế, thật giống tới so với trước kia Hà không thắng mãnh liệt hơn nhiều, hơn nữa Hà không thắng cũng không có hình thành bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Diệp Thần Phong khí chất xảy ra cực kỳ biến hóa to lớn, trên người hắn tràn đầy một loại hơi thở thần thánh. Hắn gật gật đầu nói ra, không sai. Hắn đem lão Bạch cùng lão Hắc thả ở trên mặt đất,
nhìn lên bầu trời bên trong Hà Không Thắng, ông lão mặc áo đen năng lượng quả nhiên cùng hắn phù hợp vô cùng. Tại Hà Không Thắng động thủ thời điểm, hắn liều mạng tăng nhanh dung hợp tốc độ, hay là Hà Không Thắng cho áp lực của hắn, khiến hắn trực tiếp nhanh chóng như vậy đột phá đến sống mãi. Trong cơ thể hắn cũng tạo thành một giọt sống mãi máu, nhưng hắn một giọt này sống mãi máu phi thường đặc thù, dĩ nhiên là 7 màu. Hắn cảm thấy chính mình cũng có thể trưởng khống năng lượng trong thiên địa rồi. Hà Không Thắng cúi đầu nhìn trên mặt đất Diệp Thần Phong, hắn sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì bước vào sống mãi? Tự coi như ngươi bước vào vĩnh viễn sống thì sao? Liền để cho chúng ta đến thống khoái chiến một hồi đi. Các loại sau khi ngươi chết, cùng ngươi có liên quan người toàn bộ sẽ đi theo ngươi. Hà Không Thắng thân ảnh biến mất ở trên bầu trời. Mà Diệp Thần Phong nhưng là điều động lên tím dòng máu màu đỏ bên trong sức mạnh, còn người duy trì ở màu tím bên trong, màu đỏ tím linh khí từ hắn bên trong thân thể bộc phát ra, hắn đem khí thế của mình tiêu thăng đến cực hạn, trong thiên địa sức mạnh cũng đang hướng hắn hội tụ. Hà Không Thắng tự nhiên cũng không có nương tay rồi, lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn chỉ cảm thấy vùng đất này đang không ngừng chìm xuống, đây là Diệp Thần Phong cùng Hà Không Thắng khí thế va chạm nguyên nhân sao? Bọn hắn từng cái cực kỳ khó chịu, có một loại yếu thân thể nổ tung cảm giác. Diệp Thần Phong thủ trưởng đột nhiên trở mình quay vòng lên, Long Thần Phiên Thiên Ấn, đệ tứ ấn diệt thế. Bàn tay đánh ra, toàn bộ trời đất dường như muốn than sụp xuống bình thường một con lớn vô cùng, thậm chí độ cao yếu đến chân trời năng lượng màu tím giấu bàn tay ngưng tụ, tại năng lượng màu tím giấu bàn tay chu vi lượn lờ từng cái to lớn thanh long. Bước vào sống mãi về sau Diệp Thần Phong, hắn có thể bắt lấy Hà Không Thắng thân ảnh, lượn lờ thanh long năng lượng màu tím giấu bàn tay hướng về Hà Không Thắng lao đi. Hà Không Thắng nhất thời ở trong không khí hiện lên, tại quanh thân hắn năng lượng phòng hộ thi triển, hai bàn tay cũng giơ lên, cực nguyên lá chắn. Một tầng màu trắng mạnh mẽ kết giới trong nháy mắt đưa hắn bao phủ lại rồi. Nhưng mà... đang lượn lờ thanh long màu tím có thể giấu bàn tay đánh vào màu trắng kết giới thượng thời điểm, tại dừng lại mấy giây sau đó lập tức đem màu trắng kết giới cho phá tan rồi, sau đó vỗ vào Hà Không Thắng trên người, đem hắn thôn phệ ở trong đó. Lão Bạch cùng lão Hắc đám người nhìn thấy tình thế nghiêng về một phía, bọn hắn rốt cục thật sự thở phào nhẹ nhõm, mà ông lão mặc áo đen cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ là từ năng lượng màu tím giấu bàn tay bên trong, đột nhiên truyền ra Hà Không Thắng tiếng giống giận dữ, con vật nhỏ, ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Oanh, một tiếng. Năng lượng màu tím giấu bàn tay tản đi, Hà Không Thắng mái tóc rối tung, y phục trên người cũng rách nát, thậm chí có không ít vết thương che kín thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn khí thế phun trào, bàn tay nhắm ngay biến thành phế tích Hà gia, quát, lên cho ta. Két, két, két. Ầm, ầm, ầm. Trên mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, xuất hiện vết rạn nứt sau đó lại đang nhanh chóng vỡ ra được. Từ nhà họ Hà trong lòng đất dâng lên một cái cự đại đài cao, toàn bộ đài cao hiện ra một loại đỏ như màu máu. Lão Bạch nhíu chặt mày, chấn thiên đài. Trong truyền thuyết tiên khí đầu bảng, dĩ nhiên sẽ ở Hà gia trong lòng đất. Này chấn thiên đài một mực được Hà gia phong tồn tại trong lòng đất đã có rất lâu 5 tháng. Dù sao chấn thiên đài lấy tư cách tiên khí đầu bảng, coi như là tiếp cận với sống mãi cường giả, muốn sử dụng chấn thiên đài cũng cực kỳ cật lực. Con vật nhỏ, liền để chấn thiên đài đến đem ngươi cho nghiền nát đi. Hà Không Thắng trong cơ thể linh khí cách không truyền vào chấn thiên giữa đài. Toàn bộ chấn trên thiên đài hào quang màu đỏ như máu xung thiên, trong đó chấn áp lực lượng, để xa xa lão Bạch cùng lão Hắc các loại trong dân cư thổ huyết không ngừng, trên mặt bọn họ che kín vẻ lo âu. Mà Diệp Thần Phong lại dị thường bình tĩnh, vừa vặn ông lão mặc áo đen cho hắn truyền năng lượng thời điểm, lợi dụng truyền âm nói với hắn một chuyện. Ông lão mặc áo đen cất chứa từ hỗn độn thời đại cho tới bây giờ thứ 2 đến thứ 5 tiên khí, chỉ là không có tại trên người hắn, yêu cầu Diệp Thần Phong chính mình triệu hoán. Thân là ông lão mặc áo đen người thừa kế, Diệp Thần Phong hẳn là có thể triệu hoán đến cái kia 4 đại tiên khí. Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí phun trào. Hà Không Thắng, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi làm chuẩn bị. Trảm Thiên Kiếm, Vàng Dòng Kiếm, Viêm Long Kiếm, Thiên Băng Kiếm. Nghe ta triệu hoán, mau chóng đến đây. Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng đạo tiếng xé gió, từ chân trời xa xôi lóe lên ánh sáng,
tia sáng kia đang nhanh chóng hướng về bên này tấn công tới. Liền một giây cũng không đến. Đầu tiên một cái trường kiếm màu bạc xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước người, tiếp lấy một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện, sau đó một cái trường kiếm màu đỏ cũng xuất hiện, cuối cùng một cái trường kiếm màu trắng xuất hiện. Màu bạc vì Trảm Thiên kiếm, màu vàng vì Vàng Dòng kiếm, màu đỏ vì Viêm Long kiếm, màu trắng là Trời Băng kiếm. Này bốn cái kiếm được gọi là trong truyền thuyết bốn đại tiên khí, chỉ là xếp hạng tại Chấn Thiên sau Đài Mặt. Diệp Thần Phong khống chế này bốn cái kiếm, bay thẳng đến Chấn Thiên Đài đánh tới. Keng, 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 keng. Bốn cái kiếm không có trực tiếp phá tan Chấn Thiên Đài, chỉ là đem đè xuống Chấn Thiên Đài cho chặn lại rồi. Thấy cảnh này Hà Không Thắng, hắn hung tàn cười nói, bốn đại tiên khí thì lại làm sao? Xếp hạng còn không phải tại của ta Chấn Thiên sau Đài Mặt. Hà gia tổ tiên ban đầu là trong lúc vô tình đạt được này Chấn Thiên Đài, mà Chấn trên sân thượng có đặc thù pháp tắc, năm đó trốn tránh khỏi ông lão mặc áo đen cảm ứng. Hà Không Thắng bàn tay đi xuống ép một chút. Chấn trên sân thượng hào quang màu đỏ như máu càng thêm chói mắt, trong đó chấn áp lực lượng đột nhiên trong lúc đó tăng vọt. Diệp Thần Phong dưới bàn chân mặt đất không ngừng chìm xuống, từng đạo to lớn vết rạn nứt trên mặt đất xuất hiện. Xa xa lão Bạch cùng lão Hắc đám người cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ yếu lệch vị trí, này bốn đại tiên khí cũng không cách nào ngăn cản Chấn Thiên Đài sao. Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, hắn cảm thấy bốn cái tiên khí bên trong có một loại giống nhau năng lượng, hiện tại chỉ có thể đụng một cái rồi. Nếu như không có Chấn Thiên Thai, như vậy Diệp Thần Phong có thể ung dung vượt qua Hà Không Thắng, này Chấn Thiên Đài dù sao cũng là tiên khí đầu bảng. Diệp Thần Phong đem bốn cái tiên khí triệu hoán về trong tay, không có ngăn cản Chấn Thiên Đài, nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong áp bức mà tới. Diệp Thần Phong bàn tay nhanh chóng cắt ra, để tiên huyết nhiễm ở bốn cái tiên khí bên trên, trong miệng chợt quát lên, lấy ta chi mệnh, triệu hoán Chu Thần giáng thế. Chỉ thấy trước mặt bốn thanh trường kiếm bắt đầu không ngừng run rẩy lên, từ kiếm của bọn nó thân bên trong bạo phát ra sức mạnh kinh khủng. Sau đó, chúng nó đột nhiên xung kích đến cùng một chỗ. Oanh, một tiếng. Một cái bích trường kiếm màu xanh lục sinh ra, đây là bốn cái tiên khí sáp nhập rồi. Trước đó ông lão mặc áo đen đã nói, nếu như có thể để cho bốn cái tiên khí sáp nhập, đều sẽ hình thành trong truyền thuyết Chu Thần kiếm. Đây là ngự trị ở Chấn Thiên Đài tồn tại, có thể nói Chu Thần kiếm vượt ra khỏi tiên khí phạm trù. Ông lão mặc áo đen chưa từng có đem bốn cái kiếm hợp cũng từng thành công. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong lập tức không giữ quy tắc gộp, trên mặt hắn là cười khổ không thôi. Tay cầm màu bích lục Chu Thần kiếm Diệp Thần Phong, hắn đem Chu Thần kiếm hướng về Chấn Thiên Đài vung ra, từ trong đó bạo phát ra khủng bố sắc bén vô cùng. Loại này sắc bén phảng phất có thể mang thiên địa đều chém vì hai. Đối phó Chấn Thiên Đài như cùng là cắt đậu hũ bình thường. Bạch, một tiếng. To lớn Chấn Thiên Đài trực tiếp được chia ra làm hai, trong đó chấn áp lực lượng nhất thời biến mất rồi. Đứng tại trên bầu trời Hà Không Thắng, hắn tại thấy cảnh này sau, cả người hắn lâm vào dại ra bên trong, không ngừng lắc đầu, không thể, đây tuyệt đối không thể, Chấn Thiên Đài lại bị ngươi làm hỏng. Chẳng lẽ nói trong tay ngươi là Chu Thần kiếm sao? Diệp Thần Phong bóng người bạo hướng mà lên, phải mau sớm giải quyết Hà Không Thắng, như vậy mới sẽ không lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Thấy bạo hướng mà đến Diệp Thần Phong, Hà Không Thắng có chút theo không kịp Diệp Thần Phong tốc độ, hắn khuôn mặt lộ ra điên cuồng vẻ mặt, con vật nhỏ, ngươi không để cho ta dễ chịu, như vậy ta cũng sẽ không khiến các ngươi khỏe qua, ta muốn làm cho cả thần nguyên giới người cho ta chôn cùng. Hai màu hai bi, hai các hai. Hà Không Thắng đã tại chuẩn bị tự bạo thân thể, lấy hắn vĩnh sinh cảnh tự bạo, đoán chừng toàn bộ thần nguyên giới hội triệt để chơi xong. Diệp Thần Phong không kịp ngăn trở, khi hắn xuất hiện tại Hà Không Thắng bên cạnh thời điểm, Hà Không Thắng trên người còn có phòng ngự, chờ hắn phá tan phòng ngự, đoán chừng đã là tự bạo rồi. Diệp Thần Phong mãnh liệt đều chạm vào Hà Không Thắng, hắn trực tiếp dựa vào chính mình lực lượng cường đại. Mạnh mẽ đem Hà Không Thắng kéo vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới. Đây là hắn bây giờ muốn đến biện pháp duy nhất rồi, bởi Hà Không Thắng là vĩnh sinh cảnh, hắn đem Hà Không Thắng cứng rắn kéo vào tiểu thế giới thời điểm, khiến hắn cũng không tự chủ được liên lụy tiến vào bên trong tiểu thế giới. Diệp Thần Phong cùng Hà Không Thắng đột nhiên biến mất.
vùng thế giới này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Chấm, chương 2764, đại kết cục. Trong thiên địa hết thảy áp bức lực lượng toàn bộ biến mất rồi. Lão Bạch cùng lão Hắc đám người sửng sốt một chút, sau đó bọn hắn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, bọn hắn vừa vặn cũng nhìn ra Hà Không Thắng là muốn tự bạo thân thể, một tên vĩnh viễn sinh cảnh cường giả tự bạo không phải là đùa giỡn, bọn hắn cũng Diệp Thần Phong là mạnh mẽ đem Hà Không Thắng đưa vào bên trong tiểu thế giới. Lão Hắc Giang Vận Thiên lập tức quát, tiểu tử, ngươi nhanh đi ra cho ta, ngươi đã nghe chưa? Ngươi nên thanh Hà Không Thắng giải quyết xong chứ? Không sai tiểu không ít chữ. Chỉ là tại lão Hắc tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời khắc. Oanh, 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 oanh. Từng đạo tiếng nổ lớn không dứt bên tai, không gian xung quanh bên trong nứt ra rồi từng cái rậm rạp chẳng chịt to lớn màu đen cửa động, trong đó toàn bộ tràn ngập không gian loạn lưu. Tuy nói hỗn độn nhẫn tiểu thế giới là độc lập hình thành một thế giới, nhưng cùng nơi này vẫn có một điểm liên thông tính. Nhìn thấy trong thiên địa tất cả không gian bên trong che kín lít nha lít nhít cửa động, sau đó lão Bạch cùng lão Hắc bọn hắn sắc mặt là càng thêm khó coi, bọn hắn, không, sai, đây nhất định là Hà Không Thắng tự bạo thân thể sau, thông qua tiểu thế giới ảnh hưởng đến nơi này. Bây giờ liền ngay cả nơi này trong thiên địa tất cả không gian đều che kín rậm rạp chằng chịt cửa động, như vậy Diệp Thần Phong chỗ ở bên trong tiểu thế giới đâu này? Lão Hắc Giang Vận Thiên trong lòng là một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn lần thứ hai quát, tiểu tử, ngươi đi ra cho ta, không nên chơi chơi trốn tìm, chỉ là một cái Hà Không Thắng không làm khó được ngươi, ngươi lập tức đi ra cho ta. Chu Vi không có bất kỳ một tia phản ứng, đợi tốt một lúc sau. Lão Hắc Giang Vận Thiên mắng, tiểu tử, không có bản lĩnh lớn như vậy, ngươi xính anh hùng. Tu vi của ngươi đã tới sống mãi, lấy năng lực của ngươi có thể tránh được tai nạn này, ngươi vì muốn đem Hà Không Thắng mạnh mẽ đưa vào bên trong tiểu thế giới. Ngươi thật vất vả mới đến sống mãi, ngươi có thể cứ thế mà chết đi. Lão Hắc cặp mắt đỏ chót một mảnh. Lão Bạch vỗ vỗ lão Hắc vai, trong lòng của hắn cũng là vô tận khó chịu, nghĩ này cùng nhau đi tới, bọn hắn một mực làm bạn tại Diệp Thần Phong bên cạnh, cùng Diệp Thần Phong cùng nhau đối mặt các loại cửu tử nhất sinh, bọn hắn đối Diệp Thần Phong sư đồ tình, có thể nói đã là thâm hậu đến khó dùng lời ngữ rồi, bọn hắn coi Diệp Thần Phong là làm đồ đệ. Coi Diệp Thần Phong là làm vãn bối, coi Diệp Thần Phong là làm thân nhân. Lão Bạch viền mắt cũng bất chi bất giác đỏ lên, hắn tự nói, tiểu gia hỏa, lẽ nào thật sự cứ như vậy kết thúc rồi à? Ngươi cam tâm sao, ngươi có thể hay không lại cho chúng ta mang tới một lần khiếp sợ? Liền một lần cuối cùng, thật sự một lần cuối cùng. Ta cùng lão Hắc điều này cùng nhau đi tới, ngươi bỏ ra bao nhiêu? Từ nay về sau ngươi có thể quên đi tất cả rồi. Ngươi đã là vĩnh viễn sinh cảnh cường giả rồi, ngươi là vùng thế giới này chúa tể, ngươi vĩnh viễn là hai chúng ta kiêu ngạo, ngươi là ta nhóm đời này duy nhất kiêu ngạo. Ngồi dưới đất ông lão mặc áo đen, hắn trầm mặc không nói, trong cổ họng chậm rãi thở dài, hắn Diệp Thần Phong có thể là chịu đến Hà Không Thắng tự bạo mà cùng chết rồi. Lâm Vấn Thiên cùng Khổng Nam Chí chờ ở chàng còn lại cường giả, bọn hắn nhìn lên trời mà giữa từng cái rậm rạp chằng chịt hố đen, theo chuyển rời. Những này hố đen tại khép lại rồi, thần nguyên giới tuy nói là ổn định, nhưng bọn họ một chút cao hứng cũng không có, trên mặt che kín bi thương vẻ. Tại tất cả mọi người rơi vào thương trong lòng thời điểm. Bỗng nhiên có một bóng người theo thiên địa ở giữa một cái trong hắc động trốn ra, đạo thân ảnh này có vẻ vô cùng chật vật, y phục trên người rách dưới, cả người là mặt mày xám xịt, thậm chí là trên người cũng che kín không ít vết thương. Đang nhìn đến một cái lao người bóng sau đó lão Hắc Giang Vận Thiên sắc mặt vui vẻ, ta liền, người tiểu tử này không thể dễ dàng như vậy sẽ chết, người lề mà lề mề đang làm. Diệp Thần Phong nhìn ra được ở đây tất cả mọi người đang vì hắn đau lòng, hắn đơn giản giải thích một lần. Hắn tại đem Hà Không Thắng mạnh mẽ đưa vào bên trong tiểu thế giới sau, Hà Không Thắng đã nằm ở tự bạo bên trong, bởi tự bạo sau đó không gian trở nên cực kỳ không ổn định. Hắn dùng hết khả năng từ tiểu thế giới bên trong đi ra, nếu như lại chậm một giây lời nói, như vậy hắn liền thật sự phải cho Hà Không Thắng chôn cùng rồi. Bất quá, bởi không gian không ổn định, Diệp Thần Phong từ tiểu thế giới bên trong đi ra, hắn chưa có trở lại lão Bạch cùng lão Hắc nơi này, mà là được truyền tống đến không gian loạn lưu chi bên trong. Lấy hắn tu vi bây giờ, không gian loạn lưu tự nhiên là đối với hắn không tạo được ảnh hưởng.
lãng phí một hồi liền từ trong đó đi ra. Hà Không Thắng tại Diệp Thần Phong bên trong tiểu thế giới tự bạo, hiện tại hắn đã không cảm giác được tiểu thế giới tồn tại, đoán chừng hỗn độn nhẫn cùng Hà Không Thắng đồng thời hủy diệt. Giải thích xong sau, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn có một loại trước nay chưa có ung dung, hắn cảm thấy có thể hoàn toàn trưởng khống vùng thế giới này rồi, hắn nhìn qua chậm rãi khôi phục xanh thẳm thiên không, tự nói cái cảm giác này thật tốt. Ông lão mặc áo đen không biết thời điểm có thể đứng lên, hắn đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh về sau hảo hảo giữ gìn vùng thế giới này đi. Diệp Thần Phong tâm tình phức tạp, hắn và ông lão mặc áo đen trong lúc đó có thiên ti vạn lũ quan hệ, hỏi hắn như vậy ngươi thì sao? Ông lão mặc áo đen không hề trả lời, hắn xoay người từng bước một rời khỏi, nhưng đang đi ra mười mấy mét sau, hắn không quay đầu lại, chỉ là thanh âm già nua truyền đến ta a. Liền làm người bình thường đi, rảnh rỗi có thể tới nhìn ta một chút. Nhìn xem ông lão mặc áo đen đi lại tập tễnh biến mất ở trong tầm mắt, lão Bạch vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, nói ra tiểu gia hỏa, không nên suy nghĩ nhiều quá, này là sự lựa chọn của hắn. Hắn có thể là chịu đủ lắm rồi sống mãi cô quạnh đi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói được rồi, chúng ta hồi Thiên Cực Thành đi thôi. Mà Thiên Cực trong thành. Tại Diệp Thần Phong bước vào vĩnh sinh cảnh sau đó bởi vì huyết mạch của hắn duyên cớ, bên cạnh hắn người thân, thực lực toàn bộ là thật nhanh tăng lên. Đặc biệt là Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn bây giờ tu vi đã tại thần đế cảnh trung kỳ rồi. Bực này tuổi nắm giữ tu vi như thế, quả thực là kiểu như trâu bò không được không được. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn trở về Thiên Cực Thành sau đó tất cả mọi chuyện toàn bộ là trần ai lạc định. Lấy tư cách duy nhất một cái vĩnh viễn sinh cảnh cường giả, hắn đối vùng thế giới này là rõ như lòng bàn tay rồi, hắn nhìn lên bầu trời bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ông lão mặc áo đen lúc trước nơi ở, hay là tại bầu trời này bên trong. Bất quá! Hắn không có hứng thú ở đi nơi nào, hắn vẫn là lựa chọn cùng người nhà cùng nhau. Bây giờ người ở bên cạnh toàn bộ là tu vi tăng mạnh, có hắn ở một bên trợ giúp, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể bước vào sống mãi, cho nên cũng không cần gấp tại nhất thời. Trên trời cực trong thành dừng lại sau 3 ngày. Diệp Thần Phong biến mất không một tiếng động rời đi rồi, bây giờ hắn muốn đi bất kỳ địa phương nào, trên căn bản chỉ cần một ý nghĩ. Địa huyền giới. Thiên Âm Thành vị trí. Lúc trước Diệp Thần Phong cùng Ma Đế Huyết Thiên một trận chiến, có thể nói là địa huyền giới đỉnh phong đánh một trận. Là Diệp Thần Phong ngăn trở địa huyền giới được Ma Đế Huyết Thiên cho trưởng khống, chỉ bất quá trận chiến đó, khiến cho bọn hắn được hút vào cổng sao bên trong, cuối cùng đi hướng thiên huyền giới. Từ đó Diệp Thần Phong liền cũng không còn về địa huyền giới rồi. Năm đó trận chiến đó vị trí Thiên Âm Thành, nguyên bản biến thành một vùng phế tích. Hôm nay là một lần nữa được kiến tạo lên. Tại Thiên Âm Thành to lớn trên quảng trường, thụ lập một cái uy nghiêm pho tượng, nhìn kỹ bên dưới pho tượng này không phải là cùng Diệp Thần Phong giống nhau như đúc ma. Tại trên quảng trường có mấy cái lão đầu đứng ở pho tượng trước. Vân Tiên Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tả Đức Nguyên, Lạc Nhật Đảo Lão Tổ Ngô Thanh Sơn, Xích Viêm Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An bọn hắn đều ở nơi này, bọn hắn cùng Diệp Thần Phong là người quen cũ. Năm đó Tả Đức Nguyên được Diệp Thần Phong đã cứu tính mạng, hắn thở dài Diệp lão đệ không biết dạng. Hắn bây giờ là chúng ta toàn bộ huyền giới anh hùng A Hát. Chỗ có trẻ tuổi toàn bộ lấy hắn làm gương. Ngô Thanh Sơn đạo lấy Diệp lão đệ tính tình, hắn hiện tại nhất định là vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta rồi. Tằng Quang Viễn cùng Tiền Vinh An gấp vội vàng gật đầu, năm đó hai người bọn họ bởi vì si mê với trận pháp, nhưng là bái Diệp Thần Phong vi sư. Trong đó Tiền Vinh An đạo mặc kệ đi tới chỗ nào, sư phụ cũng có thể cực kỳ chói mắt. Chỉ là tại Tiền Vinh An tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Một thanh âm từ bọn hắn sau lưng vang lên. Rất tưởng niệm ta sao? Bây giờ địa huyền giới cũng rất phồn vinh ma. Tả Đức Nguyên đám người thân thể cứng đờ, bọn hắn không dám lỗ tai, vội vàng chuyển người qua tử, nhìn thấy một cái đầu mang đấu bồng, đem khuôn mặt che kín người. Bọn hắn không cần nhìn đến đối phương tướng mạo, cũng có thể cảm giác được người trước mặt này chính là Diệp Thần Phong. Tả Đức Nguyên thất thanh nói Diệp lão đệ. Diệp Thần Phong cười nói không quen biết ta. Rất lâu không có, hôm nay uống thật sảng khoái làm sao. Ngô Thanh Sơn cười nói tiếp tới cùng. Đêm đó,
Lấy tư cách bây giờ địa huyền giới cường giả đỉnh cao Tả Đức Nguyên đám người, đều không ngoại lệ toàn bộ là uống say mềm. Ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Thần Phong đã rời khỏi. Mười mấy năm sau, thế tục giới, kinh thành, một chỗ cực kỳ nổi danh trường cấp 3 cửa vào. Hai nam một nữ trên người đeo bọc sách. Hai người thiếu niên dung nhan cực kỳ xuất khí, khác một người nữ sinh cũng cực kỳ tướng mạo đẹp, có thể nói là thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ rồi. Trong đó một cái ăn mặc áo sơ mi trắng thiếu niên, đạo cũng không cha là muốn. Nói cũng phải đến để cho chúng ta đến trường, nói là trải nghiệm một cái tuổi thơ lạc thú, thực sự là bó tay rồi. Ta hiện tại cũng là thần đế cảnh hậu kỳ cường giả, cùng một đám con nít cùng đến trường. Một người khác mặc màu xanh lam áo sơ mi thiếu niên, hắn nói ra cũng không phải sao. Ta cũng cảm thấy rất không thú vị, còn không bằng ở lại thần nguyên giới đây. Cũng không lão ba cùng lão mẹ bọn họ là nghĩ tới, rõ ràng toàn bộ phải về đến thế tục giới kiếp sau sống một đoạn. Cái cuối cùng dung mạo xinh đẹp nữ sinh, đạo hai người các ngươi yếu không cần đi, hôm nay là chúng ta ngày thứ nhất chuyển trường. Ba người này chính là sau khi lớn lên Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh rồi, bây giờ tu vi của bọn họ toàn bộ tại thần đế cảnh hậu kỳ. Chỉ là tại ba người bọn hắn mới vừa bước vào trường học. Năm cái cao niên cấp nam sinh đi rồi, ánh mắt của bọn họ tập trung vào Diệp Linh trên người. Hắn chỉ là một cái nam sinh một mặt khinh thường nói các ngươi là chuyển trường sinh. Trước đây chưa từng thấy các ngươi a hát, đến quy củ của nơi này sao? Cha mẹ của chúng ta đều là trường học hội đồng quản trị. Chỉ là nam sinh này tiếng nói đột nhiên im bặt đi, trong cổ họng không tự chủ nuốt nước miếng. Chỉ thấy Diệp Phàm cùng Diệp Phong dưới bàn chân linh khí lộ ra. Két, 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 ầm, ầm, ầm. Từ hai người bọn họ lòng bàn chân bắt đầu, chung quanh mặt đất toàn bộ nứt lái tới, sau đó chung quanh mặt đất dồn dập nổ tung. Diệp Phàm không nhịn được nói nha, nơi này chả có quy tắc sao, không sai tiểu không nhảy chữ. Diệp Linh nhắc nhở xem ra trường này chúng ta là niệm không được, gọi cho lão ba. Giữa, bàn tay nàng vung lên. Ầm, một tiếng. Trường học cửa lớn trong nháy mắt biến thành bột phấn. Nếu cha mẹ của các ngươi là trường học hội đồng quản trị, như vậy ta xem nơi này cũng cũ, có thể một lần nữa kiến tạo một chút. Diệp Linh thản nhiên nói. Lúc này mấy cái kia cao niên cấp học sinh, bọn họ là hoàn toàn bị dọa đái. Này, đây là địa cầu sao? Lẽ nào bọn hắn xuyên qua ra ngoài tinh? Kinh thành nơi nào đó cao ốc một gian xa hoa trong phòng làm việc. Năm đó con khỉ cùng tên béo họ Lý giúp Diệp Thần Phong quản lý sản nghiệp, dựa vào Diệp Thần Phong quan hệ, bọn hắn đạt được đại lực chống đỡ. Trải qua những năm này phát triển, hai người bọn họ cư nhiên trở thành thế giới thủ phủ. Con khỉ một mặt thở dài nói cũng không lão đại ở nơi nào. Ta rất nhớ lão đại A Hát, chúng ta có tất cả toàn bộ là lão đại dành cho. Tên béo họ Lý so với trước đây yếu gầy một chút, hắn nói ra e sợ lão đại hiện tại sớm đã trở thành thần tiên giống như nhân vật đi. Chúng ta đời này là không thấy được. Chỉ là văn phòng không gian một cơn chấn động. Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt, nhìn xem ngây người hai người, hắn nói ra hai vị thế giới thủ phủ, sẽ không quen biết ta chứ. Không sai tiểu không ít chữ. Lão đại. Con khỉ cùng tên béo họ Lý kích động hô. Hết chuyện đô thị mạnh nhất hoàn khố. Diệp Thần Phong.